Geralt of Rivia, một huyền thoại được nhào nặn bởi nhà văn người Ba Lan Andrzej Sapkowski, nay đã chuyển thể thành công bởi nam diễn viên Henry Cavill trong loạt phim The Witcher của Netflix, cho đến khi biên kịch bắt đầu coi thường anh cùng khán giả và chúng ta có hai phần tệ hại cùng một tựa phim sắp đi vào hố đen của sự quyền lãng. Cái đó có vẻ không liên quan video mình cho lắm nên hãy bỏ qua đi. Nổi tiếng là vậy, tuy nhiên thực sự thì The Witcher mới chỉ là một tiểu thuyết nổi tiếng tại Ba Lan, chứ trên thế giới thì chẳng ai quan tâm cả. Cho đến một ngày, khi mà CD Projekt Red đã mua lại Geralt cùng các con vợ của anh và hóa thân, tiếp nối cuộc hành trình của anh qua 3 phần game The Witcher. Từ đó, Geralt và The Witcher trở thành huyền thoại trên toàn thế giới. Nói là như vậy, nhưng The Witcher cũng thực sự nổi tiếng chỉ khi phần 3 được ra mắt cũng nhãm về cho mình giải thưởng Game of the Year. Còn về phần 1 phần 2, cho dù sở hữu cốt truyện không thua kém phần 3 là bao, tuy nhiên gameplay cũng như thế giới tại hai phần game này thực sự để mà nói quá khó nuốt nếu chơi thời điểm hiện tại. Vậy nên, nếu bạn để không thể nuốt tựa game nhưng vẫn muốn tìm hiểu cốt truyện thì đây chính là video dành cho bạn. Ngay bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu khám phá cốt truyện của tựa game The Witcher phần 1 nhé. Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn, đang được vận hành bởi TechSpay. Nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày, thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá, đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này để có thể nhận được khuyến mãi độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh Diomio nhé. Đã 5 năm kể từ cuộc chiến giữa đế chế Nilfgaard và các vương quốc phía Bắc kết thúc, những gì mà người ta biết về Geralt of Rivia giờ đây chỉ còn là những bản ballad, những bài hát được rong truyền từ nơi này sang nơi khác bởi những người hát rong, những chú hề, đặc biệt nhất là thằng bạn chí cốt của anh, nhà thơ, nhạc sĩ, thi nhân, Dandelion. Không ai biết gã sói trắng giờ đang làm gì, ở đâu. Geralt đã biến mất và trở thành huyền thoại khi cuối cùng anh cùng cuốn tiểu thuyết với tên gọi The Lady of the Lake được xuất bản. Hành trình của anh với những fan trung thành của bộ truyện giờ đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, với chúng ta, những con chiên ngoan đạo của CD thì giờ đây mới là khởi đầu của sói trắng, một hành trình mới, hành trình kết thúc tất cả. Năm 1270, tại dãy núi Blue, phía bắc của Caerwen, Geralt bất ngờ xuất hiện, bị truy đuổi, không vũ khí, không sức lực, anh gục xuống bên vệ đường. Những Witcher của thành Camelon có vẻ như đã nhận ra anh và đưa anh về thành. Không một ai có thể ngờ rằng, sau 5 năm, Geralt bỗng nhiên lại có thể xuất hiện tại nơi đây. Về đến trụ sở, anh hồi phục rất nhanh, tuy nhiên trí nhớ đã không còn. Chỉ còn lại duy nhất một ký ức mơ hồ về một nữ phù thủy gắn liền với định mệnh của mình. Cô ta là ai? Sao lại là định mệnh của anh? Một đống những câu hỏi liên tiếp nhảy ra trong đầu Geralt, nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ được gì cả. Đúng lúc đấy, bên trong thành, Triss Merigold đã bước đến bên anh. Không biết do trùng hợp hay cố ý khi Geralt xuất hiện tại đây, thì Triss cũng đã có mặt, với mong muốn mãnh liệt đồng chiếm Geralt từ tay người bạn thân chí cốt của mình. Triss giờ đây đã có cơ hội tiếp cận Geralt và cô giả vờ chính là người phụ nữ định mệnh gắn liền với số mạng của anh. Bỏ qua về Triss thì hiện tại thành cũng khá yên bình, những Vesemir, Lambert, Esco vẫn sống tốt, thậm chí giờ đây, ngay tại đây còn có một Witcher tập sự tên là Leo. Đã bao lâu ngôi thành này đó một Witcher mới nhở? Thời gian hồi tưởng còn chưa được bao lâu thì bỗng nhiên, hai ngày sau khi Geralt được tìm thấy, Camelon đã gặp phải một kiếp nạn cực kỳ lớn mà lâu lắm rồi các Witcher nơi đây mới thấy lại. Toàn bộ thành đã bị một toán cướp lạ mặt tấn công, mà nói là toán cướp nhưng binh lực của chúng đã hoàn toàn bao vây chặt pháo đài. Mỗi một tên trong số chúng đều mang trên mình phù hiệu Salamander, một loại yêu thú thượng cổ hay được gọi là địa long. Đám người này được chỉ huy bởi hai kẻ mờ ám, một tên tự xưng là Professor và kẻ còn lại là một cường giả cực kỳ bí ẩn cũng như trông hắn rất nguy hiểm. Cảnh giới của người này có lẽ là cực cao, uy áp mà hắn tỏa ra gần như chấn áp đám người của Geralt. Giờ đây, 6 người tại pháo đài sẽ phải đoàn kết lại để chống lại bọn chúng. Mà nói 6, thực ra chỉ có một người duy nhất, Leon. Witcher tập sự chưa có đột biến, còn 5 người còn lại không được coi là người nữa rồi. Cũng nhờ uy áp của lão pháp sư bên địch, lúc này bản năng của một Witcher lâu năm trỗi dậy, Geralt đột phá cũng như dần dần hồi phục những kỹ năng chiến đấu. Với một Witcher trường sói thì kiếm thuật chính là đỉnh cao kiếm đạo. Khi mà kỹ năng hồi phục hoàn toàn, Geralt xuất chiếm chống tả mạnh mẽ. Cũng trong thời điểm đó thì huyết mạch đột biến của anh vô tình cũng được phục hồi. Những phép thuật cơ bản Witcher giờ đây có thể sử dụng lại.
Dựa vào khả năng đó, Geralt cùng Triss hợp sức đánh bại tên cường giả bên phía địch 300 hiệp bất phân thắng bại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực chống trả của đám người Geralt đã trở nên công cốc khi mà hai tên cầm đầu bên phía lũ Salamander đã trốn thoát cùng với The Witcher Secret, một thiết bị cho phép tạo ra các dị nhân như Witchers. Thiết bị này, trong quá khứ, có lẽ đã bị thất truyền cùng với sự sụp đổ của Camelon, nhưng giờ đây, thứ này vô tình xuất hiện trở lại, mà đám người Geralt lại để bị đoạt mất. Ngoài những tổn thất khác, thì Triss sau khi bị dính một chưởng cực mạnh đã bị trọng thương, còn Leo xấu số chỉ còn bước cuối để trở thành một Witcher chân chính, nhưng khí vận không đủ. Không may, giờ đây đã phải nằm xuống bởi mũi tên hiểm độc của tên Professor. Không khí tại đây bắt đầu dần trầm xuống, mọi người nhanh chóng chuẩn bị một lễ tang cho Leo. Leo dù chưa chính thức trở thành một Witcher, nhưng cách mà cậu ngã xuống chính chuẩn theo kiểu một Witcher, và giờ đây cậu xứng đáng được hưởng một tang lễ như vậy. Một ngày trôi qua, khi nghi lễ an táng cho Leo đến hồi kết, đám Geralt cùng nhau ngồi xuống. Những con người của Camelon tổ chức một cuộc họp nội bộ, bởi vì trước mắt, việc đánh mất Witcher Secret là một vấn đề rất nghiêm trọng. Họ cần phải nhanh chóng tìm manh mối với hội Salamander và đoạt lại bảo vật này. Ai biết được rằng bọn xấu xa kia định dùng nó để làm trò gì đi nữa. Sau khi đã thống nhất, các Witcher chia nhau lên đường, họ phân thành 4 hướng, 4 nhánh. Geralt sẽ đi về phía nam, cũng chính là lãnh thổ của vương quốc Temeria, nơi nếu bạn không còn nhớ thì chính là quốc gia được cai trị bởi đức vua Fortes vĩ đại, minh chủ của Liên minh phương Bắc, kẻ đã đánh tan sự xâm lược 2 lần của quân đội đế chế Nilfgaard. Trong khi đó, Triss tưởng chừng như sẽ đi theo Geralt, nhưng cô nàng lại muốn hành động một mình, và sớm thôi cô sẽ hội ngộ cùng Geralt tại Vizima. Sau vài ngày cưỡi ngựa mệt nhọc, Geralt cuối cùng đã cập bến ngoại ô Vizima. Tại đây, vì trời đã sắp tối nên anh dừng chân tại một ngôi làng nhỏ. Bất ngờ thay, anh gặp Sunny, một nữ y sĩ mà anh quen trong quá khứ. Chưa kịp ôn lại quá khứ cũng như xả stress, thì ngôi làng nhỏ bị đàn chó ma xuất hiện truy đuổi một người phụ nữ và đứa trẻ tại cổng làng. Không chần chừ, Geralt xuất kiếm ra tay tương trợ. Lũ chó này đối với anh cũng chẳng phải một thử thách khó khăn gì cho lắm. Bằng một vài chiêu cơ bản, toàn bộ ma chó đã bị anh tiêu diệt. Đáng tiếc thay, anh lại chậm một bước, người phụ nữ mà Geralt cứu không qua khỏi. Chưa kịp thở dài tiếc nuối thì bỗng nhiên, đứa bé mà Geralt vừa cứu xuất hiện hiện tượng lạ. Trong cơ thể đứa bé bạo phát một lượng ma thuật cực lớn, cùng với đó, nó lơ lửng trên không. Thật là một điều kỳ quái mà, với đống kiến thức trong đầu thì Geralt cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cấm chú, nguyên chú, đột phá đều không phải. Khi anh còn chưa định hình thì đứa bé với tên gọi Arvin bỗng nhiên mở mồm và nói: "Còn cái nịt." Những lời đứa bé này thốt ra chính là cho Geralt một lời tiên tri về chiến tranh, về White Frost, White Light và Elder Blood. Đây cũng chính là lời tiên tri mà chúng ta sẽ phải kết thúc nó tại tương lai xa xôi trong The Witcher 3, White Hunt. Còn giờ đây đối với Geralt thì mọi thứ thực sự vô nghĩa. Bỏ qua những chuyện vừa rồi, giờ thì anh chỉ còn nhiệm vụ chính phải làm, tiến đến Vizima, nhưng trời xanh lại thích tạo kiếp nạn cản anh hùng. Chuẩn bị đi thì Geralt cũng biết được rằng Vizima đang bị cách ly do dịch hạch bùng phát. Anh cần phải có giấy thông hành mới được phép đến đây. Ngoài ra thì tổ chức Salamandra mà anh dày công truy tìm thì hiện tại cũng đang có trong khu vực này. Dân làng cực kỳ sợ hãi bọn chúng, một nhóm giặc cỏ nhỏ nhoi, nhưng đối với dân làng, tên của tổ chức bọn chúng giờ đây chính là tên của kẻ mà ai cũng biết là ai, không một ai dám đề cập tới. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải là không có cách giải quyết. Geralt được Senni gợi ý rằng để có được giấy thông hành đến được thành phố, Geralt cần chiếm sự tin tưởng của Reverend, linh mục của giáo phái Eternal Fire và cũng là trưởng làng tại nơi đây. Sau cuộc gặp gỡ với Reverend, Geralt biết được rằng người dân ở đây đã cực kỳ khiếp sợ trước tổ chức Salamandra. Ông cũng nói rằng sẽ chỉ cung cấp thông tin cho anh nếu như anh diệt trừ đám ác ma quái thú đang tàn phá ngôi làng này. Tất nhiên, Geralt đồng ý. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Geralt lại va phải một kỳ ngộ lớn. Anh bất ngờ gặp lại người bạn cũ lâu năm, chàng người lùn vui tính Jotun. Ngoài ra, anh còn gặp Abigail, một phù thủy trong làng và là người nhận nuôi Arvin. Có vẻ như sức mạnh của Arvin cũng chính là một may mắn dành cho đứa bé. Sau này, ắt hẳn làm nên chuyện. Cũng trong lúc làm chuỗi nhiệm vụ, anh đã chạm trán bóng ma của King of the White Hunt. Hắn đã dự báo về định mệnh của Geralt và cho anh gặp bóng ma của Leo, Witcher tập sự mới tử trận gần đây. Sau một hồi chạy tới, chạy lui mệt nhọc, cuối cùng thì Geralt cũng lấy được lòng tin của Reverend. Không chỉ có giấy thông hành mà lão già này còn tốt bụng cung cấp cho anh hẳn một thông tin về lũ Salamandra tại nơi đây. Không chần chờ nữa, đây quả nhiên là một cơ hội cực kỳ lớn. Geralt nhanh chóng lên đường, tiến tới hang ổ của lũ cướp này. Hành sự đúng như một Witcher trường sói, anh đột kích hang ổ, diệt gọn từng tên. Tuy nhiên, thứ mà anh phát hiện ra lại là một hang ổ trống, còn trụ sở thực sự của bọn kỳ nhông này lại nằm trong Vizima. Dĩ nhiên, chuyến đi này không phải không có kết quả. Tại đây, anh tìm thấy Arvin. Sao mày lại ở đây vậy Arvin? Nếu em nói em chỉ đi ngang qua thì anh có tin không? Hóa ra, lý do mà Salamandra đã yêu cầu làng phải cống nạp trẻ em. Trong lúc bấn quá, nhận thấy Arvin là một con sóc.
À không, là một đứa trẻ thích ăn chè matcha vào thời tiết mát mẻ, nên chính lão Reverend đã giao Arvin cho bọn chúng. Có vẻ như cũng là tình thế bắt buộc. Geralt cũng cứu được Arvin, thế nên quyết định bỏ qua lão giả thối tha kia. Tại với ngôi làng mà chắc chắn chẳng ai nhớ tên đâu, Geralt và Sunny lên đường vào thành Vizima cùng nhau. Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra khi không ai ngờ tới. Sunny thì vào thành Vizima khá dễ dàng, nhưng Geralt lại bị bắt vì giấy thông hành của anh là hàng fake. Thằng kia đứng lại, mày biết mang giấy tờ giả là trọng tội không? Tờ giấy này của mày từ đâu mà có? Nếu em nói là em nhặt được thì anh có tin không? Geralt đã vào tù. Cơ mà đối với một Witcher thì việc đi tù như là cơm bữa, đặc biệt là với Geralt. Nhưng mà đi tù mà gặp người quen thì là chuyện hiếm thấy. Vào tù, anh gặp lại ngay người quen, chính là lão Professor. Vì một lý do nào đó mà cũng bị tống vào đây. Chắc không phải vì lão bị chế đá bị bắt đâu nhỉ? Bởi vì lão được thả ngay sau đó mà. Còn về phần Geralt, ngồi tù một lúc thì cũng nhận được một lời đề nghị phóng thích nếu như tiêu diệt đám quái vật ở Vizima. Mỡ dâng đến mồm như vậy thì ai mà chả húp. Nhất là việc này sinh ra để dành cho Geralt chứ ai. Thật sự là một cơ hội tốt đối với một thợ săn quái vật chuyên nghiệp. Nên anh đồng ý ngay lập tức. Có điều, hóa ra quái vật làm cả làng thành phố đau đầu lại làm con gà hơi to một tí. Đứa nào phóng thích anh ra hẳn sau này có mặt cay đỏ. Hành trình đi săn của anh khá là bình lặng. Đến đường tìm kiếm quái thú, anh gặp Siegfried, thành viên của tổ chức Hiệp sĩ Hoa Hồng Lửa, cũng đang tìm kiếm con quái thú trong hệ thống ống cống của thành phố. Cùng nhau, họ tìm ra đó là con cóc Urchard trưởng thành, sinh vật đầu gà, thân rồng, đi bằng hai chân. Geralt và Siegfried hợp sức đánh bại nó. Geralt giao nộp đầu con quái thú và hoàn toàn tự do. Giờ đây, anh có thể tiếp tục truy tìm manh mối với hội Salamandra. Siegfried, sau khi nghe câu chuyện của anh, đã giới thiệu cho Geralt thám tử Raymond, thám tử lừng danh tại miền đông Temeria, nổi tiếng với những vụ phá án giết người bí ẩn trong phòng kín. Người có thể cho anh một chút manh mối. Và thế là hành trình lại tiếp tục. Trong lần điều tra này, chúng ta thấy được sơ qua về Vizima, thành phố đắm chìm trong dịch hạch, liên tục bị quấy nhiễu bởi thế lực thù địch là hội Scottel, một hội gồm những kẻ không phải người, mà cụ thể là các yêu tinh, cầm đầu là yêu tinh Arvin, được vua của Nilfgaard bảo hộ cho mục đích thôn tín phương Bắc của hắn. Tại đây, chúng ta sẽ phát hiện ra hai thông tin. Một là Beregar, Witcher khác của thành Camelon. Thứ hai là sự thật rằng Raymond đã bị giết chết ngay sau lần đầu gặp Geralt. Raymond hiện tại chính là gã cường giả cầm đầu cuộc tấn công Camelon mang tên Azazavet. Lão đã sử dụng thuật dịch dung để hóa thân thành thám tử vĩ đại. Trận chiến xảy ra một lần nữa, nhưng lần này Aza hoàn toàn dưới cơ Geralt bởi một lão pháp sư hệ lửa nhưng lại ý đánh nhau trên đầm lầy. Đánh nhau trên đầm lầy là ý tưởng tồi, à không phải tồi nữa mà là đần. Với phép thuật của mình, Geralt đã vận công, sử dụng nước để làm một trận pháp cầm chân tên phù thủy đáng chết. Nhưng trời còn chưa muốn diệt Aza, khi lão đã cần kiệt sức, bỗng nhiên The Professor xuất hiện. Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn, nhưng Geralt với tài nghệ của mình vẫn áp đảo được hai tên. Chó cùng đường sẽ luôn để lại đường lui, hai tên trùm danh ma liền dùng thuốc mê đánh vào Geralt rồi tháo chạy, còn Geralt cứ thế mà lịm dần đi. Sau đó, anh thức dậy trong nhà của Triss, có vẻ như Triss đã đến ngay sau khi anh ngất đi và đưa anh về đây. Cho đến lúc này, Geralt vẫn tưởng Triss là nàng phù thủy yêu dấu của mình. Và dĩ nhiên, lâu rồi thì Geralt vẫn chưa được giải tỏa. Kiếm được một phòng trọ, Geralt và Triss đã có một cuộc hoan lạc suốt một đêm. Hôm sau, khi tỉnh dậy, dù Geralt vẫn muốn xả Triss thêm một lần nữa, nhưng họ vẫn có việc cần phải làm. Vì vậy, Triss đã cho Geralt biết về manh mối của một nguồn ma thuật mạnh mẽ đang tồn tại. Và để khám phá ra bí mật đó, Triss đã yêu cầu anh tham gia một bữa tiệc tối hôm đó được tổ chức bởi Lilvaden, một người quen cũ, còn quen ai thì không biết. Nói là bữa tiệc, nhưng chán chết, bên trong bữa tiệc này chứa đầy các loại người. Họ đến với đây nhiều mục đích, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kết bè kết phái giao lưu với nhau. Tuy chán là vậy, nhưng ít nhất Geralt cũng đã có thu hoạch. Sau bữa tiệc, anh nhận ra rằng tổ chức Salamandra này không đơn giản chỉ là băng trộm cắp thông thường. Chúng còn liên quan đến các bí mật và mưu đồ chính trị của thành phố Vizima. Thực tế thì Geralt nên nhận ra từ sớm vì chẳng có bọn trộm cướp bình thường nào mà lại sở hữu yêu thú lẫn cường giả mà ngang nhiên tấn công pháo đài các Witcher cả. Kết thúc những nỗ lực tìm kiếm mệt mỏi, Geralt phát hiện ra nguồn gốc của phép thuật lại đến từ Arvin. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định Arvin nên ở với người hiểu biết về phép thuật nên giao cậu bé lại cho Triss. Tiếp bước câu chuyện, anh lại tiếp tục tìm manh mối về bọn Salamandra. Giờ đây, Geralt với sự giúp đỡ của Triss đã tìm ra trụ sở của chính bọn chúng. Một lần nữa, anh lại chạm trán với Aza và The Professor. Lại một cuộc chiến một cơn hai khác với kết quả không khá hơn cho bọn Salamandra là bao. Aza thì cong đuôi chạy mất, còn Professor thì chính thức đã nằm xuống. Vừa ra khỏi mặt đất, anh đã bị bao vây bởi công chúa Ada và cận vệ. Hóa ra, Ada đã bị khống chế từ đầu.
tất nhiên là cô bị khống chế bởi một lời nguyền cực độc ác. Tất cả những sự việc diễn ra đều phục vụ cho mục đích chiếm lấy vương quốc Temeria. Geralt suýt bị giết bởi đám lính. May mắn thay, anh đã được Triss dùng ma thuật dịch chuyển đến Murky Waters, một ngôi làng bên ngoài Vizima. Tại nơi đây, Dandelion và Arvin đã cảnh báo anh rằng nên tránh xa mọi việc lộn xộn và đợi đến khi vua Fortes trở lại kinh đô. Lúc này, cũng tại nơi đó, anh biết được có kẻ âm mưu bắt cóc Arvin và bọn chúng biết dùng phép thuật. Hẳn đó là lý do Triss đưa anh đến đây để bảo vệ cho Arvin. Một thời gian trôi qua, Geralt ở lại, giúp đỡ dân làng, chăm sóc Arvin tại Murky Water. Rồi đến một ngày, Fortes đã trở lại kinh đô, dập tắt âm mưu phản loạn cùng rắc rối chính trị. Sau đó, quân đội đến làng để vây bắt đám Scottsdale. Chiến trận xảy ra, sau đó thì Arvin mất tích. Bỏ lại mọi chuyện ở phía sau, món nợ với Aza vẫn còn đó. Geralt và Dandelion cùng nhau rong buồm đến Vizima. Khi hai người gần đến nơi, Vizima đang chìm trong biển lửa. Lúc này vua Radovid, vua của xứ Redania và vua Fortes đang hợp tác cùng nhau để dẹp bè lũ phản loạn tại Vizima. Fortes bị phục kích bởi một toán Scoatel. May mắn thay, một đại hiệp sĩ hoa hồng đỏ dưới sự chỉ đạo của Grandmaster đã ứng cứu nhà vua kịp thời. Có vẻ như hắn muốn Fortes giao lại toàn quyền cho hắn, nhưng Fortes đã nảy sinh lòng nghi ngờ và không đồng ý. Với một thái độ sức lá và mất dạy, lão đã rời đi. Gặp lại Geralt, Fortes vào thẳng vấn đề. Năm xưa, khi Ada bị dính lời nguyền biến thành một con Striga, chính tay Geralt đã phá bỏ nó để cứu cô. Giờ đây Fortes muốn anh làm lại điều đó một lần nữa. Fortes hứa rằng sẽ tìm Aza giúp anh nếu anh hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng tài năng của một Witcher, Geralt nhanh chóng tìm ra nơi trú ẩn của Ada. Tại đây thì lại chứa rất nhiều loại quái vật. Geralt và Jotun phải vật lộn với chúng. Trận chiến có phần cam go và nguy hiểm, suýt nữa thì cả hai đã bị đánh bại nếu Grandmaster và đoàn quân Hoa Hồng Đỏ không đến ứng cứu kịp. Có vẻ như lão và Geralt quen biết nhau từ lâu và giờ thì lão đến để trả ơn anh. Cuối cùng, bằng nỗ lực của mình, Geralt đã giải tỏa lời nguyền cho Ada. Hóa ra, cô bị bè lũ của Professor nguyền rủa. Thật là may mắn cho anh, bởi vì Ada cũng đã từng ngủ với anh, và anh thì không muốn ra tay bất kỳ ai đã ngủ với mình cả. Nhiệm vụ hoàn thành, vua Fortes đưa cho anh thông tin về nơi trú ẩn của Aza. Tại căn cứ, mọi bí mật dần được sáng tỏ. Hóa ra kẻ bí ẩn, thủ lĩnh thực sự của Salamandra lại chính là Grandmaster, còn Aza dùng Witcher Secret để tạo ra đoàn quân đột biến nghe lệnh của hắn. Quay trở lại để truyền đạt thông tin cho Jotun, Geralt tới Flaming Rose, bên trong trụ sở đầy ắp dân thường lẫn đàn bà và trẻ con. Grandmaster dùng ma thuật để đưa anh đến tương lai. Theo lời hắn, trong tương lai, tất cả sẽ bao trùm trong băng giá bởi thứ hắn gọi là White Frost. Âm mưu của hắn là tạo ra các dị nhân và chiếm lấy Temeria. Hắn muốn tạo ra những chiến binh bảo vệ dân chúng thờ phụng. Tất nhiên, Geralt không đồng ý và trận chiến bắt đầu. Anh phải chiến đấu với cả ảo ảnh lẫn người thật. Khi trận chiến đã gần ngã ngũ thì King of Whitehand lại xuất hiện, yêu cầu giao cho hắn Grandmaster. Chẳng nói chẳng rằng, Geralt lao vào đánh 500 hiệp với King of Whitehand. Dù chỉ là một tàn hồn phân thân, nhưng thực lực của hắn vẫn quá cường đại, Geralt gần như thất bại. Tuy nhiên, một dòng khí huyết tự nhiên trào vào người anh. Đây chính là... Phải không? Phải, không gì khác, chính là máu của kỳ lân. Lũ Whitehand đã tàn sát tộc kỳ lân quá nhiều, và giờ đây, linh hồn của bọn chúng ngẫu nhiên gặp được Geralt và giúp đỡ anh. Bằng một nhát kiếm cuối cùng, anh chém cho King of Whitehand hồn siêu phách lạc. Xong việc, anh xách kiếm đi về. Tuy nhiên, Grandmaster đã chết. Vì sao anh chết? Geralt không hề biết. Giờ đây, thứ duy nhất anh cảm thấy là lạnh vãi. Vậy là hành trình của anh đã đến hồi kết. Salamandra, Professor, Aza, Grandmaster. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Bẵng đi vài ngày, Geralt liền đến nhận thưởng của vua Fortes cũng như dự định về quê làm bạn trịch với Triss đến cuối đời. Tuy nhiên, khi vừa bước ra cửa, thì Witcher Sense lại một lần nữa rung lên. Một thứ gì đó đã xuất hiện. Geralt liền chạy vội vào trong, kịp thời cứu vua Fortes khỏi một tên sát thủ. Làm vua một nước thì có sát thủ là chuyện quá bình thường. Tuy nhiên, đôi mắt của tên này lại có chút đặc biệt, bởi đôi mắt của hắn chính là đôi mắt đột biến đặc trưng của Witcher. Có vẻ như hành trình của anh chưa kết thúc tại đây. Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu cho một huyền thoại sẽ làm chấn động cả thế giới The Witcher. Kể từ ngày Fortes, vua của Temeria, một trong tứ đại vương quốc phương Bắc bị ám sát hụt, nỗi kinh sợ, lo lắng bao trùm lên hắn ta. Tất nhiên, mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa khi lão ta mời được Geralt ở Brivia. Witcher đã cứu mạng lão và cả vương quốc của lão thoát khỏi sự diệt vong, làm cận vệ riêng cùng với Triss Merigold, một trong những nữ pháp sư quyền năng nhất làm cố vấn. Cơ mà giờ đây, điều đáng lo nhất không còn là ai là kẻ ám sát vua, mà ai là kẻ sẽ kế nghiệp Fortes lên ngôi. Ada, đứa con yêu dấu vì âm mưu phản loạn của mình, đã bị đẩy đi biệt xứ. Vì vậy mà Fortes quyết định sẽ đến đón những đứa con hoang của lão ta về làm người kế vị. Và điều này đã vấp phải sự phản kháng của Andrian, anh trai của hai đứa trẻ và cũng là tên phản loạn cuối cùng. Pháo đài La Valette phải bị hạ, lập tức quân đội được huy động
những đội lính tinh nhuệ nhất được thành lập, những tháp công thành to lớn được dựng lên, những mái cầu đá khổng lồ sẵn sàng chờ lệnh. Tất cả vây hãm La Valette, biến nơi đây trở thành nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quay trở về với Geralt, đã gần một năm kể từ khi anh cứu Foltes, cuộc sống vẫn chẳng có gì khác biệt cho lắm. Làm cận vệ cho vua cũng chỉ là lúc nào cũng kè kè bên lão. Niềm vui duy nhất của anh chỉ là những cuộc ân ái với Triss, nữ phù thủy mà anh vẫn lầm tưởng là cô gái định mệnh của đời anh. Tất nhiên, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, bí ẩn tên sát thủ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Hắn ta là ai? Và vì sao đôi mắt của hắn lại có thể giống như mắt rắn đến như vậy? Những gì mà Triss điều tra quả thật quá mơ hồ, và tất cả những gì cô phỏng đoán được kẻ đó có thể từng là một Witcher. Tất nhiên, không phải từ trường sói. Nếu kẻ đó đến từ trường sói thì hẳn Geralt phải biết. Và rồi, ngày đó cũng đã đến, cuộc tấn công La Valette, cuộc chiến ngu xuẩn của nhà vua. Tất nhiên, vì đang là cận vệ của lão, Geralt bắt buộc miễn cưỡng phải tham gia. Foltes cũng không phải dạng vừa. Hắn biết Geralt có vẻ không thích thú nên đã hứa với anh về một bổng lộc khiến anh trở thành một người giàu có nhất phương Bắc. Ngoài ra với kinh nghiệm trận mạc của mình, lão cũng khiến Geralt tiếp thu được những kiến thức mới và có lẽ sẽ hữu ích với anh sau này. Tiếng tù và đánh trận đã vang lên, tường thành La Valette nhanh chóng thất thủ với sự giúp đỡ của Geralt. Quân đội Temeria nhanh chóng chiếm được hoàn toàn thành phố. Quân đội tràn vào và giết người cướp của. Con heo đẩy bà ra xuống biển. Một cảnh tượng dã man trước khi Geralt ra tay ngăn chặn nó. Tất nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là đón được hai đứa trẻ của Foltes lên tòa tháp cuối cùng của La Valette. Vì thế, cuộc tấn công phải được tiếp tục. Bỗng nhiên, một con ác long ở đâu bay tới, làm gián loạn hành trình. Lần thứ nhất, con ác long đã chia cắt Triss ra khỏi đoàn hộ tống của nhà vua. Lần thứ hai, nó tách Roach, chủ soái của lực lượng đặc nhiệm vương quốc Temeria, ra cùng thanh kiếm bạc Erenda yêu quý của Geralt. Con rồng bỏ lại nhà vua và Geralt. Tất nhiên, dù gì thì nó cũng đã đi rồi và bọn trẻ thì ở ngay bên trong của đỉnh tòa tháp. Nóng lòng được gặp bọn trẻ, Foltes quyết định không đợi quân hộ giá đến mà yêu cầu Geralt đi cùng lão lên đón chúng. Hai đứa con hoang của Foltes, một trai một gái, chúng đẹp như mẹ của chúng vậy. Công nương Maria Luisa, sắc đẹp đã khiến một Foltes mê mệt dù cho lão đã từng thề rằng sẽ chỉ chung thủy với em gái mình. Nhưng công nương Luisa thì lại khác, tâm hồn của bà ấy thật to và đẹp. Đây rồi, trên tầng cao nhất của tòa tháp, hai đứa trẻ vẫn vô tư nô đùa nhảy múa. Dường như con chú không quan tâm đến tình hình chiến sự bên dưới cho lắm, có lẽ vì chúng là trẻ con. Khi Foltes bước vào, lũ trẻ đột nhiên sợ hãi một chút. Chúng chạy ra núp vào sau lưng thầy tu mù, có lẽ đó là người chăm sóc cho bọn nhỏ từ lâu. Chẳng mấy may bận tâm, Geralt đã nghĩ rằng anh ta nên để tên nhà vua đoàn tụ cùng với những đứa con của lão. Anh đứng ra thềm cửa sổ ngắm những cảnh vật xung quanh. Anaïs nhanh chóng nhận ra cha mình, con bé chạy đến ôm chầm lấy Foltes. Nhưng đứa con trai của lão có vẻ như vẫn chưa hề nhận ra cha của nó. Hẳn thằng bé vẫn nghĩ rằng Baron La Valette mới là cha của nó. Nhưng không sao, Foltes đã có được bọn trẻ, ít nhất là lão nghĩ như vậy. Tiếng chuông thắng trận vang lên, những chiến binh Temeria đã hoàn toàn chiếm được thành phố. Không còn kháng cự, quân phản loạn bị tiêu diệt. Khoan đã, cảm giác này, không, chính nó là cái cảm giác này. Witcher Sense rung lên, chết tiệt thật, Geralt quay đầu lại, phải, chính hắn. Tên thầy tu mù lặng lẽ giúp con sao sắc nhọn với không một động tác thừa. Cổ họng Foltes bị xé toạc ra, nhà vua ngã xuống trên tay của Geralt. Anh đã quá sơ suất. Còn tên sát nhân, không thể nào, cặp mắt hắn, lại là đôi mắt đó, đôi mắt của loài rắn giống như anh. Và rồi, hắn biến mất qua cửa sổ, nhanh nhẹn khác hẳn với thân hình to lớn của hắn vậy. Quân lính ập vào, Geralt bị bắt và kết tội giết vua. Còn một ngày trước khi Geralt bị đem xử tử, Roach đến tìm anh. Cuộc nói chuyện này có vẻ như là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Anh muốn nghe về tất cả sự kiện hôm đó vì trong thâm tâm mình, anh ta biết con ẩn khúc và Geralt chắc chắn không phải một kẻ giết vua. Ngoài ra, với chức vụ và tài năng của mình, Roach đã điều tra một bí ẩn mà ngay cả anh và Geralt cũng không ngờ tới. Theo bản báo cáo thì 5 năm về trước, vào ngày 25 tháng 9 năm 1268, Geralt đã chết trong một cuộc đụng độ với Yennefer. Nữ phù thủy ở bên cạnh anh lúc đó cũng đã nằm xuống khi cố gắng chữa trị cho anh. Thi thể của hai người họ được đưa đi bởi một cô gái trẻ bí ẩn với mái tóc màu xám tro. Và vô tình, điều đó khiến anh dần nhớ lại chút ít. Các ký ức dần ùa về anh, Rivia, Yennefer và cả cái chết của anh nữa. Tất nhiên thì anh mới chỉ nhớ lại được chút ít như vậy. Việc ngồi kể lể như vậy cũng không giúp gì lắm khi thời gian đã gần cận kề. Roach quyết định giúp anh trốn thoát, đổi lại tất cả sẽ lên đường tìm kẻ giết vua. Qua lời thuật lại của Geralt, hội Scottael chắc chắn dính dáng đến sự việc này. Nếu bạn nào không nhớ thì Scottael chính là hội gì thì hãy xem lại video phần 1 của bọn mình nhé. Một con thuyền được chuẩn bị bởi Roach bao gồm tất cả thành viên của đội đặc nhiệm, đặc biệt Temeria và Triss Merigold. Có vẻ cô vẫn an toàn sau vụ đụng độ với con ác long kia. Cho dù vậy, danh tiếng của Triss có vẻ như đã tổn hại nghiêm trọng. Cô mất chỗ đứng trong hoàng gia
mất căn nhà tại Vizima và người ta gọi cô là con điếm của kẻ giết vua. Thật là tồi tệ đối với người phụ nữ khi đó. Sau cùng, việc quan trọng nhất vẫn là rửa sạch thanh danh của Geralt. Cùng với tin tình báo của mình, Roach phát hiện ra được hung thủ theo miêu tả của Geralt xuất hiện tại Flotsam, một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới giữa Temeria và Ardin. Họ sẽ bơi dọc con sông này để đến được đó. Đi thuyền cũng mất 2-3 ngày và thời điểm đó cũng chính là lúc Geralt bắt Triss kể hết mọi chuyện cho anh. Không giấu giếm gì nữa, cô phù thủy mà anh quên mất không phải là Triss mà là Yennefer. Vậy Triss còn giấu anh điều gì? Tất cả mọi chuyện anh muốn được nghe, cho dù khi kể điều đó ra, anh và Triss có thể bị tổn thương. Nhưng điều đó không quan trọng, anh cần trí nhớ của mình. Và tất nhiên, Triss đã kể lại cho anh mọi chuyện. Những câu chuyện đã bị quên lãng về đứa trẻ, về cô phù thủy gắn liền với định mệnh của anh. Những câu chuyện đã bị tước khỏi anh trong một thời gian thật dài. Nhưng đó lại chính là cuộc đời và con người của anh. Câu chuyện có vẻ hơi chán nhỉ, vậy thì hãy cùng thay đổi không khí một tẹo nhé. Mình sẽ dẫn bạn đến thời điểm một tháng trước đây. Đâu đó, tại khu rừng thuộc thị trấn Flotsam, một elf trẻ tuổi đang đi kiếm nguyên liệu cho mình. À thật ra nó trẻ thôi, chứ hắn ta đã già lắm rồi. So với tuổi của loài người, hắn là Lovert, thủ lĩnh của hội Scottael đóng tại đây. Tất nhiên, chẳng có gì đặc sắc lắm khi hắn chỉ cầm đầu đám phản loạn, thi thoảng gây hấn với loài người và luôn trú ẩn trong những rừng cây. Tuy nhiên, kẻ mà hắn sắp đối mặt thì lại khác. Không biết do vô tình hay sắp đặt, một kẻ lạ mặt đã chạm trán với Lovert và đoán xem hắn chính là kẻ đã giết vua Fotes. Cơ mà khoan đã, đây là quá khứ, Fotes chưa bị chết. Thay vào đó, kẻ lạ mặt mang đến cho Lovert đầu của Demaven, quốc vương xứ Ardin. Tất nhiên, việc hắn đến là có lý do. Hắn hứa sẽ mang đầu của tất cả vị vua phương Bắc về cho Lovert và đổi lại, anh ta sẽ cung cấp những gì hắn cần. Bản đồ, lối đi bí mật, tất cả những thứ cần thiết để Fotes rơi đầu. Và tất nhiên, hắn sẽ đạt được thỏa thuận của mình. Quay trở lại hiện tại, con thuyền cuối cùng cũng đã cập bến Flotsam. Đây là một nơi nhầy nhụa và ẩm ướt. Hầu hết quanh đây chỉ toàn cây cối và đầm lầy. Quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Và tất nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Lovert xuất hiện. Thật ra, đây là một cuộc hội ngộ đáng mong chờ khi hắn là kẻ thù truyền kiếp của Roach. Tất nhiên, đời không như phim, hắn đã quyết định cho quân phục kích tấn công Geralt và Roach. Tất nhiên thì họ đã thoát được thôi, và kẻ giết vua lại xuất hiện một lần nữa. Hắn chẳng làm gì ngoài việc cho chúng ta thấy một chi tiết rằng gã là một Witcher và gã biết về Geralt, biết về quá khứ và điểm yếu của anh. Flotsam là một thành phố của thương gia nên cũng khá nhộn nhịp. Thế nhưng, điều đầu tiên chào đón anh ở thành phố này lại là Jotun và Dandelion sắp bị treo cổ bởi tội danh ăn chơi sa đọa. Và để cứu bạn, Geralt bắt buộc phải quậy tung cái chỗ đó lên. Sở dĩ vẫn là cứu được thôi, cơ mà việc đó khiến anh được chú ý bởi Loredo. Hắn ta nhanh chóng nhận ra rằng Geralt là kẻ đang bị truy nã. Nhưng sau khi biết được rằng thủ phạm giết vua thực sự đang ở đây cùng hội Scottael, như bị gãi đúng chỗ ngứa, hắn đồng ý giúp Geralt với điều kiện anh phải làm mọi việc. Mấu chốt ở đây là anh có thể dùng Jotun để tìm Lovert. Và quan trọng nhất, anh phải tiêu diệt được con thủy quá chết tiệt Kairan đang phá hoại cuộc sống giao thương ở đây. Đổi lại, Jotun và Dandelion sẽ được xóa tội. Trong lúc đó, tình hình tại Vizima cũng không khá khẩm hơn. Từ ngày vua Fotes chết, những gia đình quý tộc lăm le lấy ngôi vương, một cuộc chiến vương quyền đúng nghĩa, nội chiến có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nó lại bị chặn đứng bởi Jon Natalis, một thống lĩnh có uy quyền bậc nhất Temeria. Ít nhất, ông ấy còn có hữu dụng. Chứ cứ như anh Jon Tuyết, vua của phương Bắc ở trong bộ phim nào đó thì có mà toang. Và tạm thời thì ngôi vương vẫn sẽ vô chủ cho đến khi có người thừa kế đích thực. Cơ mà tình hình chính trị thì cứ đến đấy đã. Quay trở lại với Geralt. Giờ đây, mục tiêu trước mắt của anh chính là con thủy quái. Cơ mà may thay, anh không phải là người duy nhất nhắm đến con thủy quái. Scylla, phù thủy sứ Cover cũng đã xuất hiện tại đây với mục đích khai thác về con quái vật. Dù là vậy, tuy nhiên nữ phù thủy này vẫn mang một điều gì đó bí ẩn mà theo như Triss, cô ta cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, họ vẫn cùng nhau tiêu diệt con quái vật nhất nháp. Jotun và Dandelion chính thức hết tội và việc điều tra lại được tiếp tục. Và đúng là có làm thì mới có ăn, Triss đã bắt được một tên elf bị thương và may mắn hơn cả là hắn ta thuộc tổ chức Scottael. Và những thông tin khai thác được từ hắn quả thật là quá sức mong chờ. Kẻ giết vua, hắn ta là một Witcher với tên gọi Leto. Ngay từ đầu, Scottael chỉ là nơi để hắn lợi dụng và tất nhiên khi những tên elf hết giá trị thì cũng là lúc Leto dọn dẹp. Ngay cả tên elf bị Triss bắt cũng đã chết nếu như quân Flotsam không đến kịp. Nhưng còn một điều cuối cùng, Lovert vẫn chưa biết chuyện. Geralt bắt buộc phải truyền tin cho hắn trước khi mọi chuyện quá muộn. Và lại một lần nữa, Jotun đóng vai trò giúp đỡ anh. Anh và chàng người lùn đã gặp được Lovert, thông báo cho hắn biết về Leto cũng như sự phản bội của hắn. Tất nhiên mới đầu thì ai mà tin được, nhưng Lovert cũng đâu phải dạng vừa. Hắn đã sống đủ lâu thấy rằng mình đã trở nên cáo già như thế nào. Một phép thử được bày ra dưới bộ não tài tình của hắn. Hắn sẽ để Geralt bắt giữ anh để đàm phán với Leto. Một kế hoạch quá ư là đơn giản, nhưng lại là một phép thử chết chóc.
hắn ta hoàn toàn có thể một mũi tên trúng hai đích. Nếu Geralt nói thật, hắn sẽ thoát ra khỏi Lethal, còn nếu Geralt nói dối, cái đầu Witcher huyền thoại sẽ thuộc về hắn. Buổi thử nghiệm đầu tiên diễn ra, đúng như dự đoán, Lethal đã không thông qua được bài test. Nhưng thầy may mắn có lẽ đang mỉm cười với hắn. Quân Flotsam bất ngờ tấn công, khiến Scotagel bắt buộc phải chiến đấu chống lại. Lethal thì nhân cơ hội đó bắt cóc Triss và dịch chuyển đến Ardyn. Trở lại Flotsam, nơi đây lại biến thành tử địa với những kẻ không phải là người. Xác những elf vô tội nằm la liệt trên phố, trong các hàng quán. Đây thật sự là một cuộc tàn sát đẫm máu. Tất nhiên, chẳng còn lại gì tại nơi đây nữa rồi. Geralt vẫn phải tiếp tục truy tìm Lethal. Lovett quyết định giúp anh, hai người họ đã bắt một con tàu để tới Vergen. Đây là một thị trấn đa sắc tộc. Không may thay, thị trấn này nằm vùng bên trên lãnh thổ tranh chấp giữa Kaewyn và Ardyn. Nơi đây được nắm giữ bởi Sakisa, kẻ giết rồng. Tại đây, cô đã lập căn cứ, liên kết với Ardyn dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Stannis để chống lại sự xâm lược Kaewyn, đang được trị vì bởi Henseld. Tất nhiên, để tránh đổ máu không cần thiết, một cuộc đàm phán đã được tạo ra, cơ mà kết thúc của nó thì không được tốt đẹp cho lắm khi mà máu đã đổ. Cuộc hỗn chiến đã căng thẳng thì Henseld vô tình kích hoạt cái gì đó. Một đám sương mù quái dị được hình thành, nó tạo ra một binh đoàn thây ma với bắt tại những nơi đó. Henseld chạy mất, Geralt thì cũng vừa đến nơi. Cùng với Sakisa và Lovett, họ chống lại binh đoàn thây ma cùng nhau. Nhưng có lẽ họ khó lòng mà thoát được cho đến khi Philippa, phù thủy hỗ trợ của Sakisa xuất hiện dưới hình dạng một con cú bay đến giải cứu tất cả. Sói trắng huyền thoại cùng Lovett với 100 tên cung thủ elf quả là một món hời mà Sakisa không thể bỏ qua được. Cô liền mở lòng thiện chí cho hai người tham dự một cuộc họp của Liên minh Vergen. Điểm qua thì tình hình quân số của Vergen cực kỳ thiếu thốn so với phe Kaewyn. Nếu đánh quy ước, chắc chắn họ sẽ thua. Tuy nhiên, lợi thế của họ là những bức tường thành kiên cố. Với 100 cung thủ elf, họ sẽ giành chiến thắng. Tuy vậy, có vẻ như Lovett không được hội đồng yêu quý cho lắm. Thậm chí, có kẻ gọi anh là tên sát nhân máu lạnh. Tất nhiên, điều đó không thay đổi ý định của Sakisa. Với giọng nói hùng hồn và truyền cảm, hội đồng đã được thuyết phục. Khi ý chí của hội đồng đẩy lên cao nhất, Sakisa đột nhiên gục xuống. Chết tiệt thật, cốc rượu của cô ấy, nó đã bị ai đó đầu độc. May sao, cô ấy chỉ bị hôn mê chứ không chết. Với kỹ năng của mình, có lẽ Geralt sẽ tìm ra cách giải chất độc đó. Điều này cũng khá là tiện so với anh. Trong lúc đi tìm thuốc giải, anh vừa có thể điều tra manh mối về Lethal cùng với Triss, lại vừa có thể giúp đỡ ngôi làng thoát khỏi vấn nạn sương mù chết chóc cho đến khi anh tìm thấy thuốc giải. Làm thám tử có vẻ là việc mà Geralt thường hay làm nhất. Anh nhanh chóng phát hiện ra có lẽ Triss đang bị quân Nilfgaard giam giữ. Tiến về doanh trại của Nilfgaard, ban đầu Geralt có ý định đột nhập nhưng không thành, anh bị bắt giữ. Có vẻ như vì anh đến đây đã được tên sứ giả đoán từ trước và việc tìm Triss của anh có vẻ thành công cốc khi tên sứ giả lôi bức tượng trong người anh ra, thứ nằm trong một xác chết mà anh đã nhặt được trên đường. Bằng một vẻ mặt lạnh ngắt, hắn đập vỡ bức tượng và tiết lộ rằng bên trong đó chính là Triss Merigold. Bỏ lại Geralt, một kẻ đã bị lão bẻ gãy ý chí chiến đấu, tên sứ giả lặng lẽ rời đi. Hắn để lại hai tên lính với nhiệm vụ xử tử Geralt. Nói là bẻ gãy vậy, nhưng tất cả đều nằm sự tính toán của anh. Chúng chưa kịp làm gì thì Roach và Vess, nữ hầu cận của Roach, đã băng vào giúp Geralt làm gỏi tất cả. Trở về với Philippa, Sakisa đã cứu sống, phương thuốc của Philippa đã có hiệu nghiệm. Ngay sau đó, quân Kaewyn bất ngờ tấn công, Geralt và đồng bọn lại một lần nữa cầm kiếm tham gia vào một cuộc chiến tranh. Trận công thành diễn ra đúng lúc trời mưa to. Có vẻ đây là bất lợi quá lớn đối với quân Kaewyn, khiến chúng nhanh chóng bị đẩy lùi. Không ngủ say trong chiến thắng tạm thời, Sakisa và Geralt quyết định đi kiểm tra đường hầm của Vergen để đề phòng họ bị đột kích. Đúng như dự đoán, một toán quân Kaewyn xông ra và bao vây hai người họ. Geralt lỡ nhịp liền ngã xuống. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Sakisa hóa thân thành con rồng và thổi bay quân địch. Geralt giờ đây đã biết bí mật của cô. Tất nhiên là anh không bất ngờ lắm và Sakisa cũng có lý do để làm như vậy. Cùng nhau, họ quay trở về. Cuộc tấn công thứ hai của Kaewyn lại bắt đầu tiếp tục. Nhưng lần này, về khí thế ngút trời cũng lợi thế về phòng thủ, quân Kaewyn bị dập tan tác, Henseld bị bắt sống. Với địa vị là kẻ thắng cuộc, Sakisa và Philippa đưa ra yêu sách của mình và tất nhiên Henseld phải nghe theo. Hiệp ước sẽ được ký tại Loch Mooney. Sakisa và Philippa lập tức đến đó. Tuy nhiên, có mùi gì đó khác thường ở đây, mùi gì đó cực kỳ lạ. Lovett đánh hơi được. Cũng vì vậy, anh thuyết phục Geralt để điều tra cùng mình. Quả nhiên, phương thuốc chữa cho Sakisa có vấn đề. Đó là phương thuốc giúp Philippa kiểm soát trí óc cô. Không thể chậm trễ được, Geralt và Lovett tức tốc đến Loch Mooney. Lại nói về Loch Mooney, tại đây có một hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa các vị vua phương Bắc và những phù thủy bàn về vấn đề trọng đại và ngoại giao giữa các quốc gia với nhau. Khi đến nơi, Geralt và Lovett phát hiện ra rằng Philippa đang bị giam cầm ở Radovid, vua của Redania. Tương kế tiệu kế, Geralt đã để mình bị bắt vào hầm ngục. Tại đây, anh đã gặp được Philippa. Dù vậy, anh đã phải chứng kiến cảnh tượng Radovid
móc mắt cô khi tên sứ giả Nilfgaard buộc tội cô chính là kẻ lên kế hoạch ám sát các vị vua phương Bắc. Tất nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, mục đích của Geralt là gì thì anh sẽ vẫn làm tới cùng. Công cuộc giải cứu Philippa thành công, trừ đôi mắt của cô. Sau đó, cô ta cho hai người cách hóa giải lời nguyền trên Sakisa rồi sủi mất, không một dấu vết. Trở về cuộc họp, có vẻ như nó diễn ra khá sôi nổi, chủ yếu đoạn đầu nói về chủ quyền bất khả kháng của Vergen. Khi cuộc họp chuẩn bị diễn ra giai đoạn 2 thì quân Nilfgaard ập đến, chúng dẫn theo Leto. Hắn thú nhận tất cả mọi chuyện và không quên đổ lỗi lên toàn bộ phù thủy chính là kẻ chủ mưu. Điều gì đến cũng phải đến, quân đội ập vào, hòng bắt giữ Sight, phù thủy có mặt tại đó. Cô triệu hồi Sakisa, điều khiển cô dưới dạng rồng và gây nên sự hỗn loạn tột độ rồi biến mất. Trước khi đi, mụ ta còn cho Geralt một lời khuyên mà mình sẽ nói ở phần kết. Còn về Sakisa, Geralt buộc phải chiến đấu và giả lời nguyền cho cô. Tất nhiên là anh ấy thành công, một nữ chiến binh với tâm hồn to và đẹp như cô đâu có thể chết được đúng không nào. Nhưng đấy chưa phải cái kết. Làn sóng phản đối phù thủy bắt đầu lan rộng khắp phương Bắc. Không phân biệt già trẻ, gái trai, bất cứ ai là phù thủy đều bị treo cổ, đóng cọc, hỏa thiêu một cách tàn nhẫn. Tòa án xử dị giáo mọc lên như nấm tại phương Bắc, một hệ quả quá lớn mà quân Nilfgaard đã để lại. Điều này đã gây nên sự phân rã sâu sắc trong chính quyền, dân tộc của toàn phương Bắc từ đây và mai sau. Về phần Geralt, anh đã trở lại trung tâm hội nghị, gặp lại Triss và Leto. Leto đã cứu Triss khỏi quân Nilfgaard và cả hai đã cùng ngồi đợi Geralt ở đó. Và tại nơi đây, Leto đã giúp Geralt hoàn thiện mọi ký ức của mình. Sau đó, Geralt để anh ta đi. Những dòng ký ức đó đã thực sự ùa về hết. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1268, Geralt đã chết trong một cuộc đụng độ và Jennifer Vergebeck, nữ phù thủy ở bên cạnh anh lúc đó, cũng đã nằm xuống khi cố gắng chữa trị cho anh. Thi thể hai người họ được đưa đi bởi một cô gái trẻ bí ẩn với mái tóc màu xám tro. Đó chính là Ciri. Cô đưa họ đến Isle of Avalak. Tại đây, Jennifer và Geralt dần bình phục, nhưng Wyhan đã đến và bắt lấy Jen. Geralt lên đường tìm cô, anh ấy bắt gặp Leto và bạn hắn. Cùng với sự giúp sức của hai người họ, Geralt đã bắt kịp lũ Wyhan tại Hangman Tree. Và Geralt đã thương lượng, hắn đổi Geralt lấy Jennifer. Leto thì chăm sóc Jen, còn Geralt thì không ai biết. Mọi chuyện chúng ta được biết diễn ra vào phần game thứ nhất. Về phần Jen thì cô ngụy mất trí nhớ như Geralt và hiện tại cô đang ở Nilfgaard. Và đó cũng là lúc Geralt sẽ lên đường tìm kiếm Jennifer và mở ra hành trình mới, hành trình cuối cùng của sói trắng trong tựa game The Witcher phần 3. Sau khi hội nghị Lochmoney kết thúc một cách không ai có thể ngờ tới, hoàng đế tối cao của đế chế Nilfgaard, Emhyrva Emrys, đã phát động một cuộc chiến tranh phương Bắc lần 3, và lần này quy mô của nó lớn đến khủng khiếp. Với ba đạo quân đánh thẳng lên phương Bắc, nơi đây, White Orchard chính là một chiến trường trọng điểm, và Temeria đã bị hủy diệt hoàn toàn trong tay quân Nilfgaard. Và nơi đây cũng là địa điểm dấu tích của Jennifer còn sót lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? Không, lâu hơn thế nữa. 5 năm kể từ thời điểm Geralt cùng Jennifer nằm xuống cùng nhau. Anh đã trở lại, tuy nhiên trí nhớ của anh dường như không được tốt cho lắm. Nói thẳng ra thì anh đã bị mất trí nhớ từ khá lâu. Tuy nhiên, sau một hành trình phiêu lưu dài, dần dần Geralt đã phục hồi lại ký ức. Và giờ đây, khi ký ức của anh đã quay trở lại, việc đầu tiên anh cần làm đó chính là tìm người con gái định mệnh của mình, Jennifer. Trong thời kỳ chiến loạn, việc thất lạc nhau là quá bình thường. Tuy nhiên, những người được kết nối với nhau bởi định mệnh sẽ luôn luôn tìm thấy nhau. Nhắm mắt lại thiêu thiêu ngủ, giấc mơ đã đưa Geralt trở lại với Camel Hunt. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn thân hình đấy, Jennifer hiện ra trước mắt anh thật hơn bao giờ hết. Dạo một vòng quanh nơi này, một gương mặt vô cùng thân quen đã xuất hiện. Thật bất ngờ, khuôn mặt đó không ai khác, chính là Ciri. Một Ciri bằng xương bằng thịt. Cơ mà con bé có vẻ còn quá nhỏ nhỉ. Nhưng mà Geralt đang mơ, giấc mơ thế quái nào chả được. Và đúng là mơ thì thế nào cũng được. Tưởng chừng như đây là một giấc mơ đẹp, nhưng không hề. Từ trên trời, lũ White Hand ập xuống và bắt đầu nghiền nát nơi đây. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên gương mặt Geralt vẫn không hề biến chuyển. Có vẻ như một giấc mơ nhỏ không là gì với một Witcher cả. Cơ mà Geralt cũng đã đánh động đến Vesemir. Hai thầy trò cùng tỉnh giấc bên gốc cây để hàn huyên tâm sự đến sáng. White Orchard cũng không phải là vùng đất rộng lớn. Có manh mối của Jennifer rồi thì việc đi tìm cô cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hai thầy trò liền cưỡi ngựa đi tiếp. Bất ngờ thay, trên đường họ đang gặp một thương nhân đang bị một con Griffin tấn công. Nhanh như cắt, cả hai lao đến cứu giúp người thương nhân tội nghiệp kia. Tuy nhiên, con Griffin đấy vẫn kịp cắp theo xác con ngựa làm mồi nhậu buổi sáng. Tạm biệt người lái buôn xấu số, Geralt và Vesemir lại lên đường đến quán trọ gần đó để dò la tình hình. Cuộc dò hỏi có vẻ không khả quan lắm khi họ bị xa lánh bởi chính những người bên trong quán. Từ người dân bình thường cho đến những tên lính bại trận của Temeria. Cơ mà có vẻ như số phận đã mỉm cười với Geralt khi anh hỏi đến một kẻ tự xưng có tên là Master Mirror hay Man of Glass, một kẻ hành nghề buôn gương bán kính.
Trong cuộc nói chuyện với gã này, Geralt đã tìm ra được manh mối tiếp theo dẫn tới Yennefer khi cô lần cuối được nhìn thấy tại một đồn trú của quân Nilfgaard tại nơi đây. Geralt quyết định đến thăm nơi đồn trú ngay, còn Vesemir thì cứ kệ thầy ấy ở đây vậy. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cửa, anh bị một đám cựu binh Temeria chặn đường đánh. Lý do thì chẳng có gì nhiều, đơn giản chỉ là những tên lính này bại trận và chúng đang cần tìm một thứ để xả cục tức. Dĩ nhiên, bọn này đúng là cả đời sinh ra chỉ có thể đi lính khi mà chúng lại chọn đối thủ là một Witcher. Geralt vung tay ba cái, cả đám gục ngã xuống đất như cách mà Temeria bị Nilfgaard đánh bại vậy. Thảm hại, cơ mà mặc kệ bọn này đi, Geralt có một việc quan trọng hơn. Anh gọi Roach đến, cưỡi lên mình nó và hướng thẳng đến tháp đồn trú của quân Nilfgaard tại đây. Tòa tháp đồn trú của Nilfgaard tọa lạc bên một bờ sông ngay bên ngoài rìa White Orchard. Tòa tháp này có vẻ như được tận dụng tại từ một tháp canh cầu cũ của một người Temeria. Tuy nhiên, khi giờ đây cây cầu đã bị phá hủy, thì quân Nilfgaard cũng đã tận dụng làm một nơi đóng quân đồn trú khá là tiện lợi và thoải mái. Bước vào bên trong, Geralt nhận thấy có điều gì đó khác thường. Khi mới vào, thì đám lính định đuổi anh đi. Tuy nhiên, khi chúng nhận ra anh là Witcher, ngay lập tức, thái độ của bọn chúng thay đổi 180 độ. Và rồi, anh đã gặp được chỉ huy tại nơi đây. Tên chỉ huy có phải là người Nilfgaardian thuần khiết. Từ mái tóc, màu mắt cho đến cách ăn nói đều thể hiện rằng ông ta là một người rất thượng đẳng. Và có vẻ như lão chỉ huy này còn là một quý tộc nữa. Nhìn vào đám lính ông ta chỉ huy ở đây, trang bị cho đến trang phục phải nói là hạng bét. Tuy nhiên, riêng mình lão thì bộ giáp sáng không cần phải bàn rồi. Thiết kế của bộ giáp chứng tỏ rằng ít nhất tên này cũng phải cấp thiên nhân tướng trở lên. Cơ mà bỏ qua vẻ ngoài đi, Geralt đến đây không phải để ngắm lão, mà anh đến để tìm Yennefer. Tất nhiên, không có điều gì là miễn phí cả. Lão chỉ huy đồng ý tiết lộ vị trí của cô với điều kiện anh phải giúp lão xử lý con Griffin đang tác oai tác quái tại vùng đất này. Một nhiệm vụ dành cho những bậc thầy săn quái vật. Dĩ nhiên, Geralt không hề chối từ, anh bắt tay ngay vào việc. Việc đầu tiên, một chuyên gia cần làm gì đó chính là tìm hiểu các manh mối về con quái thú, càng nhiều càng tốt. Với đống kiến thức trong đầu cùng khả năng phá án thần sâu của Conan, Geralt đã xác định được vùng đất có tới hai con Griffin, chính xác hơn là một cặp Griffin, một đực một cái. Cơ mà con cái thì đã chết được hơn một tuần và con còn lại sẽ phải săn chính là con đực. Điều này có vẻ không may mắn cho lắm khi mà con đực sẽ to lớn và mạnh mẽ hơn con cái nhiều. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì lần này kẻ đối đầu với nó sẽ không phải những tên lính Nilfgaard hèn nhát hay đám bò ngoài ruộng kia. Đối đầu với chúng lần này chính là hai thợ săn quái vật huyền thoại tới từ trường sói, Geralt và Vesemir. Mặt trời lên đỉnh đầu, đền nhử Griffin. Bình thường thì đây là chỗ ruộng cày cấy, mọi người đông vui nhộn nhịp lắm. Nhưng hôm nay lại khác, không một ai bên ngoài cả, tất cả đều ở trong nhà. Không khí tĩnh lặng bao trùm khắp mọi nơi, nắng chiếu xuống làm nhỏ những giọt mồ hôi pha lẫn bùn đất trên người Geralt xuống. Cả mắt mèo của anh nhìn chăm chú vào một điểm, họ đang đợi nó. Một tiếng hét thất thanh cùng tiếng đập cánh dồn dập phá tan bầu không khí yên lặng tại nơi đây. Con Griffin đã tới, dù mang trong mình một thân hình nặng nề với những cú sải cánh làm lay chuyển trời đất, thì không thể ngờ rằng Griffin lại nhanh đến như vậy. Thoát một cái, những chiếc móng vuốt của con thú đã xòe ra, tóm lấy con mồi của mình một cách nhanh gọn. Tuy nhiên, có vẻ như thoáng qua, hai thợ săn đã quên mất một điều rằng Royal Griffin là một loài có trí khôn. Nhận ra đây là cái bẫy được sắp đặt từ trước, nó quay đầu vỗ cánh bỏ chạy. Nhưng chạy bằng trời khi mà giờ đây, Witcher cũng phải đi theo xu hướng mới, cầm trên tay cái nỏ được Vesemir tặng. Geralt bắn một cái, xuyên qua một cái con Griffin, khiến cho nó mất thăng bằng, lao một cú mạnh xuống đất. Nhận thấy bỏ chạy không phải là một ý hay, con quái thú quyết định quay lại quyết một trận sống mái với hai người. Bình pháp viết, kẻ địch cùng đường chính là kẻ địch nguy hiểm nhất. Cái cần làm là dập tắt sĩ khí của chúng và đợi một đòn kết liễu chí mạng. Vực này cũng giống như bạn đi câu cá vậy đó. Bạn không thể một phát mà kéo cần câu lên, mà phải từ từ kéo, rồi nhả, rồi kéo, rồi lại nhả. Thấm nhuần tư tưởng đó, Geralt và Vesemir đã cùng nhau giao đấu 300 hiệp với con quái thú. Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc đầu con Griffin đã nằm gọn trên lưng ngựa của Geralt. Giờ thì chúng ta đã biết được manh mối về Yennefer rồi. Trở lại gặp tên đội trưởng Nilfgaard, có vẻ như hắn cũng là một tên giữ lời hứa. Manh mối tiếp theo của Yennefer đã được xác nhận. Điều này có vẻ là một thông tin đáng vui mừng với Geralt, nhưng bất ngờ chưa, thông tin chính là Yennefer vừa mới ở chỗ này xong. Tuy nhiên, khi hai người vừa đến thì cô nàng cũng đã đi mất rồi. Thật là một tin tức vô cùng cay cú. Mặc dù vậy, lần này cô nàng đi đâu đó thì đã rõ, đó chính là Vizima, thủ đô của Temeria. À, phải nói rằng, cố đô của Temeria mới đúng. Nơi này hiện nay chính là điểm dừng chân của Emhyr và Emrys, hoàng đế tối cao của đế chế Nilfgaard. Vừa vui, vừa tiếc, vừa buồn, cả hai trở về quán rượu. Đúng lúc đó có mấy thằng điên cả gan chặn cửa nhằm đòi va chạm với cả hai Witcher. Và bạn biết rồi đấy, kết cục của chúng chẳng khác nào đám cướp tại Blaviken là bao. Đó chính là chết không toàn thây. Có vẻ như đúng là một ngày xui xẻo ở đây mà. Tưởng chừng như cơn xui xẻo đã kết thúc. Tuy nhiên khi vừa bước ra ngoài,
một toán lính Nilfgaard với gươm giáo chỉnh tề đã đứng sẵn chờ ở đó. Ừ thì chúng tôi không cố ý bắt đầu vụ đó, do bọn chúng bắt đầu trước. Geralt mở mồm thanh minh. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm anh vừa làm cái quái gì cả. Họ ở đây không phải vì ẩu đả, mà họ ở đây vì muốn bốc anh đi. Bước ra từ phía sau đám người đó chính là một dáng đi, một hình bóng vừa quen vừa lạ. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như hạt lựu, mái tóc đen dài như gỗ mun. Hiện ra trước mắt Geralt lúc này không phải ai khác, chính là Bạch Tuyết. À không, không thể là Bạch Tuyết được, vì anh đang ở thế giới Dark Fantasy cơ mà. Vậy thì đó là ai? Đó chính là Jennifer. Sau một đống rắc rối xảy ra trên hành trình tìm kiếm cô, thì cô bước tới, xuất hiện trước mặt anh một cách quá dễ dàng. Nhưng mà, tìm được là vui rồi, Geralt đâu còn tâm trí cho mấy câu hỏi lặt vặt bên cạnh chứ. Thực ra, để mà nói, thì anh giống như là bất ngờ hơn. Càng bất ngờ hơn nữa, hóa ra anh không phải là người đi tìm Jen, mà Jennifer mới là người đi tìm anh. Thời điểm mà hai thầy trò bước vào địa phận của quân Nilfgaard chiếm đóng, thì Jennifer đã nhận được một thông báo về hai người rồi. Có vẻ như Geralt đã hơi tốn công vô ích. Cơ mà cũng chẳng sao cả, trừ hại cho dân là một việc tốt mà. Anh còn nhận thêm ít tiền uống rượu nữa thì cũng chẳng thiệt ai. Trở lại vấn đề chính, hóa ra lý do ngày hôm nay Jennifer đến đây đó chính là vị hoàng đế muốn gặp anh, Emhyr và Emrys, hoàng đế vĩ đại của đế chế Nilfgaard. Kẻ mà theo như lần cuối Geralt nhớ chính là kẻ muốn giết anh và Jennifer. Tuy nhiên, lần này lại khác, hắn tìm đến anh và Jennifer tự nguyện giúp lão bởi vì hắn có một thỉnh cầu, một nguyện vọng khác. Một nhiệm vụ mà hắn biết chắc chắn rằng Jennifer và Geralt sẽ quan tâm và không thể nào có thể từ chối được. Chia tay Vesemir, Geralt cùng với Jennifer lên đường hướng thẳng tới Vizima để diện kiến hoàng đế. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên đường họ đi được bình an. Nhưng mà số phận thì luôn trêu ngươi các nhân vật chính. Vừa rơi khỏi làng 2 đến 3 canh giờ thì bóng tối bỗng nhiên ập đến quanh đoàn hộ tống. Tuyết và giá rét bao trùm lên đoàn người Nilfgaard, một tiếng hú thất thanh vang lên, tử thần đã gõ cửa. Từ sau màn sương dày đặc, một đoàn kỵ sĩ kỳ lạ cùng những bộ giáp kim loại che kín từ đầu đến chân lao ra tàn sát đoàn hộ tống của hai người. Tuy nhiên, Jennifer cũng không phải dạng vừa, khi mà cô nàng đã kịp thời đánh sập cây cầu, chặn mũi truy đuổi của lũ kỵ binh bí ẩn dị hợm kia. Đáng tiếc thay, cả đoàn hộ tống giờ đây chỉ còn mỗi Geralt và Jennifer. Thành Vizima, nơi đây từng là một thành phố hoa lệ cùng những cư dân náo nhiệt, thủ đô của Temeria, bông hoa hồng của phương Bắc. Trải qua nhiều cuộc chiến, vẻ đẹp đó có lẽ đã không còn như xưa. Thứ sót lại vùng đất này giờ đây có lẽ chỉ là những cư dân thưa thớt, những ngôi làng đổ nát, những cung điện tan hoang chứa đầy lũ quý tộc phản bội cùng quân xâm lược Nilfgaard. Tại đây, Emhyr và Emrys đã từng trưng dụng nó làm căn cứ chiến lược cho việc thôn tín toàn bộ phương Bắc. Cả đầu não quân sự Nilfgaard dường như đã tụ hội tại đây. Vào đến bên trong cung điện, Geralt được phục vụ tắm rửa gọn gàng. Anh bị bắt vận lên mình một bộ trang phục quý tộc mang kiểu dáng phương Nam để vào yết kiến hoàng đế. Dù không thoải mái cho lắm, cơ mà đây là việc bắt buộc phải làm nên anh vẫn làm theo. Văn phòng của Emhyr, hay chính xác hơn là văn phòng cũ của vua Fortes, đây là nơi Geralt đã đến vài lần. Mỗi lần là một cảm xúc cực kỳ khác lạ đối với anh. Lần cuối cùng anh đặt chân vào căn phòng này cũng chính là lúc một âm mưu ám sát các vị vua đã bắt đầu hé lộ. Thấm thoát thời gian trôi qua đã 2 năm, giờ đây thứ đang chờ đợi anh trong căn phòng không phải là một vị vua tốt bụng cùng túi tiền tràn trề, bên trong đó là nỗi sợ của phương Bắc, kẻ mà lần cuối cùng Geralt nhớ được là hắn có ý muốn giết anh. Tuy vậy, có vẻ như lần này hắn ta không có ý định đó, nhưng anh cũng không thể không đề phòng. Bước vào căn phòng, không chỉ có mỗi Emhyr ở đó, về quanh lão là một đám người có vẻ là các cố vấn quân sự cũng như quan chức cấp cao của Nilfgaard. Nhận thấy Geralt đến, Emhyr giải tán tất cả, để lại mình hắn cũng như Geralt trong phòng với nhau. Hành động này của Emhyr có lẽ đã làm cho Geralt bớt cảnh giác hơn với lão, và càng lộ rõ hơn việc lão đang muốn Geralt làm một nhiệm vụ nào đó, một loại nhiệm vụ mà có vẻ như chỉ có duy nhất Geralt làm được. Quả đúng là như vậy, lần này Emhyr muốn gặp Geralt chính là bởi vì lão muốn anh đi tìm Ciri. Ciri là Fiona Ellen Renion, công chúa Sinter, đứa trẻ của định mệnh, con đẻ của Emhyr và con gái nuôi của Geralt. Kể từ ngày lấy lại được trí nhớ, người duy nhất mà Geralt nghĩ tới chính là Jennifer và giờ đây chính là Ciri. Hiện tại, cô bé đang bị truy lùng bởi lũ White Hunt và Emhyr triệu tập anh với mục đích chính là giải cứu con bé. Ban đầu thì Geralt cũng có vẻ bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi anh nhớ lại cơn ác mộng mà mình đã từng gặp phải thì anh nhận ra một điều rằng giấc mơ đó chính là điểm báo và Ciri đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Và anh cần phải hành động ngay. Chỉ có một vấn đề là anh cần phải hành động từ đâu đây? Thiên hạ rộng lớn, người vô số kể, đi tìm một người khác gì mò kim đáy bể cơ chứ? Rất may là nếu như bạn còn nhớ thì Jennifer cũng đang ở đây. Cô nàng làm việc cho Nilfgaard không phải vì tư lợi cá nhân mà vì muốn tìm lại Ciri, đứa con gái mà cô hàng mong muốn. Việc lợi dụng phép thuật cấm đã mang lại cho Jennifer một vẻ đẹp chết người không tì vết. Dĩ nhiên, đời đâu có cho ai không điều gì, có sắc đẹp, có quyền năng tối thượng, nhưng cô đã vĩnh viễn không thể sinh con. Và rồi, Geralt, Ciri, hai người đã đến bên cạnh cô và định mệnh đã gắn kết ba người từ đó, cũng như đã chia tách cả ba một lần.
Tưởng chừng như từ đó, ba người họ sẽ xa nhau mãi mãi. Nhưng không, định mệnh không để chúng ta phải thất vọng. Nó đã cho Jen và Geralt một cơ hội thứ hai. Giờ đây, khi cô và Geralt đã trở về từ cái chết, thì gia đình chính là thứ quan trọng nhất. Đã 5 năm kể từ lần cuối ba người ở bên nhau, và giờ đây, Ciri đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Sức mạnh của cô bé cũng đã tăng lên đáng kể, và vì lý do đó, bọn White Hunt đã chú ý đến cô. Chúng đã lên kế hoạch cũng như hồi sinh Geralt và Jennifer nhằm mục đích dụ Ciri vào bẫy. Tuy nhiên, rất tiếc là hai người đã trốn thoát khỏi bọn chúng, nên giờ đây, kế hoạch thay đổi và chúng đang nhắm thẳng vào Ciri. Và giờ chúng ta sẽ có ít thông tin tình báo về Ciri. Lần cuối cùng, thông tin cô bé được phát hiện đó chính là tại Velen. Nơi đây chính là địa điểm chứng kiến trận đánh cuối cùng giữa quân đội chính quy của Temeria và Nilfgaard. Từ ngày mất Foltest thì quân Temeria như rắn mất đầu, và cũng không lạ khi Nilfgaard đã giành chiến thắng áp đảo trước quân đội phương Bắc và kiểm soát được vùng Velen. Khi đến bờ sông Ponta thì quân đội phương Nam đã bị đẩy lùi bởi thiên tài quân sự cũng như là nhà vua của Redania, Radovi đệ ngũ. Với các cánh đồng lúa mì vàng ươm, những hũ mật ong ngọt đậm. Nhưng giờ đây, thứ còn lại chính là xác người, xác thú, quái vật, kẻ cướp hoành hành khắp nơi. Nhân dân đó khổ lầm than, làng mạc, nhà cửa bị thiêu rụi, người dân thì ly tán. Một khung cảnh hết sức là dã man. Có vẻ như hành trình tìm kiếm Ciri của anh sẽ phải bắt đầu từ nơi này. Quả thật không hề dễ dàng. Hành trình từ Vizima đến Velen cũng khá là dài. Tuy vậy, với thần mã Roach thì chỉ vài ngày sau, Geralt đã tới nơi. Không ngoài dự đoán, Velen hiện ra trước mắt anh giờ đây chính là một vùng đầm lầy ngập ngụa trong bùn và máu. Những cái cây có treo cổ người thì mọc lên như nấm. Chẳng biết những kẻ bị treo cổ kia là ai, những tên cướp của giết người hay là nạn nhân của chiến tranh nữa. Ở cái thời đại này thì chỉ có thể phân biệt được người sống và kẻ đã chết mà thôi. Khi đến đây, nhiệm vụ đầu tiên của Geralt đó chính là phải tìm ra được gã mật thám mà Emhyr đã cài vào phương Bắc. Chỉ có hắn mới nắm trong tay được chút thông tin về Ciri. Cơ mà có một điều là Geralt cũng chẳng biết gã này nằm đâu. Điều duy nhất anh biết đó chính là tên của hắn, Hendrik. Có vẻ như điều này cũng chẳng có ích gì lắm. Thôi thì ta sẽ làm theo cách thông thường vậy. Đó là đi đến nơi mà có thể chứa đựng mọi thông tin mà chúng ta biết. Và nơi đó không đâu khác, chính là quán rượu. So với không khí xung quanh vùng thì có vẻ như quán rượu là một nơi khá sạch sẽ, dù cho chất lượng rượu tệ như uống bùn vậy. Cơ mà có còn hơn không, Witcher thì cần gì quan tâm đến chất liệu rượu cơ chứ. Mà vấn đề chính thì Geralt đến đây đâu phải để uống rượu. Anh đến đây để hỏi về Hendrik, mật thám của Nilfgaard, sống dưới vỏ bọc của một thương nhân. Và có vẻ như Geralt đã đúng. Phương pháp truyền thống này khá là hiệu quả khi mà chủ quán biết tường tận về Hendrik. Anh ta đang sống tại một ngôi làng với tên gọi Hughton. Đây quả là một thông tin quý giá khi mà với nó, Geralt có thể dễ dàng tìm thấy Ciri một cách nhanh chóng mà thôi. Dĩ nhiên, người tính thì chưa bao giờ bằng trời tính cả. Bọn White Hunt cũng đang nghĩ hệt anh. Và tất nhiên, chúng tới sớm hơn một bước. Khi Geralt đến, Hendrik chỉ còn lại là một cái xác vô hồn mà thôi. Thậm chí, lũ White Hunt tàn bạo còn sát hại cả ngôi làng cũng như thiêu rụi tất cả mọi thứ nhằm mục đích khiến cho Geralt không thể lần ra manh mối nào khác. Dĩ nhiên, đó là chúng nghĩ như vậy mà thôi. Không biết Hendrik là một người như nào, tuy nhiên, phải nói, anh là một mật thám giỏi. Tất cả thông tin anh thu thập được đã được Hendrik cất giấu ở căn hầm dưới tòa nhà anh đang sống. Những thông tin đó khá là chi tiết và cẩn thận. Lũ White Hunt dù giết chết anh cũng không thể ngờ rằng chiếc chìa khóa lại nằm trong giày của Hendrik. Dù anh không còn trên đời thì manh mối mà anh để lại đã mở ra con đường sáng dành cho Geralt ở Privia. Sau cơn mưa trở lại sáng, manh mối này đã mất, chắc chắn còn manh mối khác. Với một đống ký tự mật mã khó hiểu trong căn hầm, tất cả manh mối giờ đây đã đổ dồn về phía nam tức đẫm máu xứ Velen, Philip Strangers và là một phù thủy vô danh mà có vẻ như Geralt của chúng ta khá là quen thuộc cũng như anh có thể đã từng ngủ với cô nàng này vậy. Bỏ qua chuyện đó thì manh mối này cũng có vẻ chỉ đến đây. Tuy nhiên, rõ ràng là có được thông tin cũng như manh mối này khi thực hiện một nhiệm vụ tìm kim đáy bể quả là đáng giá. Dù cho Hendrik đã chết thì Emhyr cũng nên vinh danh cậu ta thật tốt. Ngày nay, để kiếm được một gián điệp giỏi như vậy thì không còn dễ nữa đâu. Rồi, chúng ta đã dừng chân tại nơi khỉ ho có gáy này khá lâu rồi. Có vẻ bây giờ chính là lúc chúng ta tiến đến chỗ ngài Nam Tước đẫm máu thôi nào. Từ đằng xa, lâu đài của Nam Tước đã hiện lên rõ mồn một. Cũng phải thôi, bởi vì dù gì xung quanh cái đầm lầy này, làm gì có công trình nào nổi bật hơn cơ chứ. Khi cưỡi ngựa đến gần thì lúc này Geralt mới thấy được, dù gọi là lâu đài nhưng thực chất nơi đây chỉ là một khu dân cư xen kẽ căn cứ quân sự. Toàn bộ cái được gọi là lâu đài này được thiết kế nằm trên một mỏm đất khá rộng rãi, xung quanh là một con hào với đường kính khoảng 6 mét. Toàn bộ mỏm đất đều được bao bọc bởi những chiếc cọc gỗ dài hơn một người đàn ông trưởng thành một tí. Muốn đi vào đây chỉ có một con đường duy nhất là bằng chiếc cầu gỗ nối với cánh cổng chính, một kiểu hệ thống kiến trúc phòng thủ thường thấy. Dù cho nơi này không có những bức tường đá như thành Camerun, thì nơi đây sẽ vẫn là nơi đồn trú tốt, dễ thủ, khó công. Khi tiếp vào bên trong, thì kết cấu của lâu đài này càng hiện ra trước mắt.
Tòa pháo đài này là một tổ hợp bao gồm vòng ngoài là nơi dành cho nông dân cũng như những thương nhân đến đây buôn bán. Trong khi đó, vòng trong sẽ là nơi binh sĩ đóng quân cũng như là tòa nhà nơi Nam Tước ở. Trong nơi đây, các công trình phòng thủ của vòng khá là chắc khi được xây dựng bằng đá và gạch. Các tháp canh cũng được dựng lên ở bên trong. Tuy nhiên, có vài cái lạ là không biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì mà bỏ trống cũng như không ai có ý định phục dựng lại. Trái ngược với hệ thống phòng thủ thì căn nhà mà Nam Tước sống vẫn đều làm bằng gỗ. Dù vậy thì vào bên trong vẫn toát lên vẻ xa hoa của một quý tộc tại nơi này. Geralt rảo bước vào trong vườn tìm lão bá tước để gia nhập cuộc vui. Cuộc vui bắt đầu cũng chính là lúc Geralt bước vào. Lúc này, Nam Tước vừa bàn xong câu chuyện với đám người Nilfgaard ngồi đầy trong sân. Nếu như bạn không nhớ vì sao một Nam Tước của phương Bắc lại làm trò này, thì mình sẽ nhắc lại rằng Velen đã hoàn toàn quy phục về tay của quân đội Nilfgaard và ngài Nam Tước đẫm máu hiện tại chính là một chư hầu của Nilfgaard. Khi nhìn thấy Geralt, khá là bất ngờ cho anh khi mà trái với biệt danh đẫm máu mà không biết ai đã đặt cho lão thì lão khá là niềm nở khi bắt chuyện với anh. Điểm duy nhất mà tao thấy được cái biệt danh đẫm máu hợp với lão có lẽ là bộ quần áo lão mặc trên người. Dù cho đang ở trong nhà nhưng ngày Nam Tước đây vẫn bận trên mình bộ giáp sáng bóng cùng tấm áo đỏ thẫm mặc bên ngoài. Trên ngực vẫn còn tấm da huy của riêng lão cùng với thân hình đồ sộ của mình và lối ăn mặc như vậy. Tất nhiên thoạt nhìn chưa chắc là có ai nghĩ lão là một người niềm nở đến như vậy. Tuy nhiên niềm nở chính là điều tốt. Có lẽ chúng ta sẽ mò được ít thông tin từ lão già này chăng? Quả đúng như suy nghĩ, Geralt chưa kịp mở mồm thì Nam Tước đã chặn họng của anh. Lão nói rằng, tôi biết anh là ai, cũng như biết lý do vì sao anh đến. Nói đoạn, liền mời Geralt vào trong. Vào đến bên trong, cả hai cùng ngồi xuống làm với nhau một chầu rượu. Trong lúc đó, chính là lúc Geralt kiếm được thông tin quan trọng nhất mà anh đã mò mẫm được cả tuần qua. Ciri đã từng đến đây. Cơ mà đến đây rồi sao thì ngài lại chẳng thèm nói. Tất nhiên, điều đó cũng khá dễ hiểu bởi vì đời mà, đâu có ai cho không ai cái gì. Biết đến điều này, Geralt cũng khá thẳng thắn khi hỏi rằng lão muốn đổi lại điều gì đây. Không ngoài dự đoán, Nam Tước liền đi thẳng vào vấn đề. Đó chính là đi tìm người vợ và đứa con gái đã mất tích từ lâu của lão ta. Đến lúc này thì Geralt không hề do dự. Đây là một cái giá hợp lý, nhất là với một thám tử như anh. Càng làm xong sớm thì càng có thông tin sớm hơn về Ciri. Sự thật thì chỉ luôn luôn có một và một vụ án thì luôn luôn có lời giải. Bằng những manh mối từ hiện trường và khả năng suy luận của mình, chỉ trong một thời gian ngắn, Geralt đã tìm ra được chân tướng sự việc mà anh gặp phải. Khi bạn loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Và sự thật cũng như thủ phạm đó chính là mẹ con của Nam Tước. Hiện trường vụ án thực chất chính là ngụy tạo mà thành. Vợ và con của Nam Tước đã dựng lên một hiện trường giống như một vụ bắt cóc và lẳng lặng rời đi, biến mất trong màn đêm. Nhưng mà, có kết luận ra thì thủ phạm cũng như vậy. Vấn đề ở đây, đó chính là vợ con của Nam Tước đã đi đâu. Làm sao mới tìm được họ bây giờ? May thay, gốc rễ sự việc này cũng chính là cách giải quyết của vấn đề. Ngày xưa trong một lần say rượu, Nam Tước đã khiến vợ mình sẩy thai đứa con trong bụng. Vì tủi nhục cũng như sợ hãi, ông ta đã chôn vội vàng đứa bé, không an táng, không cúng bái. Giờ đây, khi oan hồn chưa được siêu thoát, đứa bé đã trở thành một con botchling hại làng hại dân. Tuy nhiên, nếu như cảm hóa được con quái vật này, nó sẽ giúp cho Nam Tước tìm lại vợ và con gái đoàn tụ bên nhau. Một ngày trôi qua kể từ lễ cầu siêu cho con bé, giờ đây Dia đã trở thành một linh hồn thứ thiệt. Nhận ra tình cảnh mà gia đình của mình đang gặp phải, con bé dẫn dắt Geralt đến với manh mối tìm gia đình cho mình. Và khi kết thúc nhiệm vụ, Dia đã siêu thoát để hưởng kiếp luân hồi. Về phần manh mối, đó vô tình là nhà của một gia đình nông dân, và tình cờ họ đã biết con gái của Nam Tước ở đâu. Còn về phần vợ của Nam Tước, có vẻ như bà ta đã bị một thế lực nào đó mang đi mất. Nhưng mà thế cũng tốt, bởi vì câu chuyện đã dần đi đến hồi kết và Geralt cũng sẽ đổi thêm được một ít thông tin về Ciri cũng nên. Geralt có vẻ khôn ngoan hơn rồi đấy. Cơ mà so với độ gian xảo, anh cũng không thể nào so được với Nam Tước. Mọi thông tin mới về Ciri mà anh nhận được chỉ toàn là chuyện phiếm mà thôi. Một lão già thông minh chết tiệt. Nhưng mà trước tiên, cứ đến xứ Oceanford một chuyến đã. Bắt Tamara, con gái lão già này là xong. Tất nhiên thì sự việc cũng chẳng đơn giản đến như vậy. Hóa ra, Tamara cũng cứng đầu chẳng khác gì lão già Nam Tước. Cô ta thậm chí còn không thèm về. Sự thù hận của cô đối với lão già của mình và gia đập tà môn ngoại đạo, ngọn lửa vĩnh hằng cũng như kết giao với lũ sợ săn phù thủy. Tay sai của Radovid xứ Redenia. Thôi, thế thì cũng được thôi, mọi sinh mạng đều có thể lựa chọn lối đi riêng mình và Tamara thì cũng như vậy. Tốt thôi, thế là xong việc ở chỗ cô nàng, giờ chỉ còn lại bà vợ của Nam Tước. Geralt tự hỏi bà ta sẽ đi đâu nhỉ? Tất nhiên, tự hỏi thì cũng bằng thừa, việc quan trọng giờ đây là phải tìm manh mối. Nhưng manh mối ở chỗ nào đây? Đúng rồi, Geralt chợt nhớ ra những ghi chép của một gã mật thám tại nơi này. Có nói đến một nữ phù thủy nào đó, có thể lắm, biết đâu đi gặp cô ta sẽ có thêm manh mối về bà vợ Nam Tước. Hoặc cả Ciri thì sao? Một cách nhanh chóng và dứt khoát, Geralt lên đường tìm cô nàng phù thủy kia. Có vẻ như cô nàng này khá là nổi tiếng ở đây. Đi qua làm và nghe lén người dân xung quanh, Geralt biết được rằng đây có vẻ là một phù thủy tốt bụng.
Bất ngờ thay, khi anh bắt đầu đi hỏi về chỗ cô nàng thì người dân bắt đầu lảng tránh cũng như xua đuổi anh. Chuyện quá gì thế nhỉ? Tuy nhiên, sau khi dùng một vài thủ thuật mà ai cũng biết thì Geralt mới biết rằng nhìn anh chẳng khác gì lũ thợ săn phù thủy cả. Người dân ở đây thì rất là lo lắng cho cô phù thủy của họ. Cơ mà nhìn Geralt thì giống một tên thợ săn phù thủy bẩn thỉu như vậy sao? Thôi kệ, dù rằng thì ta cũng biết được rằng cô nàng đang ở đâu rồi. Nhìn từ xa, Geralt đã nhìn thấy ngôi nhà. Tiến đến lại gần, anh mới nhận ra rằng đó lại là người quen. Một người đã từng ngủ với nhiều nữ phù thủy như anh thì việc quen một ai đó là khá bình thường. Cơ mà đây có vẻ chỉ là nữ phù thủy mà anh quen thôi, chứ chưa có ngủ cùng. Cô nàng đã biết đến với cái tên Keramet, cựu cố vấn của vương phủ Tess, và giờ đây đang phải trốn chui trốn lùi tại đầm lầy ẩm ướt này. Trong quá khứ, dù cho Geralt đã gặp mặt khá nhiều lần, tuy nhiên lần gặp mặt này có phải là lần đầu tiên Geralt tiếp xúc hẳn hòi với cô nàng như vậy. Bước qua cánh cổng dịch chuyển tới nơi thư giãn của cô nàng, có vẻ như cô ta đã nhận thấy Geralt đến đây được nên cố tình bày ra một màn dạo đầu không đứng đắn cho lắm. Và Geralt theo bản năng của một phịch thủ thì có vẻ cũng thích thú đấy. Nhưng mà điều cần quên thì không thể quên, mục đích của anh đến đây là tìm thêm thông tin về Ciri. Và dĩ nhiên thì nỗ lực đó cũng đã được đền đáp. Phù thủy mà Ciri được đồn đã gặp hoàn toàn không phải Kera. Thật là một thông tin bổ ích. Geralt chưa kịp tỏ ra thất vọng thì anh đã nhận thêm một thông tin có bổ ích hơn thông tin vừa rồi. Còn có một gã pháp sư người Elf, và dĩ nhiên người Elf này trông khá là quý phái, khác hẳn lũ Elf bồ nhác Scottael. Đây còn là một manh mối to tổ tràng khi mà gã người Elf kia đã tìm đến Kera, để lại manh mối cho Ciri khi mà hắn và Ciri đã quen nhau tại một phế tích nhỏ nằm gần làng Miskop. Thật là một thông tin khá có ích. Bằng một vẻ đẹp trai, nam tính khi về già không thể cưỡng của mình, cộng với cái mồm đầy hoạt bát và giọng nói trầm ngâm của một Richard lão luyện, anh đã thuyết phục được Kera đi vào khu phế tích cùng anh. Tất nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ của Geralt, còn về phần Kera, thứ mà cô nàng muốn là một cái đèn cầy mà tên Elf đã hứa cho cô. Nhưng đợi mãi thì có vẻ như hắn bùng kém mất rồi, nên cô bắt buộc phải tự mình tìm lấy vậy. Khu phế tích người Elf này thì cũng không xa nơi ở cô nàng là mấy, Geralt cũng chẳng cần Roach mà đi một tí là đến đây luôn. Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh thì anh và Kera đã cùng nhau xông vào cái phế tích tối tăm và ẩm ướt này. Phế tích người Elf, nhìn bề ngoài thì có vẻ là một đống đổ nát không ai quan tâm. Tuy nhiên, khi bước sâu vào bên trong, nơi đây hiện ra như một nơi sinh trưởng, một hang ổ lý tưởng dành cho lũ quái vật. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây chính là Geralt may mắn một lúc mới khởi động được pháp trận để đi vào. Thậm chí khi vào cửa, hai người còn phải đối đầu hẳn với một golem để thế quái nào mà lũ quái vật có thể sinh sôi nảy nở trong đây được. Dĩ nhiên thì Geralt cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Thứ mà anh quan tâm đã hiện trước mắt, lũ Wyhunt, một pháp sư và vài cận vệ đã ở bên kiểu cây cầu của bên kia phế tích. Có vẻ như Geralt đã bắt kịp được hành trình của chúng. Rất nhanh chóng, anh đã cùng Kera sử dụng cổng dịch chuyển để sang bờ bên kia. Tuy nhiên, không hiểu là do cấm chế do tên người Elf tạo ra hay lũ Wyhunt giở trò, cổng dịch chuyển bị lỗi khiến Geralt và Kera mắc kẹt ở hai nơi khác nhau. Geralt thì bị đụng độ với một vài con Drowner, còn Kera thì không may mắn như vậy khi đã đụng độ phải một ổ toàn chuột là chuột, thứ sinh vật cô ghét nhất trên đời. Bất lực, cô nàng chỉ đành dùng màn chắn bảo vệ bản thân mình và đợi Geralt đến cứu. Dĩ nhiên thì không ngoài dự liệu, sau khi chiến đấu với lũ Drowner và bơi qua dòng sông ngầm dài đằng đẵng, Geralt cũng đã đến giải cứu cô. Sau khi thoát khỏi lũ chuột gớm ghiếc, cả hai đã nhanh chóng đi tiếp, tiến sâu vào trong khu tàn tích quỷ dị này. Càng vào sâu bên trong, các cơ quan, các loại bẫy được thiết lập nhiều vô kể. Tuy nhiên, lũ Wyhunt đã đi trước một bước với Geralt nên chúng đã ra tay phá hủy mọi trở ngại, khiến anh và Kera dễ dàng bắt kịp được tốc độ của bọn chúng. Nhận thấy Geralt đuổi theo gấp rút, tên pháp sư bên phía Wyhunt đã làm phép mở ra cánh cổng không gian để triệu hồi lũ chó băng tới từ chiều không gian khác, cản trở Geralt, làm chậm tiến độ cũng như muốn tiêu diệt anh. Dĩ nhiên, Geralt đâu có đi một mình. Với sự trợ giúp của Kera, một phù thủy với sức mạnh có lẽ chỉ chua Triss và Jen, cả hai đã tiêu diệt đống quái cũng như đóng các cánh cổng không gian. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu dễ dàng đến như vậy. Đâu có ai ngờ, tên pháp sư bên Wyhunt lại là lão quái vật trăm tuổi. Để đề phòng bất chắc, hắn lại bắt một tên lính của mình ở lại, chờ Geralt và xử anh. Trong khi đó, Geralt và Kera vừa dùng một đống pháp lực để ngăn chặn cánh cổng cùng đám quái vật thì giờ đây họ lại phải chiến đấu cật lực với tên Wyhunt kia. Wyhunt, một lũ mà chẳng ai nghĩ là có thật, cho nên khi chúng bắt cóc Geralt và Jennifer. Sau đó thì đuổi theo Ciri và giờ đây, Geralt đã chính thức gặp mặt một trong những tên đầu tiên của tổ chức này. Dù đây chỉ là một tên lính quen, nhưng lần đầu gặp mặt, Geralt khá là loạn choạng khi đối đầu với hắn. Bộ giáp của tên này được làm bằng những tấm Dimeterium vô cùng vững chãi. Cộng thêm với cả băng giá, càng làm giáp trụ của tên này khó xuyên phá hơn. Pháp thuật Kera gần như chẳng thể làm gì được hắn, còn Geralt bằng một đống Ignis cùng một thanh kiếm bạc của mình. Phải mất một lúc thì anh mới có thể hạ tên quái vật này. Thật là một hành trình khó nhọc mà. Tuy nhiên giờ đây, anh có thể bước đến một bước gần hơn với Ciri rồi. Dù cho lũ Wyhunt đã rời đi, nhưng có vẻ như bọn chúng cũng chẳng tìm được manh mối gì quan trọng cả.
sách vở bị xáo trộn tứ tung. Tuy nhiên có vẻ như tên pháp sư đã quá tin tưởng vào đồng bọn của bọn mình nên lão không hề hủy chứng cứ cũng như đốt cái phòng nghiên cứu này của gã F kia. Thế cũng hay, kẻ thông minh thường tự cho chúng là giỏi. Và giờ đây chính là sai lầm của gã. Sau khi diệt xong tên tiểu yêu cầm chùy, Geralt và Kera đã tìm ra được manh mối tiếp theo đến với Ciri. Đó chính là quyển sách Lady of the Wood trên kệ. Có vẻ như tại nơi đây có một đám phù thủy tự xưng là nữ thần bảo hộ của vùng Grubbekborg và Ciri có vẻ như có liên hệ với đám phù thủy này. Thế là Geralt giờ đây đã có manh mối thứ hai về Ciri. Tuy nhiên manh mối này vẫn khá là mỏng manh. Bởi vậy giờ đây Geralt chỉ còn cách làm nốt các nhiệm vụ mà Nam Tước đã giao cũng như đi tìm Ciri tiếp. Rời khỏi khu tàn tích của người F cũng như chào tạm biệt Kera, Geralt tiếp tục lên đường đi tìm kiếm về manh mối vợ con của Nam Tước. Lần này thì manh mối dẫn đến một thầy đồng ở trong làng. Cùng với thầy đồng, chuyện của nhà Nam Tước lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Hóa ra, lý do mà vợ con lão ta bỏ đi bởi vì Nam Tước đã từng bạo hành bà vợ, thậm chí còn khiến bà vợ sẩy thai. Nhưng mà may mắn thay, cái thai bị sẩy thì không được an táng chu đáo, nó đã biến thành một con botchling. Giờ đây, chỉ cần làm botchling biến thành một con lubberkin thì nó sẽ dẫn Geralt đi tìm người thân. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực hành thì có hơi khó, bởi vì điều này cần sự hợp tác của Nam Tước đẫm máu, chứ Geralt chỉ có thể giết quái vật được mà thôi. Nghĩ đoạn, anh liền từ biệt thầy Mo để lên đường và báo tin cho lão Nam Tước. Cứ tưởng nhận được tin tức này thì lão Nam Tước sẽ phải vui mừng tột độ. Nhưng Geralt còn chưa kịp về tới nơi thì lâu đài của lão già chết bầm đó đã bốc cháy ngùn ngụt. Tưởng có chuyện gì xảy ra, anh liền xông thẳng vào trong. Hóa ra chỉ vì nhớ vợ, nhớ con, mặc cảm trong tội lỗi quá khứ nên lão ta đã say rượu rồi đốt trụi cái chuồng ngựa của lão luôn. Trong cơn say, lão còn xúc phạm vào Geralt. Không nhịn được, anh liền lao vào đấm lão một cái, nhúng đầu bồn cầu khiến cho lão tỉnh rượu. Đợi lão già tỉnh được rượu thì Geralt giờ đây mới tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện của lão cũng như bảy cách cùng lão già tiến về khu mộ, nhặt lại con botchling về an táng cẩn thận. Công việc biến một con botchling thành một con lubberkin tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề dễ chút nào. Suốt cả một chặng đường, mùi của botchling tỏa ra, thu hút yêu ma quỷ quái rất nhiều. Bọn này đã khiến cho Geralt khốn đốn cả một chặng đường. Tuy vậy thì anh và Nam Tước đẫm máu đã có thể đưa đứa trẻ xấu số này về, chôn cất, đặt tên cũng như giải lời nguyền ác độc cho nó. Và rồi, điều gì đến cũng đã đến. Botchling hóa thân thành một lubberkin với tên gọi Dia. Nhờ nó mà Geralt tìm được nơi ở của vợ con Nam Tước. Trong khi người con gái đang học tại Đại học Oxford, thì người mẹ đang bị một thứ gì đó kỳ lạ bắt đi. Mà theo suy nghĩ ban đầu của anh, có thể vụ việc này liên quan đến những nữ thần của vùng Grubbekborg, Lady of the Wood. Nhận được tin về người con gái, Nam Tước không cầm được sự vui sướng, tuy nhiên vẫn kèm theo một sự tức giận. Lão này lì Geralt lên đường tìm và gặp con gái cho lão. Dĩ nhiên thì ban đầu anh cũng có ý muốn từ chối vì lười, cơ mà lão già lại tỏ ra thành ý khá tốt khi cung cấp cho anh giấy thông hành thông qua sông Ponta, xen lẫn với đó là thêm một vài thông tin về Ciri, dù cho rằng thông tin mà lão kể thêm cho anh chàng chẳng cần nghe cũng được vì nó quá là chung chung và nhỏ giọt đi. Tuy vậy, điều đó đã làm mềm lòng anh chàng dị nhân, anh liền lên đường để tới Oxford. Oxford, một thành phố hoa lệ, trường đại học của Redanian, giờ đây thì là nơi tọa lạc của một trong những tuyến phòng thủ dày đặc của quân phương Bắc men theo bờ sông Ponta. Nên giờ đây có thể nói, nơi này cũng chính là một cái pháo đài di động. Và Radovid đệ ngũ, vua của Redanian, cũng đang tọa lạc tại nơi đây. Vào trong thành phố, men theo những chỉ dẫn mà Geralt thu thập được, anh tìm ra được nơi ở con gái Nam Tước. Hóa ra bấy lâu nay, cô sống tại đây, gia nhập vào hội thánh lửa chùa, những kẻ ngoài mặt là giáo hội tôn giáo cực đoan, bên trong lại là tay sai ngầm của Radovid. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cô nàng nói với Geralt rằng cô sẽ không trở về, và cô cũng như đám bạn thợ săn phù thủy của cô sẽ sẵn sàng trở về Velen để giết những tên ác quỷ đã bắt đi mẹ của cô. Cảm thấy không thể thông não được cô nàng mới lớn, cộng thêm việc anh không có nhiệm vụ thông não cô, Geralt liền bỏ về. Tuy vậy giờ đây, anh có thể nắm chắc được một điều rằng Lady of the Wood có liên quan đến vụ việc này. Nghĩ đoạn, Geralt gióng ngựa hướng thẳng đến con đường kẹo ngọt theo sự chỉ dẫn của tình báo mà trước kia anh đã tìm ra. Không lâu sau, ở bên ngoài rìa của vùng Grubbekborg, Geralt tìm thấy một con đường chứa đầy kẹo ngọt. Đúng, một con đường của kẹo ngọt và rất nhiều lỗ tai. Nếu như là một người bình thường, khi nhìn thấy con đường như vậy, hẳn sẽ bị dọa chết khiếp. Nhưng còn về Geralt, có vẻ như anh chẳng sợ cho lắm. Thứ mà anh thấy giờ đây chỉ là sự kinh tởm mà thôi. Nữ thần cái quái gì cơ chứ, chỉ là một đám giả thần giả quỷ. Đi đến cuối con đường kẹo ngọt đầy ma quỷ, Geralt bắt gặp một đám trẻ con mồ côi cũng như người chăm sóc chúng được gọi là ngoại. Vừa hay, nơi này là một địa điểm có khá bí ẩn, liên quan đến Ciri, liên quan đến cả vợ Nam Tước. Sẵn tiện lại có đám trẻ con tại nơi đây, Geralt liền mò xem có thông tin nào hay ho để thử hay không. Và đúng là trẻ con có khác, thật dễ dụ. Bằng một vài phương pháp nghiệp vụ, Geralt đã khiến cho đám trẻ lộ ra được một việc, đó là Ciri đã từng tới đây. Và bà già trông trẻ cũng phải đồng ý cho anh đi diện kiến các nữ thần. Khi anh diện kiến các nữ thần, Geralt đã cảm thấy mùi không ổn cho lắm.
căn phòng thì ngập ngụa mùi máu tanh, dưới hầm thậm chí còn có vài ba xác chết. Tuy đã phân hủy hoàn toàn, nhưng mùi thì chẳng lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, điều càng kỳ lạ hơn, đó chính là những tên thần này lại ra điều kiện cho anh đi tiêu diệt yêu ma quỷ quái đang ám lấy vùng Krutbeck rồi mới lộ thông tin về Siri. Bọn người Velen thật là lắm chuyện, chúng không cho ai không một cái gì, đến thần cũng phải đòi hỏi đi nữa. Tuy vậy thì đây là một giao kèo khá ổn, thế nên Geralt quyết định sẽ khám phá xem nhiệm vụ này là gì, cũng như đi trừ hại cho dân. Đến nơi, bằng khả năng lần theo dấu vết thượng thừa của một Witcher, Geralt đã tìm thấy kẻ gây mọi chuyện, một con người sói. À không, người sói này chỉ vô tình đi ngang qua, chứ chủ mưu của mọi chuyện lại là một con ma cây bị phong ấn trong gốc cây đa khổng lồ. Anh đang định ra tay xử nó thì bỗng nhiên cái cây xin tha, cầu mong anh giúp cũng như kể về thân thế của những kẻ được gọi là nữ thần của vùng Krutbeck. Hóa ra, ba mụ đàn bà đó là những phù thủy ghê tởm đã sống từ đây rất lâu, chuyên ăn thịt đàn ông và trẻ nhỏ. Hồn ma cây vì đã bảo vệ nơi này nên đã bị các mụ phù thủy giết chết, giam cầm vào nơi đây. Ma cây nài nỉ với Geralt rằng giúp hắn thì hắn sẽ cứu những đứa trẻ khỏi nanh vuốt của lũ phù thủy kia. Nghe đến đây, Geralt có vẻ đã mủi lòng. Tuy vậy, đây cuối cùng anh lại nhận thấy cái cây đó có một oán niệm rất lớn đối với người dân nơi đây. Nếu anh thật sự thả nó ra, nó sẽ giết hết người dân vô tội tại đây mất. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Còn về đám phù thủy, anh tự lo cũng được, không cần phiền đến cái cây. Nói đoạn, Geralt liền một kiếm, giải thoát linh hồn cái cây, đưa hắn về với luân hồi kiếp. Làm xong nhiệm vụ, anh trở về với những mụ phù thủy kia, và quả đúng như cái cây đó nói, giờ đây, các mụ mới lộ nguyên hình, một nguyên dạng mà nhìn tới là buồn nôn. Bỏ qua vấn đề ngoại hình đi, vì chúng hơi nhạy cảm. Giao kèo đã định, Geralt nghe thêm thông tin về Ciri, và bất ngờ thay, thông tin mà lũ phù thủy này đưa cho anh còn là tiền truyện của đám thông tin tới từ lão Nam Tước. Nghe cũng hay, nhưng vô dụng. Dĩ nhiên thì ngoài mớ thông tin đó, anh cũng biết được rằng, bà già trông trẻ chính là vợ của Nam Tước, và Ciri bị săn đuổi chính bởi vì dòng máu Elder Blood mà cô mang trên người. Đám thông tin vừa rồi khá là ổn, tuy vậy, Geralt cũng vẫn tức tối bởi vì lũ phù thủy kia đã định làm hại Ciri. Không nói nhiều, anh chĩa kiếm với bọn chúng và nói rằng, lần này thì tao tạm tha, đợi tao nhiều con bé rồi sẽ quay lại tính sổ với lũ chúng bay. Nói đoạn, Geralt quay người đi mất. Về với Nam Tước, Geralt đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho ông nghe, và anh cuối cùng cũng đã nhận được thông tin khá xứng đáng, đó chính là Ciri đã lên đường với khu tự trị Novigrad. Một thông tin mà anh phải làm cả tỷ thứ mới có được nó. Không nói nhiều, Geralt liền xách kiếm chạy đi. Tuy nhiên, Nam Tước lại chặn anh lại. Hóa ra, lão lên kế hoạch đi cướp lại vợ từ tay lũ phù thủy, và tất nhiên cần anh trợ giúp cho lão. Nài nỉ một hồi lâu, Geralt đành mủi lòng. Thật là, chẳng ai có thể từ chối thêm vài đồng tiền đúng không? Vậy là Geralt liền gác lại công việc, cùng Nam Tước khởi hành đi ngay trong sáng hôm sau, tiến đánh xào huyệt của lũ phù thủy xứ Bó kia. Sáng hôm sau như đã hẹn, Nam Tước Đẫm Máu đã tập hợp được một đội quân gần chục người, giáp trụ đầy đủ. Khi Geralt vừa đến, cùng nhau họ tiến vào bên trong xào huyệt của lũ phù thủy. Ra đi chục người, đến nơi đã mất tới 3-4 người rồi. Xung quanh cái nơi này của lũ phù thủy thì toàn là quái vật, thậm chí bọn này chắc chắn là được lũ phù thủy nuôi. Với Geralt thì không sao, chứ với những người lính kia, chết có vài người thì đúng là họ thật may mắn. Bất ngờ hơn nữa, khi vừa đến nơi, chạm mặt họ không phải lũ phù thủy mà chính là con gái của Nam Tước, đang cùng những tên thượng săn phù thủy khác tiến vào nơi đây nhằm giải cứu phu nhân của Nam Tước. Thật là một cuộc hội ngộ kỳ lạ mà. Tuy nhiên, khung cảnh vẫn còn đang chuẩn bị có chút drama để hit thì bỗng nhiên một con quái vật đã xuất hiện, một con Finn, một loài quái vật cổ đại mà đáng nhẽ đã tuyệt chủng từ lâu. Ai mà ngờ được một phù thủy lại nuôi thứ này cơ chứ? Và rồi bóng đêm bao trùm tất cả, không ai biết, không ai hay, tiếng gào thét, tiếng xé thịt, tiếng kim loại va vào nhau cứ thế mà vang lên, trộn lẫn trong cái bầu không khí ẩm ướt, hôi thối của đầm lầy này. Đến cuối cùng khi trời sáng trở lại, thứ mà ta thấy chính là Geralt cùng cây kiếm bạc của mình đã xẻ đầu của con Finn. Không lâu sau đó, phu nhân Nam Tước đã tìm thấy bị nhốt ở trong nhà. Tuy nhiên, bà đã bị mất trí nhớ. Về mặt lũ phù thủy không thấy dấu tích đâu. Việc báo thủ Geralt thì có lẽ để lần sau vậy. Về mặt gia đình bà Tước thì đã coi như là được đoàn tụ. Cô con gái đã tha thứ cho cha mình và hai người họ cùng nhau lên đường đưa mẹ đi chữa trị bệnh tật. Trước khi đi, ông giao quyền cho quân đội dưới trướng cũng như để lại lá bài quý của mình cho Geralt. Hành trình của Nam Tước đến đây là kết thúc, còn hành trình của Geralt giờ đây mới chính thức bắt đầu. Tại biệt vùng quê Velen bẩn thỉu, nơi tiếp theo mà sói trắng đến chính là Novigrad, khu tự trị phía bắc Velen. Novigrad, khu tự trị của phương Bắc, thành phố cảng giàu có với cư dân tới từ tứ xứ. Ở đây mọi thứ đều tốt, vì là thành phố lớn lại nằm ở cảng biển nên hầu như thứ gì cũng có, kể cả những tệ nạn như là ma túy, mại dâm. Novigrad là một thành phố tự do nên tại nơi đây được cai trị bởi các tập đoàn mafia khét tiếng với danh hiệu tứ hoàng, đó chính là Cinnamond, Dischak, Junior Horsan, bang chủ cái bang Francis Bedlam và gã lùn Cleaver.
Ngoài ra, vượt trên thế lực của tứ hoàng tội phạm thì còn có hội thánh lửa chùa sở hữu quân đoàn Witch Hunter và hành pháp tại nơi đây. Chính bởi vì hội lửa chùa kiểm soát toàn thành phố như vậy nên phù thủy bị săn lùng khá là gắt gao tại đây. Một khi đã bị bắt thì chỉ có con đường lên giàn hỏa thiêu mà thôi. Khi Geralt vừa đặt chân đến nơi này thì điều đầu tiên mà anh thấy được đó chính là những người bạn cũ của mình, Felicia Cory, một phù thủy tài năng và giờ đây cuộc đời đã phải kết thúc trên giàn thiêu một cách đau khổ. Bỏ qua cô nàng xấu số đó, nhiệm vụ bây giờ đó chính là Geralt phải tìm được Ciri và manh mối dẫn anh đến chỗ con bé. Có lẽ Triss biết điều gì đó, nhưng mà giờ thành phố đang truy lùng phù thủy rất gắt gao và Triss cũng chẳng phải ngoại lệ. Thậm chí cô nàng còn được truy nã với số tiền cực lớn, lớn hơn cả băng hải tặc mũ rơm vậy. Vậy nên, khi Geralt đến tìm Triss thì giờ đây nhà cô đã trở thành đống đổ nát. Geralt bắt buộc phải giở con bài thám tử siêu cấp của mình ra, điều tra xem rốt cuộc cô đang ở nơi nào. Sau một hồi tra xét và theo dõi, các manh mối đưa Geralt đến với bang chủ cái bang Francis Bedlam. Tại nơi đây, anh đã gặp lại được Triss Merigold. Quả là một khoảng thời gian dài kể từ lúc Geralt lấy lại trí nhớ. Đối với bản thân Triss, cô vẫn luôn có một tình cảm gì đó dành cho anh. Tuy nhiên, Geralt thì lại không nghĩ như vậy. Anh thì vẫn còn một chút cảm giác đó. Nhưng giờ đây, trái tim anh đã nhớ lại và thuộc về nơi mà anh đáng nhẽ phải thuộc về, bên cạnh Jennifer. Nói thì nói vậy thôi, giờ đây anh vẫn cần phải nhờ Triss để tìm manh mối về Ciri. Từ đó, hành trình hành nghiệp của Geralt tại Novigrad cũng bắt đầu. Tại nơi đây, Geralt không những trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật, anh còn trở thành biểu tượng của mọi người tại đây. Chỉ vì tiện đường mò ra Ciri mà anh đã trở thành một người hùng thầm lặng, một giọng nói trầm ấm như Batman, cái mồm hay khịa như Spider-Man. Geralt đã giúp những người phù thủy chạy thoát khỏi nơi đây, giết Hosan Jr., biến Novigrad thoát khỏi sự kiểm soát của Radovid và lũ tay sai, mở màn cho việc Distra lên thâu tóm quyền lực toàn thành phố. Lại nói đến Ciri, cũng không dừng chân tại các thành phố rác rưởi này quá lâu. Trong thời gian Geralt còn đang vật lộn với mớ rắc rối tại Velen, thì Ciri đã cùng Jaskier quậy tung các thành phố này và kết thúc bằng việc Ciri dịch chuyển đến Skellige, còn Jaskier thì vào tù. Tất nhiên thì Jaskier đi tù thì đã được Geralt cứu, còn việc trước mắt bây giờ chính là lúc anh thuê một con tàu đến với vùng quốc đảo Skellige. Chuyến tàu đến đây lúc đầu thì khá yên bình, cho đến khi những cơn bão ập tới, cướp biển và bão, một combo ập lên đầu của Geralt. Liệu có ai đen hơn anh không nhỉ? Đến cuối cùng, anh chỉ còn lại một cái cuột buồm gãy đập vào đầu, bất tỉnh nhân sự nữa cơ. Tuy vậy, vì là một mutant với sức khỏe dẻo dai khác xa phàm nhân, anh nhanh chóng tỉnh lại sau khi dạt vào bờ hòn đảo chính của Skellige. Cuối cùng, anh đã lên đảo. Đúng thời điểm đó, vị vua tiền nhiệm của nơi đây đã ngã xuống và cuộc thi giành ngai vàng bắt đầu. Tuy vậy thì hiện tại, Geralt cũng chả quan tâm cho lắm. Dù gì thì mục tiêu của anh là hội ngộ lại Jen và tìm lại Ciri mà. Rất nhanh sau đó, khi tìm đến Jen, cô đã nói với anh rằng cô đã tìm được dấu vết của Ciri cũng như cách để có thể xem lại nó. Chính xác, đó chính là đi ăn trộm cái mặt nạ của lão già phù thủy tọa trấn nơi đây. Tại Skellige này, chính xác đã từng xảy ra một vụ nổ phép thuật. Và bất ngờ chưa, kẻ có thể làm được cái vụ nổ to khổng lồ như vậy chỉ có thể là một người, và đó chính là Ciri. Sau khi lấy lại cái mặt nạ, Geralt và Jen nhanh chóng đến tiếp cận nơi xảy ra vụ nổ kia. Quả là không ngoài dự đoán, Ciri và tên F kia quả thật đã từng đến đây, và đống đổ nát này xảy ra bởi hai người họ đã bị chặn đánh bởi lũ White Hunt. Manh mối tiếp tục được kéo dài tới ngôi làng Hinterfels. Tại nơi đây, Ciri đã từng trú ngụ và sau đó bị tập kích bởi lũ White Hunt đáng chết. Tuy nhiên, vì đây là Skellige, khác với Velen, cư dân ở đây đã chống trả khá quyết liệt với lũ White Hunt, đẩy lùi chúng khỏi ngôi làng này. Đến với nơi đây, gặp lại người đã xíu Ciri mà giờ đây chỉ còn là cái xác. Jen và Geralt nhận thêm một thông tin rằng Ciri đã có thể không còn ở đây và tồi tệ hơn nữa, con bé đã bị biến thành một sinh vật quái dị có tên là Uma. Một sinh vật mà ngay khi nghe nói đến, Geralt đã nhận ra được nó tới từ đâu. Chính xác thì sinh vật tên Uma này được sở hữu bởi tên nam tức đẫm máu khi lão ta thắng được nó từ một vụ đánh bài. Không chần chừ, Jen và Geralt lên đường trở về Velen để tìm lại sinh vật kia, bởi vì giờ đây đối với họ, có vài phần trăm thì con Uma kia chính là Ciri. Về đến Velen, có vẻ như Uma thì vẫn được an toàn, một sinh vật xấu xí chịu một lời nguyền khá nặng. Nghe lời của Jen, Geralt liền mang Uma về Cameron để cùng nhau chữa trị cho hắn, hay là cô ấy. Hành trình từ Velen về tới Cameron có vẻ quá là một hành trình dài đằng đẵng. Tuy vậy thì chỉ cần men theo dãy núi Blue Mountain thì có thể về được đến pháo đài yêu dấu, nơi mà bác Vesemir đã đợi sẵn từ trước đó. Cameron chưa bao giờ lại cảm thấy thân quen đến thế. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Có vẻ là cũng không lâu lắm khi mà vết tích của trận chiến với các Salamander vẫn còn đó. Có vẻ như là chẳng ai quan tâm mà sửa nó cả. Cũng đúng thôi, một tòa thành đã từng có rất nhiều Witcher thì giờ đây chỉ còn Eski, Lambert, Vesemir, Jennifer và Geralt. Tuy đổ nát là vậy, nhưng nơi đây vẫn khá ổn để sống. Trên giường thậm chí còn rất sạch sẽ, cũng như không hề có dẹp tại trong đấy. Sạch sẽ là tốt bởi vì Jennifer cũng ưa sạch lắm. Sau một tuần dài đằng đẵng thì Geralt và Uma cũng đã đặt chân về đến nơi. Tại đây, tất cả mọi người đã thử đủ cách để hóa giải lời nguyền cho Uma.
Tuy nhiên thì chưa ai có thể làm được bởi lời nguyền trên nó là quá cực đại. Đến cuối cùng, tất cả đều đồng ý với Jennifer, dùng thủ đoạn đột biến của Witcher làm chất xúc tác với phép thuật của Jennifer để khiến cho lời nguyền được phá giải. Đây là một việc rất nguy hiểm, tuy vậy không còn cách nào khác. Uma thậm chí đã suýt tiêu đời, nhưng phép thuật đã xảy ra, lời nguyền được hóa giải. Cơ mà, bất ngờ chưa, Uma thực chất không phải Ciri mà là Avalak, người bạn đồng hành từ đầu đến giờ của cô. Jennifer thấy vậy liền quay ngoắt thái độ luôn, cô đã từng suýt khóc ngất đi khi nghĩ Ciri là Uma nhưng ai ngờ là không phải. Nhưng cuối cùng thì Avalak cũng đã chỉ ra được Ciri đang ở đâu cũng như đưa cho anh một mảnh tàn hồn để dẫn đường tới chỗ cô ấy. Dưới sự truy đuổi gắt gao của White Hunt, Ciri đến một vùng đất được gọi với cái tên đảo Sương Mù. Tại nơi đây, cô đã có thể an toàn khi hòn đảo này có một kết giới khiến nó vô hiệu hóa trước sức mạnh phép thuật truy dấu và theo đuôi. Và Geralt nhờ vào mảnh tàn hồn phát sáng, vượt qua bảy biển mới có thể đến được nơi đây. Quả đúng như tên gọi, nơi đây không ai ngờ là nó có thể tồn tại. Càng đi vào bên trong, thứ duy nhất mà Geralt có thể nhìn thấy là những Siren cùng màn sương chết chóc. Đi vào sâu bên trong thì mới thấy được nơi đây không chỉ có sương mù mà thậm chí ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên thủng vào đây. Thứ ánh sáng duy nhất đang chiếu rọi cả hòn đảo này chính là ánh sáng từ ngọn hải đăng. Đứng từ đầu ngọn đảo, xa xa có thể thấy ngôi nhà, và chính trong ngôi nhà đó, Geralt đã gặp lại Ciri. Hóa ra, mảnh tan hồi son sái dẫn đường cho anh từ đầu đến giờ lại chính là Ciri. Gặp lại Ciri, bạn không thể hiểu được cảm xúc của Geralt lúc này đâu. Đây là một cảm xúc mà chỉ những người chơi đồng hành cùng Geralt từ đầu game mới có thể hiểu được. Tất nhiên là không phải mấy người chơi speedrun tựa game này hay là skip thoại. Tiệu chung lại, Ciri đã chính thức xuất hiện trở lại bên Geralt và Jennifer. Ciri xuất hiện trở lại, một điều khá đáng mừng. Tuy vậy, đây cũng chính là lúc mà lũ White Hunt sẽ đánh hơi được cô và chúng sẽ đến sớm thôi. Khi chúng đến, sẽ không có một đội quân nào có thể ngăn chặn được chúng. Nhận thấy điều đó, Geralt và những người bạn đã quyết định giàn quân, mai phục và phòng thủ tại Camelhorn, cũng như Geralt sẽ đi tìm các viện binh cho trận đánh lần này. Geralt đã đi tìm viện binh khắp cả phương Bắc, tham gia trận đánh lần này của anh có rất nhiều người bạn. Từ Geralt cho đến Leto, kẻ thù cũ của anh, Roach, đám bạn Jaskier, Sultan, Hisma, Chris Marigold cùng rất nhiều người tới từ Skellige lẫn Novigrad. Duy chỉ có lão già em here nhất quyết không phái viện trợ cho anh bởi vì lão tin Ciri có ở gần lão thì an toàn hơn cả. Và thế rồi, trận đánh cuối cùng đã diễn ra. Sáng ngày hôm đó là một buổi sáng như mọi ngày, trời không nắng cũng không mưa, bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ tuyết và bọn White Hunt đã bắt đầu đánh chiếm Camelhorn. Ban đầu, với lều đánh tiên phát chế nhân của mình, quân tiên phong của White Hunt đã bị đám người Geralt mai phục và đánh cho tan tác từ phía bên ngoài pháo đài. Tuy vậy, số lượng của bọn này khá là đông đảo. Từ phía đông bắc của tòa thành, một toán ngân khác của bọn White Hunt đã tiến vào từ bao giờ. Geralt nhận thấy điều đó, liền cùng mọi người cấp tốc về cứu pháo đài Camelhorn. Trận chiến trong pháo đài càng lúc càng trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Quân của Geralt càng đánh càng mất lợi thế. Cuối cùng phải co cụm lại vào phía sân bên trong cùng của pháo đài. Lúc này, một điều bất ngờ đã xảy đến. Gã pháp sư bên phía White Hunt mở ra một cánh cổng, xông vào từ đằng sau quân đội Geralt, đóng băng tất cả mọi người. Duy chỉ có Ciri thoát được khỏi chiêu đó. Tuy vậy, cô tỏ ra yếu thế trước lũ White Hunt và nhanh chóng bị khuất phục, từ bỏ để chuẩn bị đi theo chúng khi bác Vesemir đã bị khống chế. Tuy vậy, Vesemir đã không tiếc thân mình, lấy cái chết để khiến Ciri bộc phát sức mạnh, tạm thời để lùi lũ White Hunt khỏi Camelhorn. Sau chuỗi ngày dài mệt nhọc, lũ White Hunt bị đánh bại và đẩy lùi. Tuy vậy, phía xa, Geralt lại đang có một tổn thất cực kỳ lớn. Vesemir, người thầy, người cha của Geralt đã ra đi mãi mãi, và cái không khí ảm đạm đó bao trùm lên cả Camelhorn. Không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều người sau khi trải qua trận chiến này nhận thấy sự tàn bạo và đáng sợ của lũ White Hunt, họ đã chủ động rút lui, bỏ mặc lại Ciri và Geralt. Một vài người trong số họ vẫn quyết định ở lại, nhưng số người rời đi thì quá đông. Trong số đó, bao gồm hai người bạn thân nhất của anh là Eskel và Lambert. Vesemir đã ra đi, họ cũng nên đi mà thôi. Cả hai đang rất đau khổ, không kém gì Geralt. Eskel thì lên đường du ngoạn một mình, còn Lambert và Kera thì sau trận chiến đã đi du hí cùng nhau. Giờ đây, chỉ còn lại Geralt, Ciri và Jennifer. Tuy nói là vậy, một nhân tố bỗng nhiên tỉnh dậy sau một cơn mê dài, một quyết định đã được đưa ra bởi Jen, và nhân tố đó, trận chiến giờ đây mới thực sự đi vào hồi kết. Trận chiến làm thay đổi cả vũ trụ The Witcher 3. Và thế là cuộc hành trình lại tiếp tục. Trận chiến ở Camelhorn tuy đẩy lùi đám White Hunt nhưng lại cướp đi sinh mạng của Vesemir. Điều này vô tình đã tạo nên một sự đả kích rất lớn đối với cô. Giờ đây, Ciri luôn cho rằng tất cả tội lỗi đều do cô gây ra. Nếu cô không chấp nhận ở lại Camelhorn thì bác Vesemir đã không chết. Geralt cũng đã hiểu được vấn đề đó, anh cũng đau lòng lắm. Tuy nhiên, nhưng vì Ciri bây giờ nên việc anh cần phải làm đó chính là vực dậy tinh thần của con bé. Đầu tiên là phương pháp 7 phút, khi Geralt quyết định tâm sự an ủi cũng như chơi đùa cùng cô. Sau đó, khi nhận được tin, Emlyn lên tướng trong lũ White Hunt, kẻ đã giết bác Vesemir đã xuất hiện tại lễ hội ở Velen. Geralt liền cùng với Ciri dong thuyền đến đó để xử hắn, tiện thanh toán nợ cũ và mới cùng với lũ phù thủy của Lady of the Wood luôn.
Sau khoảng một tuần ngồi thuyền xuôi dòng từ Ponta đến Camoens về đến Valen, Geralt và Ciri nhanh chóng đến tham dự lễ hội chết chóc của người dân xứ Crookbackbog. Tại nơi đây, cũng chính là lúc ba mụ phù thủy đang nấu những cái xác dành cho lễ hiến tế và Imlarith thì đang hưởng thụ sự xa hoa, trụy lạc trên đỉnh núi cùng bầy Succubus. Và thế là Geralt và Ciri liền chia nhau ra để tiêu diệt bọn chúng. Ciri thì tiêu diệt mụ phù thủy, còn Imlarith thì để cho Geralt xử lý. Về phần Ciri, vì đến chỗ của đám phù thủy nằm ở phía bên dưới, sâu trong lòng ngọn núi, cô liền gặp kẻ thù của mình sớm hơn Geralt một chút. Và bằng một vài đường cơ bản, cô đã tiễn hai trong ba mụ phù thủy về chầu trời. Còn sót lại một mụ, mụ ta liền hóa thân thành một con quạ, đánh cắp mấy cái mề đay của Ciri, rồi mang nó lên cho Imlarith, báo tin rằng Geralt và Ciri đang đến, sau đó chạy trốn mất. Geralt trèo lên đỉnh thì cũng là lúc mà mụ phù thủy thứ ba rời đi và Imlarith đang đợi ánh sẵn ở đó. Và rồi, cả hai liền lao vào nhau sống mái một trận với nhau. Imlarith không hổ danh là cánh tay phải đắc lực trong quân đoàn White Hunt, một chiến binh tàn bạo và dày dặn kinh nghiệm. 10 phút đầu của trận đấu, gã gần như áp đảo Geralt. Tuy vậy, thì Geralt cùng kiếm thuật siêu đẳng của trường sói và phép thuật cực kỳ mạnh mẽ của mình đã chủ động lấy lại lợi thế, rồi kết liễu tên đồ thể White Hunt bằng chính cây đại chùy của hắn. Vậy là thù của bác Vesemir đã được báo rồi. Trong lòng Geralt bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trả thù xong, hai bố con Geralt liền rời khỏi Valend, đi đến từng nơi mà Ciri đã từng trú ngụ để báo ơn với mọi người tại nơi đây. Tính cách của Ciri khá là thẳng thắn, nhất là đối với một đứa con gái không gian và thời gian. Tính của cô là có thủ tất báo và có ơn tất trả. Trừ những kẻ cô vừa giết và Hosan Junior đã bị Geralt giết từ lâu. Ciri liền cùng Geralt lên đường để báo ơn những người đã cứu mang cô trong thời khắc trốn chạy trải dài từ Novigrad đến Skellige. Trong lúc hai cha con còn đang bận làm mấy việc như vậy, Jennifer đã tập hợp lại được hầu hết những thành viên trong hội đồng phù thủy cũ, kể câu chuyện của Ciri cho họ và cùng nhau giải quyết những vấn đề của Ciri. Về phần của Geralt, sau khi giúp Ciri và tình tứ với Jen, nhiệm vụ lần này của anh lại khá quan trọng. Nếu như tuần trước, anh và Ciri đã loại bỏ được Imlarith, một trong ba cái tay sai của Eredin, thủ lĩnh White Hunt, thì giờ hiện tại, phe cánh của hắn chỉ còn tồn tại hai người, một là Carather và một là Giles. Trong đó, Giles là một tên cực kỳ trung thành với đức vua tiền nhiệm của tộc Elf White Hunt. Tuy nhiên, Eredin lại đầu độc nhà vua và lừa dối Giles khiến hắn tin vào mình. Vậy nên, nhiệm vụ lần này của Geralt là đến vũ trụ như tên Fkir và thuyết phục Giles đến Novigrad. Sau đó, bằng sức mạnh của một Sandman, sự thật sẽ được phơi bày ra trước mắt lão. Thoạt đầu, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại chẳng đơn giản một chút nào cả. Geralt cùng Avalak đã phải cùng nhau băng qua rất nhiều vũ trụ trong cái đa vũ trụ kia mới có thể đến được đích. Một hành trình khá dài hơi, bởi vì các cánh cổng không gian thì không hề có sự ổn định mà thay vào đó, nó là một chuỗi các cánh cổng ngẫu nhiên. Tuy vậy thì sau 7749 cánh cổng thì Geralt và Avalak cũng đã đến được nơi, khuyên nhủ thành công Geralt và cắt thêm được một cánh tay nữa của Eredin. Nhưng dĩ nhiên thì mọi chuyện giờ đây mới chính thức bắt đầu, trận chiến cuối cùng sắp sửa được thực hiện. Lần này, để giành thế chủ động thì Geralt cùng hội phụ nữ đã sắp đặt trận chiến tại Skellige, nơi mà Emhyr đang bị tấn công thì giờ đây cả hai phe Nilfgaard và Skellige đều quay xe sang bảo toàn cho Ciri và hợp lực chống lại quân đoàn White Hunt chết chóc. Lần này, kế hoạch được thực hiện khá là suôn sẻ hơn lần trước khi mà hội phụ nữ phương Bắc đã tạo nên một kết giới nhốt lũ White Hunt vào bên trong. Trong khi đó, Geralt cùng lính áo đen lẫn áo đỏ đi thuyền trong kết giới, tấn công dồn dập vào lũ White Hunt. Mọi chuyện khi mở đầu khá suôn sẻ cho đến khi Carather xuất hiện. Có vẻ như gã khó nhằn nhất cuối cùng đã bung 100% sức mạnh. Chỉ với một đòn duy nhất, gã đã đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh, bao gồm cả Geralt, khiến cho toàn quân của phe hiệp ước rơi vào thế bí. Tuy nhiên, điều gã không ngờ tới chính là con bài của Ciri. Sau sự kiện đẫm nước mắt tại Camoens và khả năng tập luyện siêu cấp của cô khi lảng vảng tại Novigrad, Ciri đánh ngang cơ, thậm chí còn hơn cả gã. Cuối cùng thì cô đánh cho Carather trọng thương, câu giờ cho Geralt tỉnh dậy, đúng lúc đánh thêm với lão 300 hiệp nữa trước khi chém bay đầu thêm phù thủy xấu xa. Đánh trong Carather, Geralt tiếp tục chạy đến đấu với Eredin, kẻ vừa xong đã đâm chết Grey, người bạn lâu năm của anh. Thù mới, nợ cũ cứ như vậy mà chất đống lên. Vậy là giờ đây cũng là lúc Geralt xông vào thanh toán tất cả. Hai người lao vào nhau như con thiêu thân, quần nhau sống mái bằng 100% năng lực của mình. Geralt vừa múa kiếm, vừa dùng thuốc, vừa dùng các phép thuật của Witcher. Trong khi đó, Eredin cũng không phải dạng vừa khi ra sức tung ra các đòn đánh phép thuật mang sức mạnh của không gian. Hai người đánh nhau từ nơi này sang nơi khác, bất phân thắng bại, cho đến khi Geralt quyết định thiêu đốt hết tinh huyết của mình để hạ gục hắn. Tất nhiên, không kẻ nào có thể chịu đựng được sức mạnh cường đại của anh cả. Eredin gục xuống, trước khi chết, hắn liền nói một câu khiến Geralt cực kỳ day dứt. Tất cả đều là kế hoạch của Avalak. Geralt thì không để ý lắm, một kiếm chém chết Eredin. Tuy nhiên, khi trở về với Jen, thì lúc đó anh mới cảm thấy có một điều gì đó không hề ổn. Lũ White Hunt đã chết, pháp sư bên chúng không còn, nhưng tại sao lại có bão? Kèm theo đó, từ tòa tháp đằng xa hiện lên một dị tượng cực lớn. Các cánh cổng giữa các thế giới lại một lần nữa mở ra, kéo theo các loại quái vật đặt chân tới nơi đây. Geralt và Jennifer nhận thấy tình hình quá là không ổn, cả hai liền kéo nhau lên tòa tháp để tìm Ciri và Avalak.
Sau một chặng đường dài đến với tòa tháp, Geralt đã toan định xông đến chém chết Arvelak vì nghĩ hắn ta đang có ý đồ xấu xa. Tuy vậy, Ciri xuất hiện và kịp ngăn cản anh, cũng như giải thích cho Geralt mọi chuyện. Thở xa xưa, các vũ trụ được kết nối lại với nhau thông qua các cánh cổng. Cứ vài trăm triệu năm, khi các cánh cổng được mở ra giữa các thế giới, một thực thể với tên gọi White Frost bắt đầu xâm lấn, nuốt chửng đa vũ trụ này. Rất nhiều nền văn minh bị sụp đổ bởi sự xâm lấn của White Frost. Và sắp tới đây, hành tinh của Arvelak sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó, và trong tương lai thì cả lục địa này cũng sẽ vậy. White Frost không phải là một thực thể sống, không thể giết nó, mà chỉ có thể ngăn chặn. Và người duy nhất có thể ngăn chặn được nó chính là Ciri, đứa con của không gian và thời gian. Trong đa vũ trụ của The Witcher đã tồn tại rất nhiều các phiên bản của Ciri. Tuy vậy, Ciri mà đang đứng tại nơi đây, Ciri của thực tại này chính là duy nhất, một thực thể độc nhất, vô nhị, mà chỉ có cô mới có thể đóng hoàn toàn các cánh cổng nối liền đa vũ trụ với nhau và khóa chặt, ngăn không cho White Frost có thể lan ra được nữa. Nghe xong, cuối cùng thì Geralt cũng hiểu, anh đành để Ciri đi ngăn chặn White Frost. Vừa là để hoàn thành tâm nguyện của cô, vừa là để cứu thế giới mà anh đang sống. Và đúng như dự đoán, trong lòng White Frost chỉ toàn màu trắng xóa, và Ciri bằng ý chí của mình, cô bộc phát nó, bao trùm lên toàn bộ đa vũ trụ, cũng như đóng lại mọi cánh cổng dẫn đến kết nối giữa các thế giới với nhau. Khi thực hiện điều này, Ciri đã gần như thất bại và chôn xác tại nơi đây. Tuy nhiên, khi nhớ về gia đình, nhớ về Geralt và Yennefer, thì gia đình đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Và rồi White Frost đã bị giam cầm vĩnh viễn, cánh cổng nối giữa các đa vũ trụ cũng đã được đóng lại hoàn toàn. Ciri sau khi làm người hùng giải cứu thế giới, đã tuyên bố với thế giới rằng cô đã chết, mà nói cho thế giới thực chất là nói cho em Here, gã cha đẻ của cô biết rằng cô sẽ không về kế thừa cái ngai vàng rách của Nilfgaard. Có vẻ như lão già cũng biết điều này và chấp nhận điều đó. Quân Nilfgaard cũng đã thao tóm toàn bộ phương Bắc, tuy nhiên lại khôi phục lại Temeria dưới danh nghĩa của một quân chư hầu. Ciri giờ đây cũng đã tự do hoàn toàn, trở thành những Witcher như cô hàng mong muốn. Về phần Geralt, anh tạm thời đang nghỉ xả hơi sau hành trình dài 5 năm kể từ lúc hồi sinh cho tới giờ. Mọi chuyện kể ra gần như cũng đã kết thúc, hội đồng phù thủy đã được tái dựng lại, miền Bắc giờ đây cũng trở thành một nơi yên bình như xưa, giáo hội của lửa đã bị dập tắt, các phù thủy dị nhân đã có thể tái định cư trở lại trên cái vùng đất cằn cỗi này, chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc trên lục địa của The Witcher. Lại nói sơ qua về nam tước đẫm máu, gia đình ông có vẻ rất hạnh phúc khi người vợ của ông đã hoàn toàn bình phục. Lambert và Kera trên hành trình của mình đã yêu và cưới nhau. Trong một dòng thời gian xa, cặp đôi Witcher phù thủy này đã dựng lên một ngôi trường Witcher hoàn toàn mới với tên gọi trường Lynx. Về phía người Skelliger, đất nước đã trở nên khởi sắc cũng như giàu có, người dân không còn làm cướp cũng như chiến tranh liên minh với phần lục địa, mà thay vào đó, nơi đây trở thành một đô thành kinh tế mới của lục địa Witcher. Về phía Bắc thì như vậy, về phía Nam thì sau khi Emhyr chinh phạt được toàn bộ phương Bắc, giờ đây thì lão đã rảnh tay để có thể thanh trừng phe đối lập của mình trong nước. Thủ đô của Nilfgaard, ngày Emhyr trở về, đã trải qua biển máu một phe nữa. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là lũ quái vật thì sẽ giảm đi. Thậm chí nhờ vào sự kiện kết nối của cái thế giới một năm trước mà lũ quái vật thế giới khác được dịch chuyển đến cũng như tăng thêm. Vậy nên, các Witcher không những không thất nghiệp mà thậm chí còn đầy việc hơn trước, khi mà số lượng quái vật đã suy giảm theo năm tháng thì bỗng nhiên giờ đây lại tăng mạnh lên. Theo đà đó, Geralt lại lên đường nhận nhiệm vụ dịp quái vật kiếm tiền tiêu cũng như viết tiếp câu chuyện thần thoại về cuộc đời anh. Đó là một buổi sáng đẹp trời, trong xanh gió mát. Sau nhiệm vụ tiêu diệt một con ma đêm đã ám ảnh người dân trong ngôi làng nọ nhiều ngày, Geralt nhận tiền thưởng, rảo bước đến quán rượu gần đấy và làm vài cốc bia cho mát bụng. Quán rượu này chính là quán Seven Cat lừng danh. Lần cuối Geralt đến đây cũng chẳng nhớ là từ bao giờ, chắc là lúc anh đi làm nhiệm vụ cùng Lambert. Quán rượu này tuy không to lắm nhưng bán rượu khá rẻ. Nơi đây cũng là nơi tụ tập của khá những tay bợm rượu cũng như nghiện đánh quen. Như cái tên của quán, xung quanh nơi đây thì nuôi rất nhiều mèo, mà Geralt có thể nói là khá thích mèo. Vậy nên, đây cũng là một quán rượu lý tưởng của anh trong cái vùng này vậy. Và tiện nhất là, ngay cửa của quán rượu lại xem một cái bảng thông cáo, nơi anh có thể tiện tay xem cũng như nhận các nhiệm vụ từ trên đây. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, Geralt bước đến quán rượu. Trước khi vào, anh sẽ check qua cái bảng một chút. Tiếc là hôm nay trên bảng toàn hiện mấy nhiệm vụ vớ vẩn, thậm chí có cả nhiệm vụ thuê người đi dự đám cưới của bạn cùng mình. Có người bấn đến mức đấy vậy sao? Thật thất vọng, Geralt xoay người, định đi vào uống rượu thì bỗng nhiên từ đằng sau anh có một tên nhìn khá bặm trợn. Gã này nhìn sơ qua thì chả giống một người nông dân một tí nào cả. Một gã như này mà lại mang nhiệm vụ đến chỗ bảng này đóng dấu thì hẳn hắn ta có một nhiệm vụ nào đó khá là nguy hiểm. Nghĩ đoạn, Geralt liền lấn tới làm quen, cũng như giới thiệu luôn anh là một Witcher. Quả đúng như suy nghĩ của anh, vậy là gã này đang tìm một thợ săn quái vật. Tuy nhiên, khi hỏi đến quái vật, gã này lại chẳng biết cái quái gì cả. Hóa ra, gã cũng chỉ là kẻ truyền tin. Còn Geralt muốn nhận nhiệm vụ này chỉ có thể tự mình đến khu biệt thự Garin Estate tìm Orgirath von Everreck để có thể nhận nhiệm vụ này. Nói xong, gã liền cưỡi ngựa đi mất. Có vẻ đây là nhiệm vụ khá hay, một con quái vật, vậy thì cầm một Witcher là đúng rồi.
Nhưng mà nói gì thì nói, Geralt vừa thức trắng một đêm để săn con ma nào đó. Anh cần xả hơi, uống rượu đã. Một ngày trôi qua, sáng sớm tinh mơ, Geralt cưỡi ngựa đến Garin Estate. Quả là một vùng hoang vu hẻo lánh. Không ngờ rằng tại phía tây bắc của Novigrad lại tồn tại một biệt thự rộng lớn như này. Không phải vương công, quý tộc thì cũng hẳn là một người rất giàu có mới sở hữu một nơi như vậy. Tuy vậy, bước vào bên trong tòa nhà, thứ đập vào mắt Geralt không phải là những tên quý tộc cao cao tại thượng, thay vào đó là một đám khá bảnh lẫn huấn hoa hồng đang ngồi uống rượu, xàm xí với nhau. Bọn này khi thấy Geralt bước vào liền buông lời châm chọc. Tuy vậy, nhìn cách ăn mặc là biết bọn này chẳng có tí học thức nào cả rồi. Geralt liền thở ra vài câu thì cả lũ nín lặng. Tất nhiên, chúng vẫn chẳng chịu thua. Khi anh đề cập về Everett thì bọn này lại tiếp tục giở trò khi thi nhau nhận mình là Everett. Nhưng mà biết đấy, nhìn mặt một Witcher thì bạn có nghĩ là mình đùa lâu được không? Dĩ nhiên là không rồi. Ngoài việc một khuôn mặt lạnh tanh khi nhìn vào ai cũng thấy sợ thì biểu cảm của anh còn chẳng thèm lộ ra bên ngoài. Cảm thấy chán, một trong số bọn chúng đã thôi đùa và bắt đầu dẫn anh gặp Everett thật sự. Trên tầng 2, Everett quả thật đã xuất hiện. Cảm tưởng đầu tiên của Geralt khi nhìn thấy hắn là trung bình mấy thằng sống nội tâm như muốn làm màu. Sau một hồi giả vờ biết chút ít về nghệ thuật cũng như đập mấy bức tượng ngay sau đó, tên này đã bắt chuyện hẳn hoi với Geralt. Cùng nhau xuống dưới, nhấp vài ngụm nước, giờ đây Geralt mới có thể nhìn rõ bộ mặt của hắn ta. Mặt tên này khác với lũ ô hợp đàn em của lão. Nhìn qua, lão có thể thấy được gã là một gã quý tộc thật sự. Để mà nói thì gã y hệt David Beckham. Cơ mà lão này thì có lẽ thì chẳng biết đá bóng đâu. Trở về vấn đề chính thì hôm nay gã thuê anh đến đây để xử một con ếch trong một cái cống ngầm tại học viện Oxenford. Đây là một con quái vật đã giết rất nhiều người. Nó đã giết chết cô đầu bếp của hắn và giờ hắn không có đồ ăn ngon nên mong muốn Geralt đi mang đầu con quái vật đó về đây. Nghe thì có vẻ nhiệm vụ này khá là bình thường, nhưng đến đoạn nói về tiền công, bất ngờ thay hắn lại đưa ra một cái giá khá là cao. Không hiểu tên này thừa tiền hay là nhiệm vụ này có âm mưu gì đây. Cơ mà nghĩ nhiều làm gì, nhận nhiệm vụ rồi thì phải lên đường thôi. Sau cái chết của Radovid, Redania sụp đổ. Tuy nhiên, thì đại học Oxenford hiện tại vẫn chưa rơi vào quyền kiểm soát của Nilfgaard và vẫn đang chống cự đến hơi tàn cuối cùng. Tuy vậy thì nơi này có vẻ là đã gần sụp đổ và cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Và trong thành phố này thì cư dân vẫn sinh hoạt bình thường, như là chiến trận đã gần đến hồi kết nên nơi đây vẫn hoàn toàn sống một cuộc sống ổn thỏa. Tuy vậy thì họ đâu hề biết rằng bên dưới lòng của thành phố lại đang tồn tại một con quái vật kinh khủng cơ chứ. Cơ mà biết để làm gì, chính bản thân họ cũng biết chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Dĩ nhiên là giờ Geralt đã đến rồi đây. Tiến vào cống ngầm qua một cái giếng cũ, Geralt nhanh chóng tiếp cận được bên dưới Oxenford một cách dễ dàng. Không hổ là nơi tọa lạc của trường đại học danh tiếng tại phương Bắc. Hệ thống cống ngầm xả nước nơi đây được xây dựng công phu không hề kém Novigrad là bao, và mùi hôi thối của cái cống này cũng chẳng kém những nơi khác chút nào. Vừa đến nơi thì chào đón anh chính là vài ba cái xác cùng một đống drowner vậy. Dĩ nhiên anh chẳng tốn chút nào để xử lý lũ này cả, cơ mà có vẻ như một vài người không may mắn đến vậy. Từ đằng xa anh bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh, chạy lại gần thì anh nhận ra được một người vừa lạ vừa quen. Hóa ra là Sunny, cô nàng y sĩ đáng yêu với mái tóc màu đỏ. Trong quá khứ, tại một lần say rượu, thậm chí anh từng nhầm cô nàng và Trish với nhau. Quen thì quen đấy, nhưng mà sao giờ cô ta nhìn lạ quá. Ngắm một hồi, anh vẫn chẳng biết cô lạ chỗ nào. Có lẽ là do đồ họa của game khác phần 1 nên hiện giờ Sunny xinh hơn phải chăng? Bỏ qua vấn đề đó thì Sunny hiện đang cố cứu một người đàn ông mà Geralt nhìn vào có vẻ như anh ta đã chết. Không nhẫn tâm nhìn cô bất lực, anh đành kéo cô qua một bên. Kể từ lần cuối gặp cô tại Vizima, Sunny đã đến Oxford này, vừa học tập, vừa mở phòng khám tại nơi đây. Và vì cô là một bác sĩ, thi thoảng cô lại bị triệu tập ở binh lính Redania nhằm mục đích trị thương cho quân đội của chúng. Và theo như lời cô kể, sáng nay khi đi cùng đám lính này, một con quái vật đã tấn công tiểu đội của cô, khiến cô lần theo nó đến dưới cổng này và hiện tại thì lại gặp Geralt tại đây. Quả là một duyên phận sau bao ngày xa cách. Tất nhiên thì nói chuyện phiếm vậy thôi, mục đích của Geralt là săn con quái vật, cùng nhau cả hai tiến vào sâu lòng cống. Các xác chết càng hiện lên la liệt. Tuy nhiên, vì có nhiều xác chết như vậy, Geralt đã tìm ra một manh mối rằng con quái vật này thích rượu, đặc biệt là rượu pha với máu. Đây là một manh mối rất tốt để dụ ông quái vật ra. Đi sâu vào đến tận cùng, Geralt đã đến được trung tâm của cống ngầm. Có vẻ như nơi đây chính là tổ con quái vật, và nó thì đang không ở nhà. Với động tác nhanh nhẹn của mình, Geralt lấy rượu ra, đổ vào một xác chết ở gần đó. Xong xuôi, anh liền đợi ông quái vật trở về. Một lúc sau, thực ra không lâu lắm, hoàng tử ếch của chúng ta đã xuất hiện trở về thật. Một con ếch khổng lồ, người đầy mụn ghẻ, da thì sần sùi như cóc vậy, xuất hiện lao vào tấn công nhằm ăn thịt anh. Geralt do đã có chuẩn bị từ trước, cùng thanh kiếm bạc bôi sẵn dầu qua quái vật bị nguyền rủa. Rất nhanh chóng, anh rút ra lao vào chiến đấu với con cóc ghẻ này. Có vẻ như con cóc này là một con quái vật khá là khó nhằn với anh, khi nó sở hữu thân hình đồ sộ, con mồm thì chứa độc lẫn axit cực mạnh, có thể ăn mòn bất kỳ vật nào xung quanh. Tuy vậy, Geralt đâu phải là một tay mơ.
cùng thanh kiếm của mình, anh vẫn thành công mổ một con ếch. Có một điều anh không ngờ rằng, trong bụng của nó cũng chứa đầy các chất độc, nhưng chất độc đó bắn vào người Geralt khiến anh hôn mê sâu. Cơ thể của một Witcher thường mách độc bất xâm, tuy nhiên nếu lượng độc quá nhiều thì một Witcher vẫn có thể rơi vào trạng thái say độc, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, may mắn với Geralt thì anh mới chỉ ngất đi mà thôi. Sau một ngày một đêm, ngất đi tỉnh lại, Geralt bình phục, cơ mà có gì đó không ổn cho lắm. Hóa ra anh đã bị nhốt trong tù mất rồi, đặc biệt hơn đấy lại là nhà tù của một con thuyền đi biển nữa chứ. Đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì Geralt liền phát hiện ra rằng mình cũng có bạn tù. Thông qua anh chàng này, anh biết được rằng hóa ra con cóc mà anh giết trong cống thật sự là một hoàng tử, mà cụ thể là hoàng tử xứ Ophir. Vậy là Geralt đã giết một hoàng tử và lũ binh lính dưới trướng hắn đã mang Geralt về đất nước nhằm bắt anh chịu trách nhiệm cho việc này. Tất nhiên, mọi điều khuất tất xảy ra thì đều cần một kẻ đứng đằng sau chịu trách nhiệm toàn bộ mà. Có vẻ như, theo lời lũ người này, Geralt sẽ bị treo cổ trong vòng 2 tuần tới. Bất lực, anh ngồi xuống, nghĩ cách thoát thân. Bỗng nhiên, thời gian trôi đi chậm lại, từ đằng xa, một hình bóng quen thuộc, Ama cũng chẳng quen cho lắm tiến đến gần anh. Geralt, anh nhớ tôi chứ? Geralt lúc này không ngờ rằng, ở đây mình có thể gặp được hắn ta. Gã buồn gương bán kính mà anh đã gặp tại White Orchard từ rất lâu về trước. Bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi quái quỷ này. Lần gặp mặt lại như này, hắn ta tự xưng mình là Gunter Odim, kẻ đã chỉ chỗ Jennifer cho anh. Quả là một cuộc hội ngộ bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa, hắn ta đề nghị với Geralt rằng hắn có thể giúp anh thoát khỏi nơi đây với một cái giá. Và tất nhiên thì Geralt hiểu điều đó, đời đâu cho ai không cái gì, anh nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của tên này. Dù gì thì thay vì ngồi đợi 2 tuần để treo cổ thì làm một cái gì đó vẫn tốt hơn. Vậy là khế ước được ký kết, gã buôn gương cũng không quên để lại cho Geralt địa điểm gặp mặt và dùng phép thuật khắc lên mặt anh một con dấu biểu hiện khế ước của hắn ta. Khi mọi việc đã hoàn thành, gã biến mất một cách bí ẩn. Thời gian cũng nhân đó trôi trở lại và một cơn bão ập đến đánh chìm đoàn thuyền của đám Ophir, khiến Geralt có thể thoát thân một cách an toàn. Tuy nhiên thì anh lại bị ngất đi một lần nữa. Có vẻ như rất lâu rồi mới có chuyện khiến Geralt ngất đi rồi tỉnh lại liên tục đến như vậy. Mặt trời lên tới đỉnh thì cũng là lúc Geralt tỉnh lại. Có vẻ như Gunter Odin đã giữ lời hứa khi cho anh thoát khỏi nhà giam cùng với con tàu kia bằng cách cho bão nhấn chìm nó. Và phần còn lại thì đều phụ thuộc vào anh. Vừa mở mắt, anh đã thấy lũ người Ophir đang kéo anh đi. Có vẻ như đám này cũng thật là may mắn khi tên pháp sư dẫn đoàn cùng đám lính vẫn còn lại khá đông. Tuy vậy, chó như này thì làm sao để cản được một Witcher cơ? Nhanh như cắt, anh tháo được dây chói, vớ bừa một cây kiếm gần đó, đứng dậy để đánh nhau cùng lũ người kia. Thoạt đầu, Geralt dễ dàng chiếm được thế thượng phong khi đám lính kia so với anh chẳng là cái thá gì cả. Geralt vung đao lên là dễ dàng đánh bại cả đám. Tuy vậy, pháp sư mới là chùm cuối. Có vẻ như lão là một pháp sư hệ gió, cùng với tường lốc mà hắn tạo thành, Geralt đã chật vật một hồi không thể phá được lớp phòng ngự của lão. Phòng ngự đã đỉnh, lão còn tạo ra những cơn lốc xoáy nhắm thẳng vào người anh mà đánh, khiến cho Geralt mấy lần suýt chút nữa đã mất thế thượng phong. Tuy nhiên, may mắn thay là đồ đạc của anh vô tình lại ngay gần đó. Nhân lúc lão pháp sư không chú ý, Geralt nhìn nhanh chóng lôi trong túi ra một trái Dimeritium bomb ném vào lão già đang chết đó. Pháp sư mà không phép thuật thì chỉ có con đường chết. Thứ bom này sinh ra là dành cho những kẻ như lão già kia. Nhờ vào một trái bom mà toàn bộ phép thuật của tên pháp sư đã bị phong bế. Nhân cơ hội đó, không chần chừ, Geralt lao đến, vung một đao chém đôi người tên pháp sư. Những giờ khắc trong tù vừa qua đối với Geralt khá thú vị. Anh kết thêm bạn mới, dù cho bạn mới của anh chết đuối chỉ vài phút sau đó. Có một món nợ mới, và trên hết, Geralt nhận ra lâu lắm rồi anh mới bị lừa một vố đau đến như vậy. Anh để bị mắc lừa như vậy, có lẽ là do anh đã già hay do anh đang sống cuộc sống bình yên quá lâu rồi chăng? Cơ mà Geralt lúc này cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm. Anh nên đi gặp Gunter để xem phải trả nợ hắn như thế nào. Dù gì thì cái vết sẹo trên mặt anh cũng chẳng biến mất được và anh sẽ phải đi trả nợ nó cho xong thôi. Sau một vài tiếng cưỡi ngựa mệt nhọc, Geralt cũng đã đến được dưới cây liễu mà lão hẹn. Tuy vậy, gã này hẹn anh là vào nửa đêm chứ không phải ban ngày nên anh đành ngồi chờ gã. Và rồi, không hề trễ hẹn, đúng 12 giờ đêm, bậc thầy bán gương đã xuất hiện. Gã xuất hiện theo một cách chẳng thể nào kinh dị hơn được nữa. Xuất hiện bất thình lình, và thay vì đi bộ tới hay gì, gã lại xuất hiện từ trong hư không, ngồi vắt vẻo trên một cái chuồng chim đã cũ rích, siêu vẹo như sắp đổ tới nơi. Thì xuất hiện hay đấy, dù các thính giác của một Witcher có tốt hơn rất nhiều so với một người bình thường, thì Geralt vẫn không thể tài nào cảm nhận được hắn đến từ bao giờ. Nhưng mà kệ đi, chuyện đó thì đâu quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ anh phải làm gì để trả nợ cho hắn. Và bất ngờ chưa, hóa ra cách Geralt trả nợ cho Gunter lại khá là đơn giản. Anh phải làm một tên đòi nợ thuê đi đòi nợ hộ hắn. Cụ thể, đó chính là giúp gã đòi lại món nợ của gã với Everett, kẻ mà đã lừa Geralt khiến anh rơi vào con đường này. Hóa ra, Everett đã từng nợ Odin một thứ gì đó. Tuy nhiên, Odin vẫn không thể đòi món nợ đó và giờ đây, Geralt phải đi đòi nợ hộ lão. Tuy là nói đòi nợ hộ, nhưng Odin cũng nói thêm rằng hắn sẽ không để anh phải chịu thiệt. Một khi công việc đã hoàn thành thì có rất nhiều phần quà đang chờ đón anh ở phía trước.
Và lại, chắc chắn anh cũng đã ghim tên Ian Everett phải không nào? Đi đòi nợ hộ, kiêm vả mặt hắn, quá là hay đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Geralt cũng chẳng phải là một người thù vật bao giờ cả. Việc đi đòi nợ thuê như thế này đã sặc mùi không đúng lắm rồi đấy. Nếu Everett đã nợ Odin thì tại sao lão lại không tự đi đòi? Hóa ra, đó là vì trong hợp đồng vay nợ giữa hai người, Everett đã danh ma thêm vào điều khoản, hắn chỉ trả nợ nếu Odin hoàn thành được giúp hắn ba nguyện vọng. Và tất nhiên thì Odin chẳng thể nào làm được, nên giờ đây hắn đang tìm đến Geralt, ủy quyền cho anh làm ba điều này. Nghe đến đây rồi thì Geralt cũng có vẻ ok đấy, dù sao đi nữa anh cũng đang là con nợ của gã, vậy nên đi làm chút chuyện này cũng chẳng đáng là bao. Nói chuyện đã qua một hồi đủ lâu, Geralt và Odin đã đồng ý các hòa thuận với nhau, và họ cũng đã hẹn nhau đến nơi ở của Everett để gặp gã, nghe xem nguyện vọng của hắn là gì để có thể giải quyết món nợ này một lần và mãi mãi. Dĩ nhiên, Geralt lại phải cưỡi ngựa đi cả đêm dài, trong khi Odin thì bận đi thu nợ ở một nơi khác. Băng qua những cánh rừng của phương Bắc, xuyên qua những bụi cây trong đêm trường tối đen như mực, phải mất tới 3 canh giờ, Geralt mới trở về được khu biệt thự của Everett. Tuy nhiên, lần này có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong biệt thự của gã. Những cột khói đen bốc lên ngùn ngụt, che kín cả bầu trời. Cảm thấy có gì đó không ổn, Geralt liền phi ngựa, chạy hết tốc lực tới nơi. Hóa ra, dinh thự bốc cháy này chỉ là một trong những cuộc vui chơi đáng điếm của một trong những tên thuộc hạ của hắn. Trong lúc tức giận, đã giết chết chủ nhà và Everett thì cũng chẳng muốn ở một nơi như vậy nữa, nên hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ chém đầu tên kia cũng như đốt trụi cả dinh thự này. Dĩ nhiên thì mấy điều này cũng chẳng làm Geralt bận tâm mấy. Cái mà anh bận tâm hơn đó chính là anh phát hiện Everett là một kẻ bất tử. Nhưng mà ngạc nhiên thì cũng chỉ có vậy, trên thế giới này giờ đâu còn nhiều những thứ có thể làm anh ngạc nhiên được nữa đâu. Tuy vậy, Geralt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì Odin đã tìm đến. Có vẻ như hắn ta tính toán thời gian là hoàn hảo, luôn xuất hiện khá là đúng lúc. Sự xuất hiện của Odin không những đúng lúc mà còn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi lão tuyên bố với Everett rằng Geralt chính là kẻ thu nợ của hắn ta. Chưa dừng lại ở đó, gã còn đổ thêm dầu vào lửa khi tiết lộ toàn bộ sự việc về con cóc đáng thương kia cũng như nhiệm vụ của Geralt. Hóa ra, con cóc hay hoàng tử xứ Ophir chính là tình lịch đáng thương của Everett. Đã từng có một cô gái với tên gọi Iris, Everett yêu say đắm cô nàng này. Tuy vậy, bấy giờ gia tộc của hắn ta đang bên bờ vực sụp đổ. Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ mang thân phận của một gia tộc xa xút. Còn về Iris, gia đình cô ta đã hứa gả cô ta cho tên hoàng tử xứ Ophir nọ. Everett đã ra tay nguyền rủa gã hoàng tử đáng thương kia, biến hắn thành một con cóc, nhốt hắn dưới cống ngầm của Osenford, giày vò, tra tấn người hoàng tử tội nghiệp. Cho đến một ngày, khi hắn ta đã chán ghét con cóc ghẻ đó, hắn liền mượn tay người khác để kết liễu tên tội đồ khốn khổ kia. Và trùng hợp thay, người nhận nhiệm vụ này lại chính là Geralt. Câu chuyện được tiết lộ, cứ nghĩ rằng Geralt nghe xong sẽ rất tức giận. Nhưng ngược lại, sau khi câu chuyện được tiết lộ thì Everett mới là người tức giận ra mặt. Sau khi hắn đã xác nhận một lần nữa rằng kẻ làm ba việc cho hắn là Geralt, hắn liền đuổi cút xéo Odin đi. Tất nhiên, Odin cũng chẳng nói lại làm gì. Giờ đây đã có Geralt, lão sẽ rảnh rang đi lo chuyện khác mà thôi. Odin đi rồi, chỉ còn lại Everett và Geralt. Ban đầu, Geralt vẫn có hơi để bụng chuyện con cóc. Tuy vậy, việc nào ra việc đấy, điều mà anh cần làm là hoàn thành ba nguyện vọng của hắn. Sau một hồi trò chuyện thì Everett đã đưa ra nguyện vọng đầu tiên dành cho Geralt. Đó chính là tìm cách lấy cho hắn sổ đỏ căn biệt thự thuộc sở hữu của Maximilian Borsodi. Tiếp đến, nguyện vọng thứ hai mà hắn giao cho anh đó chính là chăm sóc gã em trai của hắn, Vladimir von Everett, khiến cho tên này có thể cảm nhận được cuộc sống mà nó chưa bao giờ trải qua. Gã cũng không quên nói rằng làm xong hai nhiệm vụ này thì gã sẽ giao cho anh nhiệm vụ thứ ba. Và tất nhiên, Geralt cũng vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi căn biệt thự đang cháy, trong lòng anh lại hơi lo âu một tí, bởi vì anh nghĩ rằng nhiệm vụ thứ hai thì dễ, còn nhiệm vụ đầu tiên liệu thì anh kiếm nhà đâu ra đây. Đang lẩm bẩm như vậy, bất ngờ từ đâu Odin lại xuất hiện và nói rằng nếu là anh thì tôi sẽ lo lắng nhiệm vụ thứ hai hơn thứ nhất đấy. Gã nói như vậy, hóa ra cũng có cái lý của nó. Vladimir đã chết từ lâu lắm rồi, nhiệm vụ của anh là phải gọi hồn của hắn dậy, và tất nhiên Odin thì lại biết cách. Hắn không ngần ngại chỉ cho Geralt cách làm cũng như gợi ý cho anh một vài đường đi nước bước. Xong chuyện, hắn biến mất vào hư không. Vậy là cái gì khó thì ta làm trước, dù gì thì ngôi nhà cũng chẳng chạy đi đâu được. Nghĩ đoạn, Geralt liền tìm lăng mộ của Vladimir. Cơ mà anh chẳng biết nó ở đâu, thế nên cô bạn mà anh tình cờ gặp được là Sani lại là người thích hợp để dẫn đường cho anh. Sau gặp lại lần nữa tại nhà cô nàng cũng như giải thích nhiệm vụ lần này, thì cô đã đồng ý giúp anh tìm kiếm cũng như đi nơi mà Vladimir nằm nghỉ. Tất nhiên là cô nàng cũng chẳng làm gì miễn phí. Sáng hôm sau, Geralt đến nơi hẹn thì Sani đang đan một vòng hoa dành cho lễ cưới. Sau vụ này, Geralt phải đi dự đám cưới cùng cô nàng. Dĩ nhiên là anh chẳng ngại từ chối việc này rồi, có mất gì đâu cơ chứ. Nhưng mà trước tiên, hai người phải gọi thằng cha Vladimir ra dạy cái đã. Dòng họ của hắn ta, dù bây giờ là một dòng họ xa xút, tuy nhiên cái lăng mộ ấy cũng vẫn khá là to. Khuôn viên trừ việc nhìn cũ và lắm cây cỏ ra, thì bên trong hầm mộ của gia tộc này vẫn rộng rãi và sạch sẽ, tất nhiên là không thoáng mát. Trong hầm mộ này thì chứa cả họ nhà von Everett, bao gồm cả Vladimir.
sau một hồi đánh với con ma và vả mồm các bô lão của dòng họ này, Geralt nhanh chóng thành công trong việc gọi Vladimir dậy. Quả là ngoài mong đợi, gã này không hổ danh là công tử ăn chơi bậc nhất họ. Vừa tỉnh dậy, gã đã nói liên hồi kỳ trận. Và khi nghe đến việc Geralt sẽ giúp gã ăn chơi một lần nữa, thì sự phấn khích của gã tăng lên đáng kể. Bỏ ngoài tai mấy biện pháp của Geralt và trực tiếp nhập vào người của anh. Giờ đây, Vladimir và Geralt là hai hồn một xác, tâm linh tương thông. Anh là gã và gã chính là anh. Vừa điều khiển cơ thể của anh là tên này buông lời tán tỉnh Sunny rồi. Cũng vì lý do như vậy mà phải mất một lúc lâu, Geralt mới có thể giải thích cho Sunny rằng anh và Vladimir đã nhập vào nhau. Giờ đây, lúc sẽ là Geralt, lúc là Vladimir. Thực ra thì việc này cũng khá là thuận tiện. Nếu như còn nhớ thì nhiệm vụ lần đó chính là khiến cho Vladimir tận hưởng một cuộc ăn chơi như hồi còn sống. Vậy thì giờ đây đã quá dễ rồi, Sunny quyết định rằng cả ba sẽ cùng đi ăn cưới với nhau. Cô sẽ cho Geralt và Vladimir thấy được rằng lễ cưới truyền thống của người dân thường nơi đây sẽ ra làm sao. Nói đoạn, cô đưa điểm hẹn và hẹn cả hai người tại đó. Vậy là từ giờ đến nửa đêm, Geralt và Vladimir sẽ có cả một ngày dài đây. Đám cưới tại phương Bắc có vẻ là một điều xa xỉ trong thời chiến. Tuy vậy thì nó không thể là một phần tách rời trong văn hóa của người dân tại nơi đây. Tại đám cưới, không chỉ là ngày vui của cô dâu chú rể, mà nó còn là một sự kiện gắn kết của người dân nơi đây, chủ yếu là những cặp vợ chồng trẻ hay là những đôi tình nhân. Đối với Geralt, những sự kiện như vậy thì anh chưa tham gia bao giờ. Tất nhiên, Vladimir cũng như vậy. Hai người, một dị nhân, một hồn ma trông như vậy, nhưng họ chỉ toàn dự những bữa tiệc xa hoa tráng lệ. Chứ đối với đám cưới bình dân thì có vẻ như đây sẽ là lần đầu cả hai cùng đến dự. Mặt trời sắp lên đỉnh đầu cũng là lúc Vladimir trong thân xác của Geralt đến nơi kịp. Cùng với Sunny, giờ đây khoác trên mình bộ lễ phục cùng chiếc vòng hoa mà cô làm buổi sớm. Cả ba cùng nhau bước tới tiệc cưới của bạn cô nàng. Nhìn sơ qua thì bữa tiệc này cũng có vẻ đông khách. Tuy nhiên, điều đặc biệt trong đây thì có lẽ một nhà lữ hành tới từ phương Đông như chúng ta sẽ thấy được nhiều sự khác biệt hơn. Đầu tiên phải kể đến đó chính là những ai vừa bước chân vào cửa đám cưới sẽ đi đến bên cô dâu chú rể đem lời chúc phúc của mình cho cặp đôi trẻ kia. Trường hợp này thì là Adonna và Jonas. Khi lời chúc phúc tới cặp đôi trẻ được hoàn thành, những vị khách sẽ được tự do tham dự bữa tiệc nhộn nhịp này. Cơ mà nói thì bữa tiệc cũng chưa hẳn là đúng, bởi vì trong lễ cưới này, các khách mời của chúng ta không chỉ tham gia ăn, uống, mà họ còn có thể tham gia giao lưu những trò chơi độc lạ khác nhau. Ví dụ như trò đưa lợn vào chuồng. Đây là một trò chơi dựa trên lối sống canh nông của những người nông dân miền Bắc, khi mà lợn chính là một thực phẩm, vật nuôi thiết yếu dành cho họ. Tiếp đến là trò chơi tìm giày. Một trò chơi dành cho những cô nàng khi thử thách bạn tình của mình trong việc lặn xuống cái hồ, vớt lên những cái giày mà những cô nàng này ném xuống. Một trò chơi khá thú vị. Tuy nhiên, nếu không vớt được giày thì có lẽ tình cảm của những người này sẽ bị dạn nứt mất. Và cuối cùng là một trò chơi có lẽ không một ai ở đại lục này không biết. Trò chơi mà từ thường dân cho đến những quý tộc xa hoa bậc nhất cũng không khỏi dán mắt vào nó cũng được bày ra tại đây. Phải, đó chính là bài Gwent, thứ bài ma quỷ đã làm bao người nhà tan cửa nát, mà Geralt, phải nói là Vladimir đã vô tình xa lưới vào, khiến cho bản thân Geralt mất một món tiền lớn, cộng với đó là phải đeo chiếc tai lừa xấu hổ lên đầu. Tuy vậy thì Vladimir cũng chả làm sao lắm, vì hắn biết rằng hắn không ngại, Geralt mới ngại. Nhưng mà Sunny lại thấy Geralt đeo tai lừa cực kỳ dễ thương. Các trò chơi có vẻ rất cuốn hút, cả ba cứ chơi như vậy đến đêm lúc nào không biết. Tuy nhiên, nửa đêm đã đến nhưng bữa tiệc thì đâu có tàn. Vladimir còn muốn chơi nữa. Tuy nhiên, hẹn ước là hẹn ước. Gotter Odin bất ngờ xuất hiện, trục xuất Vladimir trả lại cơ thể cho Geralt. Vladimir đi rồi, không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Công nhận là Vladimir rất biết hưởng thụ cuộc sống. Hắn đi rồi, cả hai người bỗng thấy buồn biết bao. Thực ra, người cảm thấy buồn đây lại chính là Sunny. Còn Geralt, đơn giản anh chỉ cảm thấy trống trải mà thôi. Quay lại phía Sunny, cô đang buồn điều gì? Bạn biết không? Bạn biết, tôi biết không? Tôi cũng biết, nhưng Geralt thì lại không hề biết. Một Witcher nghe nói là đã bị tước đi cảm xúc. Tuy nhiên thì anh vẫn còn cảm xúc, nhưng độ hiểu phụ nữ của anh thì còn không bằng Dandelion. Mang tiếng là phịch thủ, nhưng cảm giác của Sunny lúc này thì Geralt lại phải để cho Odin gợi ý cho. Trở về quá khứ một chút, kể từ cái ngày mà Geralt nhầm lẫn Sunny với Triss và lên giường với cô, quả thật cô đã yêu anh mất rồi. Một hành trình dài sau đó của cô với anh trên đất Temeria thì làm sao có thể khiến trái tim của một thiếu nữ không động lòng được cơ chứ. Sau lần đó, cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng cô đã nhầm, mấy hôm gần đây cô đã gặp lại anh, một Geralt vẫn như ngày nào. Cô quả thực rất vui, thậm chí là hạnh phúc. Cùng anh đi đến đám cưới, quả thực chỉ là một cái cớ để cô có thể ở gần bên anh. Nhưng rồi cô lại nhận ra mình sắp phải xa Geralt một lần nữa. Điều này đã làm cho tâm trí cô nàng càng rối bời hơn. Những năm qua, cô có gì? Lao đầu vào học, lao đầu vào nghiên cứu, mở phòng khám, cứu chữa người bệnh. Nhưng rồi sao? Cô vẫn độc thân, vẫn ở một mình. Bạn bè cô thì lần lượt đều có gia thất. Cô từng mơ tưởng về một căn nhà nhỏ cùng túp lều tranh.
đám cưới này thì lại làm cái mong muốn đó của cô càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Tuy vậy, làm gì có ai cho cô nữa đây? Thực ra thì Geralt cũng khá là ổn đấy, nhưng mà với một người sống trên đường, phiêu bạt khắp nơi thì Geralt không phải là một sự lựa chọn thích hợp. Tuy vậy, khi nói chuyện với anh, cô vẫn thấy được rằng cuộc đời vẫn đẹp biết bao. Và rồi, để dứt bỏ mối nghiệt duyên này, cô cùng Geralt đã ngủ với nhau một đêm cuối. Dù không thể kết thành đôi, nhưng làm bạn thì vẫn được mà đúng không? Sau một đêm hoan lạc với Sunny thì một nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Vậy là Geralt đã hoàn thành xong một ước nguyện đầu tiên. Cậu em quý tử của lão đã có một đêm ăn chơi đúng nghĩa và Geralt cũng đã hưởng nốt phần còn lại của cậu ta. Vậy là giờ là lúc anh sẽ phải tìm cách lấy khế ước của nhà đất Maximilian Borsodi để mang về cho hắn ta. Nhưng mà bằng cách nào thật là một vấn đề nan giải. Cơ mà nan giải mấy thì cũng phải làm mà thôi. Sau một vài biện pháp nghiệp vụ, Geralt đã biết được rằng chủ của căn Maximilian có tên gọi là Horst Borsodi. Và tên này thì hiện tại đang mầm cuộc đấu giá ở gần đây. Nếu như anh đến đó, gặp hắn và hỏi về căn nhà thì sao nhỉ? Nghĩ đoạn, Geralt liền tiến thẳng đến căn nhà đấu giá. Đến nơi, chưa kịp đi vào thì anh đã bị hai tên lính chặn lại, như một mên trong những bộ truyện tu tiên. Geralt liền bị coi là một thường dân, kẻ không có tiền, không có giấy mời cũng bị đòi vào và bị xua đuổi khỏi chỗ này. Tuy vậy, bất ngờ thay, ông bạn người lùn chủ ngân hàng nơi Geralt hay đổi tiền, Vime Vivadi đã xuất hiện và nhận ra anh. Lão liền quở trách hai tên thị vệ cũng như dắt Geralt vào trong. Và ở bên trong nhà đấu giá, đúng như Geralt nghĩ, trong sàn đấu giá này, người xuất hiện toàn là những quý tộc bề thế hoặc là người có tiền mà thôi. Mà những kẻ này thì hầu hết toàn nhìn đời bằng nửa con mắt. Tuy vậy thì cũng có một ngoại lệ, mà tiêu biểu là một quý bà già nua. Bà ta sau khi nhận ra anh là một Witcher trường sói đã dựng chuyện, gặp gỡ anh ở một nơi kín đáo. Bà này có danh xưng là nữ bá tước Mignow. Sau cuộc gặp gỡ với Geralt, anh mới biết được rằng, hóa ra bà ta là hồng nhan mà thầy Vesemir để lại trần thế. Và bà này sau nghe lời Geralt nói rằng bác Vesemir đã ra đi, có vẻ như một nỗi buồn u ám được lan tỏa khắp khuôn mặt của bà. Điều này đã vô tình kéo không khí xuống, cũng như làm Geralt trở nên buồn hơn. Lại nói về những tên quý tộc khác, những kẻ mà chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt thì Horst Borsodi lại càng khó nhằn hơn. Hắn là một kẻ bí ẩn, hành sự cẩn thận và có nguyên tắc. Không dễ gì mà gặp được hắn cả, ngay cả Vime Vivadi cũng không phải là cái đinh gì trong mắt hắn. Khi vừa gặp hắn, vẻ mặt khinh khỉnh cùng bộ dạng béo tốt đã nói lên tất cả. Hắn không thèm để Geralt vào mắt, cho dù anh đã đấu giá khá nhiều bảo vật. Đối với hắn, cái sàn đấu giá này mở ra để là nơi giao lưu giữa giới thượng lưu với nhau, chứ không phải nơi dành cho một kẻ như Geralt. Tuy nhiên, thái độ của hắn dành cho anh đã thay đổi 180 độ khi Geralt nhắc đến căn nhà Maximilian. Thay vì cái vẻ khinh khỉnh của hắn dành cho anh, giờ đây nhằm vào Geralt lại là một sự sợ hãi. Hắn liền gọi lính gác trục xuất anh khỏi nơi này, đồng thời cấm cửa anh bén mảng đến bất kỳ nơi nào thuộc sở hữu của hắn ta. Có vẻ như việc mua lại căn nhà Maximilian đã đi vào bế tắc, tên đó thật sự không hề coi Geralt ra gì cả. Vậy nên giờ đây anh đành phải thử cách khác. Nhưng mà cách nào bây giờ? Đang trong cơn suy nghĩ điên cuồng thì hai tên lính gác lại không biết điều, ra mặt sinh sự với anh. Sẵn tiện đáng tức, lại có hai bao cát tìm đến. Không do dự, Geralt tiến đến đấm chết hai thằng lính luôn. Xong xuôi một trận thì lại có gã đứng chờ anh từ nãy đến giờ. Anh còn chưa biết hắn là ai thì tên này đã ngỏ lời hợp tác với anh. Quả là một cơ hội tốt, gã này hợp tác bởi vì hắn cũng có mục đích cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu hợp tác với hắn thì thứ anh nhận được sẽ là căn nhà Maximilian. Ngắm nghía một hồi thì Geralt nhìn mặt gã này cũng có vẻ uy tín, thế nên anh chấp nhận theo kế hoạch của hắn ta. Nhưng trước tiên, anh phải tập hợp được Suicide Squad thì mới có thể bắt đầu được cuộc chơi. Và rồi, khi biệt đội được tập hợp thì cũng là lúc vụ trộm được tiến hành. Đầu tiên, Geralt phụ trách nhiệm vụ mua chuộc gã đầu bếp của đám lính canh, bỏ thuốc làm tê liệt một nửa số quân lính gác. Tiếp đến, khi màn đêm buông xuống, biệt đội tự sát đã bắt đầu hành động. Đêm ngày hôm đó là một đêm trăng cực sáng, có thể nói là trăng tròn ngày rằm. Ánh trăng rọi xuống muôn nơi. Tuy vậy thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, nên kể cả Geralt cũng đều mặc trên mình một bộ đồ đen thui. Rất nhanh chóng cả đám đã đột nhập được vào trong sàn đấu giá. Tuy nhiên bất ngờ thay, ngược lại với tình báo, chẳng hiểu sao hôm nay trong sàn đấu lại có người. Ai lại nửa đêm hôm ở đây cơ chứ? Hóa ra Horst đã tổ chức một buổi đấu giá buổi đêm dành cho những gã thượng lưu rảnh rỗi. Thế là từ một vụ trộm trở thành một vụ hỗn chiến. Rất nhanh chóng, báo động được rung lên và quân lính ập đến bao vây cả sàn đấu giá. Rất may là dù quân lính có bao vây, nhưng phía Geralt lại đang nắm giữ con tin. Thế là một pha đàm phán đã được bắt đầu chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Ban đầu, phía lính gác có vẻ khá là nhân nhượng. Tuy nhiên, trong lúc sau, tên chỉ huy đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc kệ con tin mà nã thẳng pháo vào bên trong. Cơ mà mọi thứ đã được tính toán trước, việc đàm phán chỉ là mồi nhử cho việc câu giờ mở khóa căn hầm nơi Horst đang ở trong mà thôi. Và khi đám lính xông vào thì cả đám Geralt cũng đã vọt lại hết trong căn hầm. Khi cả đám vào bên trong thì vở kịch cũng đã lúc hạ màn. Hóa ra tên mà anh thuê chính là Edward Borsodi, em trai của Horst. Mọi việc này chỉ xoay quanh việc tranh chấp tài sản thừa kế giữa hai người.
Dĩ nhiên thì cả hai tên này đối với Geralt mà nói thì đều rác như nhau. Sau khi Geralt giúp tên em chiến thắng lấy được tài sản và thừa kế thì hắn lại lật lọng, từ chối đưa căn nhà Maximilian cho anh. Thấy việc này chẳng đi đến đâu cả, Geralt liền xiên nốt tình còn lại, lấy đống sổ đỏ rồi vọt lẹ qua đường hầm bí mật mà Maximilian đã xây ngày xưa. Vậy là nhờ vào tài năng cực khổ của mình, 2/3 việc đã hoàn thành, chỉ còn việc cuối cùng mà thôi. Sau khi lấy được cái hộp, Geralt không ngại xa xôi, chạy thẳng đến điểm hẹn mà anh và Everett đã gặp trước. Thực ra thì điểm hẹn nó nằm ở đâu đó gần đấy thôi. Ngay trong cái Oxenfurt này, một quán rượu tồi tàn dành cho các thực khách vãn lai. Và khi Geralt đến thì Everett ở sẵn bên trong. Bàn giao cho xong hai nguyện vọng thì cũng chính là lúc Everett nói lên nguyện vọng thứ ba của mình cho Geralt. Nguyện vọng lần này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, đó chính là hắn ta đã từng có một người vợ. Ngày xưa đã từng tặng cho cô nàng một bông hoa màu tím, giờ thì gã muốn lấy lại nó. Nghe qua thì nó giống giống với việc chia tay xong đòi quà vậy. Cơ mà quan tâm làm gì cơ chứ, đây đâu phải việc của anh, đi lấy lại bông hoa là được rồi. Theo lời của hắn thì vợ hắn hiện tại đang ở khu dinh thự cũ của gã. Nó tọa lạc ở phía đông của trang trại Martin Fury. Biết được những thông tin đó, Geralt liền lên đường tới nơi đó luôn. Còn một nguyện vọng nữa thôi, làm nhanh cho xong nào. Nó là cố làm xong cho nhanh, nhưng khi anh đến dần dinh thự thì những gì anh lo lắng là đúng. Có vẻ việc này sẽ chẳng có gì là dễ dàng nữa đây. Chưa nói đến việc chả biết cái bông hoa đó còn tồn tại không, chứ giờ đây khắp một vùng quanh dinh thự, cỏ cây thì khô héo cả, sương mù dày đặc, loang thoáng chỉ có vài tia sáng là có thể lọt qua được vào nơi đây. Tiến vào trong nhà thì còn khủng khiếp hơn nữa, chỗ này là chỗ cho con người ở hay sao? Nó phải bị bỏ hoang lâu lắm rồi chứ. Đó chưa phải là điều quái dị duy nhất. Vừa đến nơi thì thứ đầu tiên anh bắt gặp đó chính là một tên trộm đã bị chết. Thì có rất nhiều kẻ khác cũng đã bị giết cũng như chôn tại sân vườn phía sau của dinh thự bởi một kẻ cao đến gần 3 mét. Một sinh vật mà ngay cả Geralt cũng không thể nào biết tới được. Chỉ có thể biết được rằng sinh vật này chắc chắn là một kết hợp của khoa học cấm và các loại ma thuật đen mà thành. Và tất nhiên thì loài vật này không hề có trí khôn hay ý thức, nó tồn tại như là được lập trình để bảo vệ căn nhà vậy. Khi Geralt tiến tới, thứ duy nhất mà nó làm đó chính là đến tiêu diệt anh. Tất nhiên thì đánh một sinh vật vô thức còn dễ hơn là đánh vũ lũ quái vật có trí thông minh. Chỉ trong vài chiêu, Geralt dễ dàng đánh bại con quái vật này. Đánh bại xong con quái vật thì bỗng nhiên một điều kỳ lạ hơn còn xảy đến với anh. Một con mèo và một con chó xuất hiện nói tiếng người. Nói là một con mèo và chó, chứ thực ra bọn này là sinh vật gì thì không ai biết cả. Tuy nhiên, theo lời của bọn chúng thì đây là hình dạng thiết thực nhất mà chúng hiện hữu cho anh xem. Geralt liền bước vào trong căn nhà để xem xét. Nhưng mà bất ngờ chưa, căn nhà chẳng khác nào một biệt thự ma cả. Thực ra thì chính xác nó là một căn biệt thự chuẩn ma ám. Sàn nhà, cầu thang, mọi thứ đổ nát, mạng nhện thì bám bụi, bức tranh thì thi thoảng lại ngoái đầu vào nhìn Geralt. Những tiếng cót két, những âm thanh ghê rợn thì liên tục được phát ra. Nếu như không phải Geralt là một Witcher thì có lẽ anh đã bị dọa cho chết khiếp rồi, chứ chẳng cần đến con quái vật ngoài sân giết nữa. Lần mò một lúc thì anh bị rơi vào một huyễn cảnh của một con ma nữ. Nó tấn công anh rồi nhảy từ bức tranh này sang bức tranh khác, hành lang trong huyễn cảnh thì cứ dài bất tận vậy. Phải vất vả lắm anh mới có thể tiêu diệt được nó, thoát khỏi cái huyễn cảnh ấy. Sau khi huyễn cảnh bị phá, Geralt đã đến được căn phòng của Iris. Hóa ra đúng những gì anh ta đã nghĩ, Iris đã chết từ lâu rồi. Theo lời của chó và mèo, Iris đã chết từ rất lâu, cô ấy chết bởi vì đau khổ vì tình. Cũng theo lời của chó và mèo, bọn chúng được triệu hồi bởi Everett. Cho dù Iris chết thì chúng không được giải thoát mà Geralt phải giải phóng linh hồn của cô. Đây cũng có lẽ là cách hay để Geralt có thể tìm được bông hoa màu tím. Nhưng mà giải thoát cho cô bằng cách nào, oán niệm của Iris ở lại trần thế là quá lớn. Geralt đánh liều một phen, dùng phương pháp gọi hồn để có thể đánh thức bản thể linh hồn của cô, nhằm giải thoát cô khỏi xiềng xích của sự hắc hóa. Tuy vậy thì đang gọi hồn một điều kỳ lạ đã xảy ra, Geralt bị hút vào trong thế giới trong tranh nơi mà Iris đã vẽ nó. Có vẻ như oán khí của cô đã quá lớn, điều đó vô tình làm cho bức tranh của cô có một năng lượng huyễn hóa, tạo nên một tiểu thế giới trong tranh. Và Geralt đã lạc vào bí cảnh này. Giải mã hết được nó, anh sẽ được ra ngoài và Iris cũng coi như là sẽ được thành thơi. Vậy thì trong bí cảnh đó có cái gì? Nếu bạn không đi vào thì sẽ không bao giờ biết. Còn nếu bạn đã đi vào thì bạn sẽ biết rõ rằng nơi đây không như vẻ bề ngoài của nó. Bề ngoài bức tranh chỉ là bức vẽ phong cảnh chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, khi vào đến thế giới này, mọi việc mới dần được sáng tỏ. Từng bước trong thế giới này đã thể hiện lại quá khứ của Iris và Everett. Từ lúc tình yêu còn chớm nở cho đến lúc hắn ta trở thành phế vật bị từ hôn, rồi hành trình đến với nhau sau đó của hai người khi Everett lỡ tay đổ sát bố vợ. Cho đến cuối cùng, hắn ta vì mặc cảm bản thân, gia tộc đã xa vào con đường tà đạo, triệu hồi một con quỷ mà đáng lẽ đã biến mất khỏi thế giới từ rất lâu về trước, trở thành người bất tử nhưng trái tim lúc này đã hóa đá và rời xa Iris. Tuy nhiên, nhờ với Geralt, anh đã giúp cô vượt qua tất cả, lấy lại bông hồng rồi giải thoát cho cô khỏi sự trống rỗng vô tận, đồng thời cũng là sự giải thoát cho hai con chó và mèo kia.
và khi Geralt cầm bông hồng tím trên tay, cũng là lúc thế giới trong tranh của Iris đến hồi kết. Nó đẩy Geralt ra bên ngoài và tiêu tan vào trong hư không. Có được bông hoa hồng màu tím, Geralt tức tốc chạy về quán rượu để gặp lại Everett. Vậy là đối với anh, ba nhiệm vụ đã hoàn tất. Tuy vậy, khi đến nơi, người anh gặp là Gaunter Odin, mà khi này không ngần ngại thể hiện ra trước mặt anh sức mạnh của gã. Mà cụ thể, đó chính là đông cứng thời gian, một loại sức mạnh vượt trội so với bất kỳ phù thủy nào mà Geralt từng đối đầu. Kể cả Jennifer, dân chơi cấm thuật, cũng chưa bao giờ sở hữu một lực lượng mạnh mẽ như vậy cả. Có lẽ lần duy nhất mà anh ở trên đỉnh tháp hồi series giải cứu thế giới là anh đã được chứng kiến thời gian chậm lại trong một khoảng khắc, chứ còn ngưng động thời gian á, chắc chắn là chưa bao giờ rồi. Từ đầu khi làm cái nhiệm vụ này, Geralt đã nghi từ rất lâu rồi, và giờ được chứng kiến khi vụ việc này, anh mới bắt đầu có thêm nhiều nghi vấn về sự tồn tại của Odin. Hắn ta là ai? Master Mirror. Còn lâu ấy, chẳng ai tin vào một điều chả tồn tại như vậy cả. Vậy thì cuối cùng hắn là ai? Dĩ nhiên, Geralt càng dò hỏi sâu thì gã càng thoái thác. Tuy vậy, gã cũng để lại cho Geralt một manh mối rằng hắn sẽ là kẻ ban điều ước cho tất cả mọi người. Và tất nhiên, tất cả sẽ phải trả một cái giá. Tùy từng tâm trạng, khi cái giá phải trả là rất khác nhau. Có vẻ như đại loại Odin là một dạng thần nào đó. Geralt ngày càng mất niềm tin vào hắn hơn. Tuy vậy, tên này có lẽ cũng chẳng phải có toàn năng gì. Geralt nghĩ trong đầu, hắn ta cũng không hề biết. Giờ đây thì hắn chỉ có mục đích duy nhất, đó chính là tính sổ món nợ với Everett. Và vì như vậy, gã giao cho Geralt một nhiệm vụ cuối cùng. Nhắn tin với Everett, hẹn gặp hắn tại ngôi đền Livan đêm nay để bàn giao bông hoa hồng tím. Dù gì thì sau hai việc đầu tiên, tên này đã có niềm tin rất mãnh liệt đối với Geralt. Tuy vậy thì Geralt lại quá bất bình trước Odin. Rõ ràng theo hợp đồng thì anh chỉ phải làm 3 việc, tự nhiên lòi đâu ra nhiệm vụ thứ tư này. Đó lại là một kẽ hở của hợp đồng mà Odin đã tính toán từ trước. Hắn từng nói rằng, và đến lúc cả ba chúng ta sẽ ngồi lại cùng nhau. Cảm ơn, chia sẻ về những hành trình mà mình đã từng trải qua. Bậc thầy gương ư, tên này là bậc thầy lừa lọc thì có. Nhận thấy mình đã bị lừa, không có cách nào khác, Geralt liền đồng ý với hắn ta. Từ giờ tới nửa đêm, thời gian còn khá dài, nhưng mà nghi vấn của anh về Odin thì vẫn chưa hết. Thắc mắc về hắn là ai? Nhân của lá thư Sunny mới gửi anh đành tìm đến Sunny để tạm biệt cô, cũng như nhờ cô tìm hiểu Odin là ai. Khi vừa tới nơi, anh nhận tin được rằng Sunny đã và đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra tiền tuyến mặt trận phía đông Kaelwyn. Geralt liền thắc mắc tại sao cô phải đến những nơi như vậy. Từ khi Radovid chết, quân Redanian rơi vào thế gián mắt đầu, giờ đây trong tình thế đánh chờ thua mà thôi. Ra tiền tuyến, chưa chắc cô đã có thể sống được. Tuy nhiên, đây là ý niệm của Sunny. Cô là một thầy thuốc và không ai có thể cản lại mong muốn lúc này của cô. Đó là lựa chọn của cô, Geralt hiểu điều đó. Cơ mà trước khi dọn đồ đi tiếp thì Sunny đã nán lại, giúp Geralt tìm hiểu về manh mối của Odin. Và sau tất cả, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Gã chính là hiện thân của quỷ dữ, loại mà đến từ địa ngục, ký khế ước với loài người và đem linh hồn về như một khoản thu thập. Ác quỷ này thì không thể bị giết, hắn chỉ có thể bị trục xuất khỏi thế giới này một khoảng thời gian dài bằng cách chiến thắng trò chơi của hắn. Vậy là sau khi biết được tường tận mọi thứ, Geralt tạm biệt Sunny để lên đường tới điểm hẹn đêm nay. Mà đêm buông xuống, mặt trăng lên cao cũng chính là lúc Everett đến nơi. Geralt liền đưa ra bông hoa màu tím cho hắn, tường thuật lại câu chuyện về Iris. Điều này đã làm cho trái tim hắn đập lại một lần nữa. Trái tim hóa đá ư, giờ đây không còn nữa. Đây có lẽ sẽ là một khoảnh khắc rất cảm động, tuy nhiên nó lại bị phá ngang bởi Odin. Hắn đã ở đây để đòi nợ, vẫn cái kiểu cách đó, vẫn cái dáng thể hiện đó, hắn ta tới để đòi nợ Everett. Tất nhiên, với lúc mới bắt đầu, Everett không hề lo sợ. Hắn nghĩ rằng hợp đồng vẫn chưa hoàn thành, bởi vì trong đó có một điều khoản rằng nếu hắn và Odin cùng đứng trên mặt trăng thì hợp đồng mới kết thúc. Không may là Everett có thể xào trá, nhưng làm sao có thể qua mặt được Odin? Tại vì ngay lúc này, cả ba người đang đứng trên ngôi điện Levan và nói một kiến trúc mặt trăng được chạm khắc lên nền nhà. Vậy là hợp đồng đã hoàn thành đầy đủ và hắn sẽ phải trả giá. Tất nhiên, sau những chuyện vừa rồi, Geralt cũng đã biết sự nguy hiểm của gã. Vậy nên, anh đứng ra cứu Everett, mà cụ thể là anh sẽ chơi một trò chơi với Odin. Nếu thắng được Odin thì phải tha cho cả hai, còn nếu thua thì cả Geralt và Everett sẽ mất đi linh hồn. Dĩ nhiên, điều khoản này khá thú vị nên Odin chấp nhận nó. Nhưng mà hắn đâu biết rằng Geralt đã sớm có sự chuẩn bị. Mèo và chó trước khi biến mất đã để lại cho Geralt một gợi ý nhỏ về việc đánh bại Odin. Trong trò chơi, anh đã sử dụng nó một cách triệt để, làm theo lời của chó và mèo, cũng như vị giáo sư mà anh đã gặp đã trục xuất Odin về địa ngục của hắn. Trước khi đi, hắn ta không quên tán thưởng anh một cách nhiệt liệt. Vậy là mọi chuyện cũng đã đến hồi kết. Bình minh lên chiếu rọi khắp muôn nơi, Everett và Odin ngồi với nhau một lúc ngắm mặt trời, nghĩ lại những điều vừa qua. Và rồi, Everett lấy thanh kiếm gia truyền của mình tặng lại cho Geralt, vì nhờ có nó mà hắn được trở lại làm người một lần nữa. Tặng xong, Everett và Geralt ngồi lại với nhau một lúc ngắm mặt trời. Đó là một ngày đẹp trời vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14, trên những con đường đất băng qua các làng quê phía Bắc,
ngài Ravix hay tên của ngài khi đó là Geralt of Rivia, cưỡi trên lưng con chiến mã Roach yêu quý của mình đi khắp các làng quê để tìm thông báo săn quái vật. Tuy nhiên thì có vẻ hôm đấy không phải là một ngày may mắn cho lắm khi chẳng có gì cả, đống thông báo trên bảng thì toàn tin vặt mà thôi. Tuy vậy, khi vừa bước đến một ngôi làng nọ, có một hợp đồng đã gây đến sự chú ý của Geralt. Khác với các bản hợp đồng nhàu nát, cũ rích đã được đăng lên biển báo thông thường, thì cái hợp đồng này lại có hoa văn kỳ lạ, lối hành văn mang đậm phong cách quý tộc, thậm chí bên trên nó còn vất vưởng mùi rượu nho cao cấp, khác hẳn với thứ mà Geralt uống hàng ngày trong quán rượu. Và bất ngờ hơn, khi đọc đến hợp đồng này, nó chỉ đích danh tên anh, cũng như được ban xuống bởi người quen cũ của anh, công nương xứ Tursaint. Và thế là Geralt liền vui vẻ giật xuống cái hợp đồng này. Dù gì, cũng đã lâu anh chẳng có việc gì làm rồi. Còn chưa kể cái thời tiết miền Bắc này đã làm anh chán ngấy từ bao giờ. Vậy nên, giờ là một cơ hội tốt để về lại phương Nam, hưởng thụ tí mặt trời của vùng nhiệt đới. Hộ tống anh lần này không phải ai khác, chính là người quen của anh, hiệp sĩ Milton de Peyrac, Peyran cùng Pamarine de Lafaux. Lần này, hai người có nhiệm vụ mang đến chiếu chỉ của công nương xứ Tursaint, Anna Henrietta. Tursaint đang bị đe dọa bởi một con quái vật bí ẩn. Con quái vật này đang hoành hành khắp nơi trong công cuộc gây nên sự khiếp sợ đối với những người dân cũng như quý tộc mà không ai tại nơi đây có thể nhận diệt được loại quái vật này. Con quái vật này, ngoài việc để lại nỗi khiếp sợ cho toàn dân, thì nó còn là vấn đề gây ảnh hưởng về kinh tế, ngoại giao của công quốc. Bởi vì giải đấu hiệp sĩ đã sắp tới gần, vậy nên công nương Anna đã ra chiếu chỉ mời bằng được Geralt về đây. Bởi vì anh là người quen cũng như nổi tiếng nhất trong các thợ săn quái vật. Cảm thấy việc này khá thú vị cũng như đã lâu không có việc gì làm, Geralt vui vẻ chấp nhận nó. Vậy là cả ba người bọn họ cùng nhau hướng về Tursaint. Tursaint, vùng đất cổ tích, vùng đất của rượu và nho, vùng đất của phép màu, bạn gọi thế nào cũng được, bởi vì nơi đây đúng như cái tên của nó là một nơi nhiệm màu. Nơi đây có những lâu đài, cung điện tuyệt đẹp xây bên cạnh hồ nước xanh ngắt, phóng tầm mắt ra, ta có thể thấy được những cánh đồng ruộng nho trải dài bao la. Sắc trời nơi đây, dù là ngày nào trong năm thì bạn cũng cảm nhận được ánh vàng nhẹ nhẹ, hơi ấm lăn trên từng đoạn cơ thể của chúng ta. Sở dĩ cảnh vật đã đẹp nhưng điều khiến nơi đây yên bình như vậy, đó là vì công quốc này đã được bao bọc bởi một dãy núi lớn hình lòng chảo. Vậy nên có chiến tranh thì cũng không thể lan ra được đến đây. Tuy vậy thì điều này vô tình làm cho việc đi đến vùng đất này có đôi chút khó khăn. Cũng vì lý do đó, Geralt dù mời được Milton và Pamarine hộ tống thì cả ba người bọn họ cũng mất gần một tuần mới tới được nơi. Cơ mà vừa tới nơi thì thứ đầu tiên chào đón anh không phải những người dân dễ thương nơi đây. Thứ mà chào đón anh là một gã khổng lồ đang chiến đấu chống lại một chàng hiệp sĩ. Cũng phải thôi, vì đây là vùng đất cổ tích nên không thể tránh được thực tại rằng nơi đây vẫn nằm trên lục địa nên việc có một con quái vật nào đó thì không thể nào tránh khỏi. Lại nói thêm, vì là một vùng đất bình yên nên nó không hề có quân đội chính quy gì cả. Thay vào đó, có một hệ thống hiệp sĩ giang hồ, những người vì lý tưởng của mình hành hiệp trượng nghĩa, diệt cướp, săn quái vật. Milton, Pamarine và Guillaume, chàng hiệp sĩ với mái tóc vàng óng ả, người vừa chiến đấu với tên khổng lồ vừa nãy cũng đều nằm trong hệ thống này cả. Điều này thì trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của lục địa khi mà giá trị cổ xưa cốt lõi của cái gọi là tinh thần hiệp sĩ đã không còn nữa. Tất nhiên, cũng vì lẽ vậy, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy được cái giá trị này tại nơi đây. Trở lại hiện tại, gã khổng lồ sau khi bị bốn người đánh bại, Gulami sau khi nhận ra được thân phận của Geralt, anh đã cho ba người họ biết một việc rằng con quái thú đã hành động một lần nữa. Và lần này, xác chết bị thả trôi sông tại khúc Cúc Chay và quân lính thì đang phong tỏa chỗ đó. Nhận thấy manh mối này có khả năng sẽ bị xáo trộn bởi đám người không có chuyên môn, Geralt cùng Milton nhanh chóng lên ngựa phóng ra hiện trường. Trong khi đó, Pamarine thì lên ngựa về cung điện nhằm báo tin cho công nương về vụ việc cũng như Geralt đã đến nơi. Bàn giao xong công việc, ba người nhanh chóng chia nhau ra làm việc của mình. Đến bên bờ sông, trước mặt Geralt là một đống hổ đốn, dấu chân người, dấu chân súc vật lộn xộn, chồng đè lên nhau, cái xác thì có vẻ vừa được đưa đi khỏi nơi này rồi. Hiện trường giờ đây chỉ còn lại lũ ăn xác thối và vài manh mối mà Geralt phải lặn xuống cực sâu để có thể mò nó lên. Mà manh mối thì cũng chẳng có gì nhiều, thứ rõ ràng nhất mà Geralt có thể thấy được là một chiếc khăn lụa thêu chữ DLC. Rõ ràng đây là một đồ dùng của một quý tộc nào đó. Qua một Milton thì rất có thể nạn nhân là Delacroix, một hiệp sĩ đã từng một thời sát cánh cùng Milton. Như vậy, đúng dự đoán, nạn nhân thứ ba tiếp tục là một quý tộc nữa. Tuy nhiên, những manh mối đó thì chẳng có thể nói lên điều gì cả. Cái xác đã được binh lính chất lên thuyền và mang đi chỗ khác. Điều cần làm bây giờ là Geralt phải nhanh chóng kiếm được cái xác trước khi nó bị phân hủy thì mới có thể xác định được rốt cuộc người là do loại quái vật nào sát hại. May mắn thay, ngay gần đó có một quán rượu. Một vụ việc ồn ào như này hẳn sẽ không qua được mắt của đám người bên kia. Vào trong quán rượu, quả đúng như lời Milton nói, đám người đó biết được xác chết được chuyển đi đâu. Ngoài ra, ngay bên trong đó có cả nhân chứng của vụ việc. Gã này là một ngư phu tại nơi đây. Sáng sớm tinh mơ, gã ngủ dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được bầu trời đỏ như máu.
Tất nhiên, Geralt cũng chỉ cần nghe tới đây thôi, bởi vì sau đó là một tràng những lời bốc phét được nói ra từ mồm gã này. Tất nhiên, thì trừ việc đấy ra, những thông tin còn lại của gã nói cũng khá là chính xác. Cụ thể là cái xác được đám lính đưa đến căn hầm tại khu Corvo Bianco. Khi gã ngư phu nói đến đây, bỗng nhiên Geralt cảm thấy một ánh mắt kỳ quái đang dò xét mình. Quay đầu lại, anh thấy một cô gái lướt qua. Điều kỳ lạ là Geralt là một Witcher, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cô ta đến lúc nào cũng như rời đi lúc nào. Nhận thấy có mùi không ổn, anh liền tức tốc cưỡi ngựa phi một mạch đến Corvo. Quả đúng những gì linh tính của anh mách bảo, đã có chuyện chẳng lành xảy ra tại nơi đây. Lính canh thì nằm la liệt, kẻ thì chết, kẻ thì hấp hối. Vậy là tình cảnh có vẻ chẳng khả quan cho lắm. Chẳng nhẽ có quái vật đã đến đây rồi sao? Tuy vậy, thủ đoạn lần này của nó có vẻ khác lại với các báo cáo lần trước. Tại sao nó lại nhắm vào một cái xác chết cũng như giết rất nhiều người như vậy? Sau một vòng khám xét bên ngoài, Geralt đã nhận định rằng vụ thảm sát tại Corvo là do một con Macaron gây ra. Cụ thể là loài Macaron cao cấp Bruxer. Ngoài ra, bên ngoài sân còn vứt một chiếc áo trùng của một người phụ nữ vừa nãy. Vậy là 100% đang có một con Macaron bên dưới hầm của Corvo. Không do dự nữa, Geralt chậm rãi bước vào trong. Lúc đó, con Bruxer trong thân hình một phụ nữ trẻ đẹp đang loay hoay chặt xác của xác chết để cho vào túi nó. Nó làm vậy để làm gì nhỉ? Geralt không hề biết. Tuy nhiên, vì Bruxer là một Macaron cấp cao, cộng với việc sau khi nhìn thấy thân hình khỏa thân trần trụi của ả, Geralt đã miễn cưỡng đề xuất giải pháp nói chuyện với nhau để tìm hiểu tình hình. Tuy vậy, thì con Macaron này lại tỏ thái độ không hợp tác. Nó từ chối nói chuyện và xông thẳng vào tấn công Geralt nhằm hạ gục anh. Dĩ nhiên thì nói chuyện không được, chỉ có người sống ta chết. Cũng không phải lần đầu Geralt phải chiến đấu với một con Bruxer. Bằng bao quả Mundus kết hợp với phép R, Geralt dễ dàng hạ gục con Macaron này. Khi con Bruxer bị đánh bại, thì cũng là lúc Geralt tiến lại gần cái xác để nghiên cứu tiếp. Có điều, anh không thể hiểu nổi rằng tại sao một con Bruxer lại bất chấp tất cả đồ sát nhiều người như vậy để đánh cắp một cái xác chết, thậm chí còn sẵn sàng tử chiến với anh. Dù gì thì một con Bruxer thuộc họ Macaron chứ đâu phải lũ ăn xác chết như Ghoul hay Drowner. Tuy vậy thì mọi việc có lẽ cũng chút điểm có thể giải thích được khi Geralt tiến đến khám nghiệm tử thi. Trên người của xác chết có một bàn tay đã bị chặt đứt rời. Tuy nhiên thì bàn tay này lại không hề đến từ xác chết. Nó là bàn tay của một sinh vật nào đó có khả năng tái tạo bởi vì mạch vẫn đập và khí huyết vẫn được lưu thông. Ngoài điểm đặc biệt đó ra thì có thể kết luận được rằng quái vật giết người này không phải là con Bruxer mà là một sinh vật khác. Đặc biệt nhất, đó chính là sinh vật này có một trí khôn không thua kém con người là bao. Tuy nhiên thì manh mối lúc này cũng chỉ đến đây, rất nhiều câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Geralt lúc này cũng chỉ tạm thời rời đi, tìm Palmerin để yêu cầu ông ta dẫn đi gặp công nương tìm hiểu về con quái thú này. Trong lúc vụ giết người tại Corvo đang lên đà gai cấn thì công nương vẫn chưa biết tin tức gì cả, bởi vì lúc này cô đang tham dự lễ khai mạc của Thế vận hội thường niên tại Toussaint. Geralt sau khi rời khỏi cái nơi toàn xác tanh kia thì phải mất một lúc mới tới được nơi tổ chức Thế vận hội. Quả đúng như cái tên của nó, quy mô của giải đấu này thật là lớn, quy tụ hàng trăm nghìn người tới từ khắp nơi trên Nifgard đến xem và tham dự. Cũng vì lẽ đó, Geralt phải đi một vòng mới tìm thấy Palmerin. Lúc này, ông ta đang rảnh rỗi ngồi kể chuyện cho đám trẻ con xung quanh đó, những câu chuyện đậm chất tinh thần hiệp sĩ và sự phiêu lưu. Thấy Geralt đến, Palmerin liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện bằng những lời giảng đạo của một hiệp sĩ. Sau đó, hai người cùng nhau đến gặp công nương, người lúc này đang ở trên khán đài để chủ trì trận đấu giữa người với một con quái vật Selmar được ban tặng bởi hoàng đế Nifgard. Công nương thì ngay trên khán đài đấy, cơ mà hai người chưa thể gặp được bởi vì trận tỉ thí sắp diễn ra. Pell cùng Geralt ngồi lại, xem thử một hiệp sĩ bình thường sẽ giải quyết con quái vật này như thế nào. Tất nhiên thì không ngoài dự đoán của Geralt, gã hiệp sĩ này chẳng chịu nổi ba chiêu của con quái thú. Nhận thấy tình hình không ổn, anh và Pell cùng nhảy vào khán đài để khiêu chiến con quái thú, cứu chàng hiệp sĩ xấu số kia. Đây là một con quái vật thuộc hàng cổ đại. Một hiệp sĩ bình thường hay một Witcher non kinh nghiệm thì đều không phải đối thủ của nó. Tuy vậy, thì đứng trước mặt con quái vật bây giờ lại là Geralt ở Brivia. Tất nhiên, vì đụng phải một đối thủ tầm cỡ như Geralt, con quái chẳng thể nào làm gì được anh cả. Sau một vài đòn trao đổi chiêu thức, nó đã gục dưới chân anh. Tất nhiên, vì nó là một con quái vật đã được đưa vào sách đỏ nên Geralt không nỡ giết nó, anh chỉ đánh nó gục mà thôi. Trận chiến lâu đài vừa rồi của Geralt cùng quái thú vừa cứu được hiệp sĩ cũng là vừa thông báo gián tiếp với công nương rằng anh đã đến nơi và cần diện kiến. Sau khi quái thú được đưa ra khỏi sân đấu, công nương cùng đoàn tùy tùng của mình liền đi xuống sân để chúc mừng Geralt và cảm tạ anh vì chiến công vừa rồi. Tất nhiên thì Geralt cũng chẳng thích sự tán thưởng này lắm. Anh có suy nghĩ về việc nếu như con quái vật này sổng chuồng, đó sẽ lại là một vụ thảm sát cho tất cả các khách mời. Anh lên tiếng trách móc công nương nhưng lại bị bà gạt phăng đi sau đó. Dù gì thì cũng chẳng ai bị sao cả, đúng không nào? Với lại, đây là một truyền thống tốt đẹp tại Toussaint. Một con quái vật thì có gì cơ chứ? Cảm thấy cạn lời với công nương, Geralt ngán ngẩm im lặng. Tuy vậy thì rất nhanh sau đó, anh đề cập đến vấn đề chính bây giờ. Tất nhiên thì công nữ cũng hiểu ra ý của anh. Rất nhanh chóng, cô kéo Geralt ra chỗ khác để bàn công việc. Mà cụ thể, cô dẫn Geralt đến trước mặt Damien de la Tour,
đội trưởng đội cận binh của công nương. Đây chính là gã được giao nhiệm vụ trợ giúp Geralt truy tìm con quái vật kia. Qua vẻ bề ngoài của lão, nhìn lướt qua là biết ngay gã này là đội trưởng của cái nơi này rồi. Tuy vậy, khác với mọi người mà Geralt đã gặp trong suốt chặng đường tới đây, thì gã lại mang trong mình một vẻ mặt không ưa Geralt cho lắm. Không biết vì lý do sợ tranh công hay tinh thần hiệp sĩ cực đoan của lão nên lão mới ghét Geralt đến vậy. Tất nhiên thì Geralt cũng chẳng để tâm đến tên này một chút nào. Cái anh cần là manh mối để truy tìm ra con quái thú. Nhưng mà gã này lại có vẻ cứ thích chặn họng anh. Vậy nên Geralt đã hơi bị để bụng. Rất nhanh chóng, anh không hề chia sẻ chi tiết vụ việc, mà thay vào đó, anh đề nghị một nơi yên tĩnh dành cho việc phân tích thứ thuộc về con quái vật, cũng như sự trợ giúp của các pháp sư và các nhà giả kim thuật. Và trên hết cả, thứ mà anh cần đó chính là lời khai sáng của nhân chứng. Tuy vậy, điều mà bất ngờ là thay vì lời khai của nhân chứng, thì Geralt lại nhận lý do vì sao mà Damien lại ghét anh đến như vậy. Hóa ra, vì danh tiếng xấu của anh bay xa hơn cả danh tiếng tốt. Còn vì sao tiếng xấu bay xa hơn thì không ai biết. Nhưng trong thâm tâm Geralt hiểu rằng phải đến 90% đều do các bản ballad của Dandelion gây ra. Bỏ qua vấn đề đó, nhận thấy không khí của câu chuyện hơi căng, Anna đành lấy câu chuyện sang hướng khác. Cô ký một sắc lệnh, cung cấp trước cho Geralt một khoản tiền lớn, chi trả cho các quản gia và người hầu, và biến Corvo trở thành đất phong của Geralt. Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của anh và cũng sẽ là nơi dành cho anh nghiên cứu mọi thứ. Có vẻ như vụ phong đất ngay tại cuộc nói chuyện này đã hiệu quả khi mà Geralt và Damien lại nói chuyện nghiêm túc với nhau về vụ án. Giờ thì Geralt đã biết được thêm về hai nạn nhân đầu tiên. Người thứ nhất là Crespi, một hiệp sĩ già. Lão này tuy đã từng làm hiệp sĩ nhưng lại không được mọi người ưa lắm. Vì khi giải nghệ, lão là một thương nhân dối trá hay lừa gạt người khác chỉ vì lợi nhuận. Người thứ hai là Raymond Dulac. Lão này là một hiệp sĩ đang nghỉ hưu. Trong quá khứ, lão ta đã làm chức cố vấn cho cha của Anna. Lão này nhận định rằng có dính dáng ít nhiều đến thế giới ngầm tội phạm. Tuy nhiên thì chưa có bằng chứng gì cho điều đó cả. Và người thứ ba gần đây nhất là Sir de la Croix. Cũng là một hiệp sĩ già, có một tính cách bảo thủ, phủ nhận những giá trị hiệp sĩ khác trong thời đại mới. Vậy là sau khi nghe Damien trình bày sơ qua về cả ba nạn nhân, Geralt bước đầu nhận định rằng con quái thú này muốn truyền tải một thông điệp nào đó. Bởi vì những nạn nhân mà nó nhắm đến đều là những hiệp sĩ kỳ cựu, danh tiếng lẫy lừng, nhưng khi về già lại đổ đốn, mất đi phẩm hạnh của một hiệp sĩ tu Saint. Danh dự, khôn ngoan và rộng lượng, dũng cảm và từ bi, ba người bị giết lần lượt thiếu đi một cái trong bảng phẩm hạnh đó. Nạn nhân đầu tiên mất đi danh dự, nạn nhân thứ hai mất đi sự khôn ngoan và nạn nhân thứ ba mất đi sự rộng lượng. Từ suy đoán như này, ba người Geralt đã cùng nhau suy luận ra nạn nhân tiếp theo mà con quái thú nhắm đến. Một hiệp sĩ thiếu đi sự dũng cảm sẽ là ai? Bỗng nhiên, một tia sáng lóe trong đầu Geralt. Milton từng nói với anh rằng anh ấy rất háo hức chờ đợi để mặc cái bộ hóa trang thỏ trắng trong lễ hội tới đây. Mà thỏ thì hèn nhát, vậy là Milton thiếu đi sự dũng cảm. Tuy nhiên, suy luận kiểu như vậy nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng còn một điều khác khiến Geralt suy luận như vậy, đó chính là Milton còn được biết đến cái tên De La Croix. Chính vào lúc này, công nương mới ngỡ ngàng ra một chi tiết cả cô và Damien đã quên mất. Ba nạn nhân trước và Milton từng chung đội hiệp sĩ trong quá khứ. Họ chính là bộ tứ siêu đẳng, quan hệ cực kỳ khăng khít dưới triều đại của công tước tiền nhiệm. Tuy nhiên sau này thì nhóm hiệp sĩ này tan rã, mỗi người đi một hướng khác nhau. Sau khi xác định đến Milton là nạn nhân tiếp theo, Geralt đề xuất đi tìm và bảo vệ ông ta ngay lập tức. Tuy nhiên, lại có một cái khó, đó chính là khu vườn giải trí sắp bắt đầu. Milton thì hóa trang thành thỏ, ẩn nấp để chờ được tìm thấy bởi những người dân khác. Cũng chính vì lý do như vậy, nên nơi ẩn nấp của thỏ lại được giữ bí mật rất cẩn thận. Đến chính cả Anna cũng không thể biết được Milton đang trốn ở đâu. Damien đề xuất dừng trò chơi này lại, tuy nhiên Anna thì không nghĩ như vậy. Dừng mọi thứ lại sẽ đánh động đến con quái thú, có thể dẫn đến việc nó động thủ nhanh hơn hoặc có thể để sống mất nó lần nữa. Anna liền xóa toang bộ váy dưới phần lễ phục của mình, nhảy lên lưng ngựa, ra lệnh cho Damien đi lục soát. Còn bản thân cô và Geralt thì cùng nhau cưỡi ngựa tiến về sân vườn đối diện sảnh chính lâu đài, nơi đang diễn ra trò chơi. Tại nơi đây, người dân sẽ thông qua việc đoạt được manh mối trong ba vật phẩm, đó là sừng kỳ lân, trứng chu tước và một con cá vàng. Tập hợp đủ ba manh mối thì sẽ tìm ra được nơi mà Milton đang ở. Mặt trời đang dần lặn xuống, thời gian như chó chạy ngoài đồng, từng khắc sinh mệnh của Milton được đặt lên vai của Geralt và công nương. Và Geralt cũng biết điều đó. Nhanh chóng, anh và công nương đã tập hợp đủ ba manh mối. Địa điểm mà nó dẫn đến chính là nhà xanh, nơi trồng có loại cây cỏ của lâu đài. Tuy vậy, cả hai người đã chậm hơn tên hung thủ một bước. Khi họ vừa đến nơi, thì con quái thú vừa ra tay xong với Milton. Từ tình hình cụ thể trước mắt, con quái thú đã được Geralt xác định là một con ma cà rồng. Không kịp suy nghĩ nhiều, Geralt liền rút kiếm, đuổi theo con ma cà rồng kia. Cuộc truy đuổi diễn ra mất một lúc, cho đến khi con quỷ hút máu quyết định dừng lại, phục kích anh trong một căn nhà kho gần bến sông. Có vẻ như nó đã ngán việc chạy trốn rồi thì phải. Và khác với con Bruxer lúc trước, tên này thích nói chuyện. Không ngoài dự đoán, chính hắn là chủ nhân của cánh tay đứt rời kia. Đối diện với Geralt trong nhà kho, đầu tiên chất vấn anh về việc tại sao anh lại săn đuổi hắn, thậm chí còn giết cả Bruxer thân cận của hắn, dù hai người còn chẳng quen nhau.
mang tiếng là ma cà rồng cao cấp, nhưng có vẻ tên này cũng không có khôn cho lắm. Đi giết người rồi hỏi tại sao mình lại bị săn đuổi bởi một thợ săn quái vật. Cảm thấy cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, cả hai lao vào chiến đấu một trận sống mái với nhau. Ban đầu thì Geralt có lợi thế cực lớn, tuy nhiên thì tên này cũng chẳng phải dạng vừa. Qua các hành xử và ăn nói của hắn, với cấp bậc đối với con Bruxer lúc trước, Geralt biết tên này là một tên ma cà rồng thượng đẳng. Và tất nhiên, bọn này thì khó đối phó hơn cả. Sức mạnh, phép thuật, tốc độ, tất cả đều hơn hẳn lũ ma cà rồng khác. Tương truyền, chỉ có một ma cà rồng thượng đẳng mới có thể giết một ma cà rồng thượng đẳng khác. Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, tên này đã gần như chuẩn bị tiễn Geralt về trời. Nhưng bất ngờ, xuất hiện một người khác hiện ra, đỡ cú xiên chí mạng của gã ma cà rồng kia cho anh. Gã này sau khi đỡ cho Geralt thì có vẻ như quen với tên ma cà rồng kia. Loáng thoáng qua cuộc nói chuyện của hai gã thì Geralt biết được rằng gã đỡ cho mình đang khuyên nhủ gã ma cà rồng kia cũng như tỏ ý giúp đỡ. Và hơn hết cả, gã đỡ cho Geralt lại mở miệng kêu Geralt là bạn của anh ta. Thấy vậy, tên ma cà rồng liền bỏ đi mất, để lại gã kia với một lỗ trên người. Dĩ nhiên, chỉ thoáng một lúc sau, cơ thể của gã đã dần dần liền trở lại. Đến lúc này thì Geralt có vẻ nhớ ra cái gì đó. Tất nhiên là ngay sau đó, gã kia đã quay trở lại nói rằng, phải, Geralt chính là tôi đây. Giờ thì không bất ngờ gì nữa, tên đã cứu Geralt một mạng, hóa ra lại là người quen cũ của anh, một ma cà rồng thượng đẳng với tên gọi Regis. Lúc này, Geralt lại bàng hoàng hơn bởi vì theo ký ức của mình, ông ta đã chết từ lâu rồi. Lần cuối cùng anh ở cùng ông ta đã hóa thành một đống bầy nhầy sủi bọt. Tuy nhiên giờ đây, gặp lại ông ta một lần nữa, trở thành một con ma cà rồng khỏe mạnh, đẹp trai hơn bao giờ hết. Tất nhiên thì đây không phải vấn đề chính. Ông hứa rằng sẽ kể cho Geralt vào ngày nào đó. Còn giờ, vấn đề chính là anh bạn ma cà rồng kia của ông. Theo lời ông, tên này, Detlaf, là một ma cà rồng tốt bụng, không bao giờ giết người vô tội. Những vụ thảm sát gần đây chắc chắn là có ẩn khúc trong đó. Chắc chắn anh ta có nỗi khổ không nói được, cũng như kẻ chủ mưu là một ai khác. Cũng chính vì vậy, một ma cà rồng thượng đẳng với tên gọi Regis đề nghị rằng Geralt hãy tha cho anh ta và hãy cùng với ông đi tìm, điều tra cũng như giải đáp cho vụ án này. Đồng thời, ông cũng lấy bản thân của ông ra để thề cho sự trong sạch của Detlaf. Ông đã kể một câu chuyện ngược về năm 964, cách thời điểm hiện tại 3 thế kỷ. Có một con quái thú xứ Lyria. Đấy là thời điểm con quái thú điên cuồng tàn sát mọi nơi, không chừa một ai cả. Và rồi người hùng đã giết con quái thú đó chính là Detlaf hiện nay. Và quan trọng hơn cả, chính anh ta là người đã cứu ông từ quỷ môn quan. Thời khắc ông bị Vilkerfort giết chết, Detlaf đã tìm thấy ông, dùng lượng lớn máu của chính hắn để hồi sinh cho ông. Nhận thấy rằng người bạn cũ của mình có vẻ đã đúng và có nhiều điều bí ẩn quanh đây, cũng như Detlaf chưa chắc đã phải là thủ phạm của vụ án. Geralt liền vui vẻ chấp nhận đề nghị của ông để cả hai cùng nhau điều tra sự việc này. Đang nói chuyện giờ thì lính canh lúc này đã ập tới. Regis đành hẹn Geralt tại nghĩa trang để bàn công chuyện. Còn bây giờ, tất nhiên ông không tiện ở lại chỗ này nữa rồi. Nói đoạn, ông hóa thân vào một làn khói rồi bay đi mất. Khi ông ta vừa đi khỏi thì quân lính đã ập đến nơi. Tất nhiên thì giờ đây chỗ này chỉ còn Geralt. Anh đành dùng vài câu nói tỏ vẻ chuyên nghiệp để đuổi đám binh lính đi. Một phần cũng là xem xét qua hiện trường trận chiến, một phần cũng là để ngồi lại suy ngẫm về việc vừa qua. Sau cuộc gặp gỡ thì trời cũng đã quá nửa đêm, dù gì thì cuộc hẹn cũng chưa cần phải đi bây giờ, mà giờ đây Geralt mới được ban tặng cho một ngôi nhà mới. Sẵn tiện, anh liền về Kovo. Giờ đây, theo sự chỉ đạo của công nương đã dọn dẹp tất cả các xác chết, những người hầu và cả quản gia đều được bố trí sắp xếp cho anh. Vậy giờ Geralt là một Witcher ư? Không, giờ đây anh giống một lãnh chúa hơn rồi đấy. Tất nhiên là vì đêm rồi nên anh cũng không quan tâm cho lắm về ngôi nhà. Thứ anh cần bây giờ là cái nệm êm để tiện ngủ qua đêm. Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, Geralt đã dậy rồi. Nhưng bất ngờ là có người còn dậy sớm hơn anh. Ông quản gia đã đứng ở phòng khách từ bao giờ rồi? Đêm qua về muộn quá, Geralt vẫn chưa chính thức hỏi thăm ông. Để nói chuyện với Geralt, quản gia tỏ mình là một người dày dặn kinh nghiệm khi đưa anh đi dạo một vòng, thăm khu nhà cũng như kể về lịch sử hào hùng của nó. Tiếc là giờ đây, căn nhà không còn được như xưa nữa. Geralt đến đưa tiền đem cho quản gia. Những năm tháng qua, anh tích được kha khá tiền. Với số tiền này, quản gia thay anh chăm sóc căn nhà cũng như tân trang lại nó. Bàn giao công việc xong, Geralt lên ngựa, phóng lên chỗ mà Regis đang đợi anh. Đó là một nghĩa trang rộng lớn tại Jusen. Nơi đây có nhiều ngôi mộ và dĩ nhiên nó không thích hợp cho một người sống tí nào cả. Xung quanh đây thì đám quái vật cũng khá là đông đúc. Quả là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho một ma cà rồng vẫn ẩn cư. Nghĩa trang này là một nghĩa trang khá rộng lớn, tuy vậy thì nó chỉ có hầm mộ duy nhất, không biết nó thuộc về ai. Có vẻ như Regis đã trưng dụng nơi đây làm nơi ở của mình. Nói chung thì Geralt cũng chẳng có thành kiến gì với cái kiểu này cho lắm. Đơn giản việc trưng dụng nghĩa địa bỏ hoang làm cứ địa là một việc khá khôn ngoan đối với một nhân vật như ông. Chỉ có điều là cách vào trong hang có phần kỳ dị khi mà Geralt phải vất vả chui qua một ngôi mộ đằng xa, đi qua đường hầm cũng như diệt gọn một ổ Kikimor mới có thể đi vào bên trong. Điều này khá là rảnh rỗi cũng như tốn sức, tuy vậy giờ đây anh có thể bắt đầu phá vụ án này rồi. Nhưng mà có một vấn đề, bây giờ cả hai phải tìm Detlaf ở đâu?
một con Macaron thượng đẳng cỡ như hai người này đều có khả năng miễn nhiễm phép thuật cũng như vô hình hoàn toàn trước các loại dò tìm bằng thần thức. Bỗng nhiên Geralt rút ra một bàn tay đưa cho Regis. Lúc này, ông khá bất ngờ với việc Geralt có bàn tay này. Sau khi xác nhận một lần nữa, ông chắc chắn rằng bàn tay này là của Deadlaugh. Vậy là có thể dựa vào nó để chế tạo một loại thuốc, đưa góc nhìn của người uống về với góc nhìn của bàn tay ở thời điểm trước khi bàn tay bị đứt rời ra. Chỉ cần có nó là cả hai có thể xem được đầu đuôi sự việc mà bàn tay này đã chứng kiến trong quá khứ. Đây có vẻ một ý tưởng khá hay, bởi vì theo thực tế, theo như Regis mô tả thì loại hình này giống hệt với việc bói mộng của các pháp sư. Mà bói mộng thì Geralt cũng chưa phải là chưa thử qua. Cơ mà như đã nói, đây là một loại thuốc và thuốc sẽ cần phải bào chế. Và dĩ nhiên, chắc chắn loại thuốc này muốn bào chế nó thì không hề đơn giản một tí nào cả. Công thức loại thuốc này sẽ gồm mô của Deathlaugh, nước dãi của bọn White có đốm. Tuy vậy, lũ này vô tình đã tuyệt chủng cả thế kỷ trước mắt rồi. Dĩ nhiên là còn hai thứ khác có thể thay thế nhưng đều không khả thi cho lắm. Nhưng điều đó thì cũng hề làm khó Regis. Với quyền năng của mình, ông điều khiển lũ quạ bay khắp mọi nơi trong Toussaint để thu thập thông tin tình báo. Chắc chắn sẽ có một lỗ hổng nào đấy. Và có vẻ như ông đã đúng. Sau nửa ngày, khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, đàn quạ đã bay trở về kèm theo một tin tức đặc biệt. Vẫn còn một con White đốm đang sống sờ sờ ở Toussaint này. Cụ thể, nó sống lại dinh thự bỏ hoang trong rừng Carobeta. Con White sống lại đây là hệ quả của một lời nguyền. Vì lý do đó, có vẻ như nó đã sống sót sau chiến dịch thanh trừng White lớn của Witcher đời trước Geralt. Và giờ Geralt hoàn toàn có thể kiếm nó, nguyên liệu cần thiết là nước dãi của nó. Trong trường hợp khó khăn lắm thì anh hoàn toàn có thể mang tuyến nước bọt của nó về. Cuộc nói chuyện vậy là kết thúc, giờ đây nhiệm vụ của anh trở nên nặng nề hơn cả. Bởi vì anh sắp đối đầu với một sinh vật được coi là tuyệt chủng. Thứ mà Geralt biết về nó chỉ là những kiến thức anh học được qua sách vở, chứ chạm mặt với nó thì chưa bao giờ. Không chậm trễ nữa, Geralt liền lên ngựa, phóng một mạch đến chỗ con White. Mất nửa ngày trời, cuối cùng anh đã tới được nơi. Có vẻ như, ngay khi đến gần, Geralt đã hiểu ngay lập tức rằng tại sao nó có thể sống tới bây giờ. Nơi nó sống là một điền trang cực kỳ rộng lớn, 10 dặm xung quanh đó thì không hề có một ai cả. Sương mù giăng lối, che kín nơi đây khỏi ánh mặt trời. Nếu có một ai đó không cẩn thận mà lạc vào đây thì hẳn sẽ không thể tìm được đường ra mất. Lại nói, cái không khí u ám đến phát sợ đã đành, nhưng kèm theo đó là các loại ma, các loại quái vật ăn xác lại tụ tập một cách tự nhiên xung quanh cái điền trang này, y như kiểu đây là ngôi nhà của chúng vậy. Và đến cửa, thứ đập vào mắt của Geralt chính là một dòng chữ có vẻ lời nguyền mà kẻ nào đó đã ám chủ nhân của nơi này, biến người đó thành một con White đốm. Đi tiếp vào bên trong thì thứ mà Geralt thấy được chính là thìa và thìa. Thậm chí, anh còn tìm được một chiếc chìa khóa bằng thìa nữa. Lầm mò một hồi lâu, Geralt điều tra căn nhà này cũng như tìm ra nguyên nhân tại sao con White lại được tồn tại. Anh cũng đã tìm ra được manh mối về kẻ đã nguyền rủa người phụ nữ này. Không ai khác, chính là người anh rất quen, Gaunter Odim hay Master Mirror. Lời nguyền này dưới dạng một câu đố, ăn xin nhưng lại buôn gương, nghe đã biết gã nào gây nên thảm kịch tại nơi này rồi. Chưa kể, có thể là lời người mạnh mẽ như này tạo ra một loại quái vật bị tuyệt chủng thì không phải hắn, chẳng còn ai khác. Odim đã về thế giới của hắn rồi, nhưng trò chơi của hắn đã để lại cho Geralt có vẻ vẫn còn đây. Cảm thấy đáng thương cho số phận của người bị nguyền rủa, Geralt thay đổi ý định một chút. Thay vì chỉ chăm chăm lấy nước bọt của con quái vật, anh đánh liều một phen thư giải lời nguyền cho con quái đốm xấu số. Có vẻ như ván cược của Geralt đã thắng. Dựa vào gợi ý của lời nguyền, anh đã tìm ra được lỗ hổng trong cấm chú. Hóa ra chỉ cần tự nguyện ngồi ăn cùng nó, khiến nó ăn đồ ăn không dùng thìa, cũng như để nó nhìn thấy mình trong gương một lần nữa, lời nguyền đã tự động được hóa giải. Nó giờ đây đã trở về thành con người, một bà già già nua đã đói và cô đơn trong suốt hơn 3 thế kỷ. Cảm thấy thương cho người phụ nữ này, Geralt đã mang bà ta về nhà mình, cho bà ấy ăn và cuối cùng cho bà ấy chỗ nương thân cùng với những người thân mới của bà ấy sau hàng trăm năm sống trong cô độc. Và thế là bà già này trở thành đầu bếp mới phục vụ tại điền trang của Geralt. Giờ đây, khi anh trở về nhà, không phải ăn chiếc bánh mì cứng như đá, những ổ thịt hun khói lạnh như băng. Giờ đây, khi về nhà sau những chuyến săn vất vả, chờ đợi Geralt chính là những món ăn nóng hổi được dọn trên bàn. Sắp xếp xong chỗ ở cho bà lão, Geralt tức tốc mang chai nước bọt qua trở về nghĩa trang. Mà lúc này, Regis đã pha chế gần xong thuốc, nguyên liệu còn thiếu là thứ mà Geralt đang cầm và một loại nguyên liệu hiếm, tinh huyết của chính bản thân ông. Ông ta sau khi đọc 7749 cuốn sách, không thể tài nào tìm ra được bất kỳ nguyên liệu nào thay thế nó. Bất đắc, ông phải bàn bạc cùng Geralt đi lấy tinh huyết của chính ông. Mà cụ thể, cả hai sẽ phải đến Tessamuna, một di tích cổ của Macaron. Ở đó có những cái lồng kim loại được treo trên không. Geralt bắt buộc phải nhốt ông vào một cái, sau đó dụ các loài quái vật đến đó và giết chúng, máu càng nhiều càng tốt. Ông ta sẽ dựa vào đống máu đó để ngưng tụ ra tinh huyết của mình, và đó chính là thời điểm mà Geralt lấy tinh huyết. Nó thì dễ lắm, nhưng đến lúc thực hiện thì mới lòi ra nhiều vấn đề. Cụ thể là đám quái vật kéo đến quá đông, thậm chí trong số chúng còn có những con Macaron cấp thấp nữa. Geralt phải một mình cân tất cả. Sau 5 tiếng ròng rã, tất cả quái vật mới gục dưới chân anh. Dĩ nhiên, điều đó không phải để không đem lại kết quả.
Đồng khí huyết đã được Richard tận dụng, hút vào trong cơ thể, tạo nên rất nhiều tinh huyết dành cho Geralt. Để kết thúc vụ việc, anh rạch tay ông, lấy số tinh huyết mà mình cần ra. Còn ông ta thì sau vài tiếng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, do mất sức quá độ, ông ta đã bị ngất đi. Có được số tinh huyết, Geralt dìu ông về nhà cũng như hoàn thành nồi thuốc của ông. Ban đầu thì ông có vẻ lo lắng cho anh vì sợ thuốc sẽ bị phá hỏng. Tuy vậy thì ngay sau đó, với gương mặt quả quyết của mình, Geralt đã chắc chắn rằng thuốc mình pha là chuẩn và sẽ không xảy ra sai sót. Nhìn mặt Geralt có vẻ uy tín, ông tắt bếp đi, lấy để nguội và chuẩn bị cho Geralt dùng thử ngay sau đó. Và quả thật, Geralt có uy tín, thuốc đã có tác dụng cũng như đưa anh vào cơn phê. Xuôi dòng về quá khứ của Deathlap trước khi chặt mất cánh tay kia. Quả thật thì việc này khá hữu ích. Trong cơn phê, Geralt đã biết được rằng hóa ra Deathlap từng rất thân với cả bá tước Delacross, nạn nhân thứ 3 của vụ thảm sát ngày trước. Cho đến một ngày, hắn nhận được mảnh giấy bí ẩn, gã đành ra tay với bá tước, giết chết ông. Cảm thấy tội lỗi về điều mình gây ra, Deathlap đã chặt đi bàn tay gây án của mình, coi như đó là một lời tạ lỗi cuối cùng với Delacross. Một bộ phim đen trắng mà ta có thể cảm nhận trong đó tình yêu, tội lỗi, thù hận và sự hối tiếc. Có vẻ như Regis đã đúng, Deathlap hẳn phải có một lý do nào đó và kẻ chủ mưu chắc chắn là một ai đó khác. Dĩ nhiên là ngoài những điều trên thì Geralt có một thu hoạch khác. Có vẻ như Deathlap là khách quen tại cửa hàng đánh giày của một đứa bé. Tìm gặp được nó sẽ cho anh và Regis có đến với manh mối tiếp theo. Nhưng mà với một chỗ, Regis vẫn còn đang mệt. Sau vụ ngưng tụ tinh huyết, cơ thể ông dường như đã không còn sức. Vì vậy mà Geralt đã để ông lại cũng như đi một mình tìm thằng bé. Tuy vậy, không biết có phải vì nó phải lăn lộn, kiếm tiền từ sớm nên bản tính danh ma không, Geralt không thể nào moi được nhiều thông tin về Deathlap cả. Tất nhiên, khi anh đang bí thì Regis đến, dùng phương pháp 7 phút cùng một lọ thuốc đánh giày hàng siêu cấp độc quyền. Và thế là thằng bé liền cho hai người biết được căn nhà mà Deathlap đang sinh sống. Vậy là cửa sáng đã đến, biết được nơi ở của Deathlap thì mọi thứ sẽ được sáng tỏ ngay mà thôi. Nơi ở của Deathlap có vẻ như trái ngược lại hoàn toàn vẻ ngoài của anh ta. Một tên Macaron luôn mặc đồ toàn màu đen thì ngôi nhà của gã lại sặc sỡ đến lạ thường. Đến cả cánh cửa cũng sơn màu đỏ nữa. Thực ra thì ngôi nhà như vậy cũng có lý do của nó. Hóa ra nhà của hắn chính là một cửa hàng đồ chơi. Deathlap, một gã Macaron nhưng lại kiếm sống bằng việc tạo nên các loại đồ chơi rồi bán cho trẻ em. Thật là lạ đấy, nhưng ít nhất có thể xác định được rằng Deathlap không hẳn là người có dã tâm thâm độc. Mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi cả hai người tiến đến lầu 2. Trên đây là tập hợp của tất cả những bằng chứng liên quan đến vụ ám sát liên hoàn tại Toussaint. Hóa ra, có kẻ đã biết thân phận của Deathlap, chúng lợi dụng cô bạn gái là người của hắn, ép buộc hắn phải ra tay. Một thủ đoạn vô cùng bí ổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nắm giữ trong tay một gã ma cà rồng mạnh như vậy, thì chả tội gì không lợi dụng cả. Regis thì nghĩ rằng kẻ cầm đầu là một kẻ nào đó, nhưng còn Geralt thì khác. Anh cho rằng bạn gái của Deathlap ít nhiều liên quan đến sự việc lần này. Cô ta không đơn giản chỉ là bị bắt cóc. Tuy nhiên, thì thay vì anh nói ra, anh lại giữ kín trong lòng mình. Đặc biệt nhất, đó chính là khi Geralt nhìn kỹ bức họa vẽ người yêu Deathlap, anh nhận thấy rằng khuôn mặt cô nàng có nét gì đó cực quen. Tuy nhiên, anh lại chẳng thể nhớ ra. Qua việc khám xét tổng thể nhà Deathlap, Geralt và Regis đã tổng hợp được những manh mối như sau. Có kẻ đã tống tình Deathlap, gửi cho anh ta mục tiêu qua những trang nốt. Tất cả ghi chép đều sử dụng loại mực tới từ Narazi. Ngoài ra, trên một tờ giấy lưu trữ có một mùi hương đặc biệt, có vẻ như đây là một loại rượu nào đó. Thu thập được những chứng cứ này rồi, Geralt liền lên đường trở về với công nương. Anh biết rằng muốn giết quái vật thì dễ, nhưng để tìm một kẻ bắt cóc thì chẳng dễ chút nào. Có lẽ nói chuyện này với công nương sẽ là giải pháp hợp lý nhất dành cho nhiệm vụ lần này. Và anh cũng đúng, công nương dĩ nhiên là rất hiểu chuyện, kể cả khi bên cạnh cô có một kẻ tự cao tự đại như Damien. Thậm chí, cô còn giúp ích cho anh khi tìm ra được manh mối của loại rượu còn sót lại trên mảnh giấy này. Giọt rượu còn sót lại này thuộc về một thùng Sangreal 1269. Loại rượu này được sản xuất tại Castel Ravello, độc quyền phục vụ cho các bữa tiệc hoàng gia. Nghi vấn có một vụ trộm rượu xảy ra, công nương cùng Geralt tức tốc vi hành xuyên suốt đêm đến nơi sản xuất rượu để điều tra manh mối. Vậy là một con cá lớn đã lọt lưới. Sangreal quả thực đã bị tên quản lý ăn bớt, thay thế bằng một đống rác thải, còn bản thân Sangreal thì lại bị bán đi cho lũ đầu trộm đuổi cướp ngoài vòng pháp luật. Vậy là khi đã biết ai là kẻ mua rượu, Geralt liền lên một kế hoạch tỉ mỉ cho vụ đột kích lần này. Cụ thể, Geralt sẽ giả vờ làm người đưa rượu, trong khi Damien sẽ cùng đám lính phục sẵn cũng như chờ đợi. Chỉ cần có hiệu lệnh của anh, tất cả sẽ xông vào tiêu diệt gọn đám cướp. Và tất nhiên là đối phó một đám đầu đường xó chợ tạp nham, mưu kế đơn giản này lại dễ dàng bị mắc lừa. Tất nhiên là họ cũng để lại một kẻ nhằm moi thông tin từ hắn. Dù gì thì căn cứ của bọn chúng ở đâu thì đám người Geralt vẫn chưa hề biết. Nhưng bất ngờ là căn cứ ở đâu thì tên này cũng chẳng thể biết. Hắn chỉ biết là bọn chúng làm việc cho một kẻ tự xưng là người Sinter, còn lại thì không có một thông tin nào về gã này cả. Tưởng chừng như mọi việc đã đi vào bế tắc thì các điệp viên của Toussaint lại mang đến một thông tin tình báo rất giá trị. Cụ thể, người Sinter này không hề đơn giản. Bọn này không phải là một lũ cướp thông thường, mà sau bọn chúng là cả một tổ chức tội phạm lớn đa quốc gia. Geralt đã được lũ cướp treo thưởng cái đầu của anh lên trên hắc bảng. Giờ đây, anh là cái tên được rất nhiều sát thủ nhắm tới.
cách thức hoạt động của tổ chức này, theo Damien kể, thì nó cũng khá là tinh vi. Đến cả nơi cất giữ các loại hàng hóa của chúng thì đứng tên cũng là một kẻ ăn mày. Tuy nhiên, tên trùm thì có lẽ đã có lúc xuất đầu lộ diện. Tình báo gần nhất đó chính là hắn có quan hệ với Celicia Belanti, một nữ ca sĩ nổi tiếng, và có trùng hợp là cô ta đã mời một gã sinh trời đến buổi dạ hội do Mandragora tổ chức vào tối nay. Và thế là công nương cùng Geralt đã cùng nhau cải trang thâm nhập vào bữa tiệc với mục đích không tóm gọn được gã Sinter thì cũng phải moi móc được chút thông tin về tình nhân của hắn. Mặt trời vừa xuống hẳn cũng là lúc khách mời lũ lượt kéo đến bữa tiệc của Mandra. Bữa tiệc mở miễn phí nên Geralt lẫn công nương dễ dàng trà trộn đi vào. Nhiệm vụ trước mắt của họ là phải tìm cho ra Cecilia, nhưng tiếc rằng khi cả hai tìm được cô ca sĩ thì cơ thể cô ta chỉ còn hơi ấm. Có lẽ là gã Sinter đã ở đây. Thủ pháp giết người của hắn cực kỳ gọn gàng, giống như hắn đã trải qua rất nhiều lần giết người rồi vậy. Có lẽ dưới sự truy lùng gắt gao của chính quyền lẫn Geralt, tên Sinter đã để lộ điều gì đó với Celestia, và điều này vô tình khiến cho hắn phải thủ tiêu cô ta. Tuy nhiên, các chứng cứ tại hiện trường thì lại chỉ ra một kịch bản khác. Đây là một vụ án giết người cướp của khi manh mối duy nhất của Geralt tìm thấy có thể thấy vô tình lại là viên đá gia truyền của nhà Henrietta, trái tim của Toussaint. Tờ giấy nhiệm vụ mà tên trộm rơi ra lại vô tình là tranh vẽ của thứ đồ này. Có vẻ như mục tiêu của tên trộm lần này chính là viên đá đó. Còn Cecilia đã chết chỉ vì cô đen mà thôi. Ngoài ra tại hiện trường còn có một thanh đoản kiếm. Theo lời của công nương thì nhìn qua, vật này thuộc về sở hữu của một lãnh chúa xứ Dan. Cơ mà theo như Geralt nhớ thì nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Dĩ nhiên ngay sau đó, nó lại bị phủ định bởi công nương khi gần đây Roderick, người thừa kế cuối cùng đã quay trở lại và xây dựng pháo đài như xưa. Nói chuyện một hồi thì Oriana liền ra ngoài có chút việc. Trên bàn rượu lúc này chỉ còn công nương và Geralt. Anh bắt đầu sâu chuỗi các thứ lại với nhau và đưa ra một cảnh báo rằng rất có thể mục đích của kẻ này đó chính là nhắm vào Anna. Điều này vô tình đã khiến cho cô một cảm giác bất an, rợn tóc gáy. Định thần lại một lúc, cô liền nghĩ đến chị gái cô, Sienna, rất có thể cũng liên quan đến việc này. Thậm chí có thể là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, thật lạ là vì sao Anna lại có suy nghĩ việc Sienna là kẻ chủ mưu. Hóa ra, đó là vì cô vẫn nghĩ người chị cô có khả năng dính lời nguyền mặt trời đen. Và giờ đây, chị ta quay trở lại để báo thù. Vụ trộm rượu, rồi đến vụ trộm chiếc vòng, tất cả đều mang âm hưởng của Sivana. Và giờ, theo suy đoán của Geralt, có thể có tới hai người phụ nữ trong lâu đài Dun. Giờ đây, anh sẽ phải chỉ huy một cuộc tấn công vào phá đài này và lôi hai người phụ nữ ra. Đó là một đêm trăng thanh gió mát, mà đêm buông xuống, Geralt âm thầm đem đại binh áp sát pháo đài. Rồi khi hiệu lệnh tấn công được ban bố, từ khắp mọi hướng, quân lính ập vào đánh nhau, một trận hỗn chiến kịch liệt đã xảy ra trước mắt. Đang hang say thì Regis cùng Deadlaugh đã đến góp vui. Hai con ma cà rồng này trong chốc lát đã càn quét hết đoàn quân của địch, chỉ trong một vài phút ngắn ngủi không còn một ai sống sót. Vậy là cả đám thành công cứu người cũng như vây kín được kẻ chủ mưu. Nhưng có một vấn đề là ai là kẻ bị bắt cóc và ai là kẻ chủ mưu, vì giờ đây trong tòa tháp được canh phòng rất cẩn mật nhất chỉ có một thiếu nữ ở bên trong đó. Đến lúc này thì Geralt đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra như vậy, Sienna hay là Rhaena, tất cả đều là một người cả. Từ đầu đến cuối, cô ta lợi dụng Deadlaugh cho mưu đồ phản nghịch bất đạo của mình. Deadlaugh đáng thương dù đã sống cả ngàn tuổi nhưng lại để Sienna xoay như một cái trong trắng vậy. Thất vọng, phẫn nộ, đau khổ, Deadlaugh đã suýt chút nữa giết chết cô ta. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn muốn níu kéo một chút gì đó. Cụ thể hơn là trốn tránh hiện thực và xác nhận lại rằng Sienna có yêu anh ta hay không. Vậy nên gã đã cho cô 3 ngày. Sau 3 ngày, phải đến Tessum Mutna để có thể giải thích rõ mọi chuyện cho gã. Bằng không, gã sẽ săn bằng cả cái tu sen này. Nói đoạn, Deadlaugh liền hóa vào hư không. Vụ việc của Sienna đã lan truyền đến tai công nương. Tuy nhiên, có vẻ như công nương lại chẳng nghĩ thông suốt cho lắm. Cô tự tin rằng đám Macaron sẽ không là mối nguy hại nào cả. Và Geralt cần phải giết Deadlaugh. Mặt khác, cô đem chị mình giam cầm trong thế giới cổ tích trong tranh. Và tất nhiên thì Geralt không hề thích mệnh lệnh này một chút nào cả. Anh biết rõ khả năng của một con Macaron thượng đẳng hơn bao giờ hết. Công nương đang làm việc quá ư theo cảm tính. Vậy thì biết sao đây, người ta là vua, Geralt đành tuân theo lệnh vậy. Nhưng dĩ nhiên, như đã nói từ trước, Deadlaugh có khả năng tránh phát hiện bởi các kỹ năng dò tìm thần thức. Vậy nên 3 ngày Geralt cũng chỉ có tay không. Cũng vì lý do đó, bữa tiệc máu đã bắt đầu. Trên đường phố, lâu đài, nhà riêng, bất kỳ đâu trong mảnh đất Tuse này, Macaron tràn ra như vỡ tổ, tấn công mọi thứ nó thấy trên đường. Cả vùng đất đã chìm trong sự hỗn loạn và biển lửa. Chính vào thời khắc đó, công nương đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng cũng đã quá muộn khi giờ đây thành phố chỉ có tiếng than và khóc. Chính vào thời khắc này, nhà Ravix của chúng ta đã đứng lên giải cứu cả thành phố. Đầu tiên, Geralt cùng Regis xuống phố giúp binh lính dọn dẹp đám tàn dư của Macaron. Tiếp đến, anh đã phiêu lưu cùng Sinana vào trong thế giới cổ tích, giúp cô nhận ra được bản ngã của mình. Tuy cô đã từng giết người, nhưng trừ cô nàng ca hát ra thì những kẻ mà bị giết đều là những kẻ có tội. Bốn hiệp sĩ mà Deadlaugh giết, trong quá khứ chính bốn kẻ đã nhận lệnh từ vua cha, đem cô đi đầy, chúng bạo hành, bỏ đói, đánh đập, lạm dụng cô. Cuối cùng, để mặc cô chờ chết tại vùng hoang vu. Tất nhiên, điều đó làm cô thù hận mãi.
còn về phần em gái cô, sau chuyến hành trình cùng Geralt và nghe những lời tâm sự của một Witcher kỳ cựu, có vẻ như cô đã hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho Anna và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn về phần Detlaf, hắn lại không được may mắn như vậy. Bản thân hắn đã lún vào tâm ma quá sâu và giờ đây không thể nào rút ra được nữa. Chấp niệm đã khiến hắn nhuốm máu hàng trăm nghìn người vô tội. Sự sa ngã đã khiến hắn đánh mất bản thân để rồi cuối cùng bị Resist kết liễu. Detlaf từng là một huyền thoại, một kẻ nhân danh chính nghĩa. Nhưng rồi hắn dính vào chữ tình để cuối cùng chết như một kẻ phản diện. Sau cái chết của hắn, Macaron gần như vắng bóng khỏi Tursend. Và cho dù có thì bọn này cũng chỉ sống âm thầm, chui lủi mà thôi. Macaron vắng bóng cũng là lúc cuộc vui đã tàn. Giờ đây khi mọi chuyện kết thúc, Geralt cũng gác lại công việc của mình. Anh giờ đây có nhà, có lãnh địa, có người hầu, có gia đình. Hành trình của anh có lẽ cũng nên đến hồi kết thúc. Một Witcher từ khi được biến đổi đã xác định rằng một đời sống trong cô độc và chết trong những trận chiến. Tuy nhiên, Geralt lại khác, anh đã chết trên đường một lần rồi. Có lẽ giờ đây, anh sẽ chết trên giường như một con người bình thường vậy. Hành trình của sói trắng cũng nên đến điểm cuối cùng của con đường rồi. Và từ đó, Geralt hay Ravix ở Forehand sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng những người bạn và cô vợ mà anh yêu thương nhất, Yennefer. Và đó cũng là câu chuyện cuối cùng diễn ra trong 3 phần game The Witcher cùng những bản DLC cực kỳ hấp dẫn và thú vị của nó. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn bổ sung gì, đừng quên comment phía bên dưới cũng như bấm like, share và đăng ký kênh DMA ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.